Đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la tập 81, đến tập 84, các chủ hài thần các thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thụ lão hai mắt híp lại, vậy liền để bọn hắn thất vọng tốt, nắm giá cả điều chỉnh đến vạn ức. Ta xem bọn hắn có dũng khí hay không dùng vạn ức đồng liên bang để đền bù. Dù cho có, chính chúng ta cũng sắp xếp người tham dự cạnh tranh chính là, nghĩ muốn lấy đi thần khí, có thể không dễ dàng như vậy. Vâng. Kiện thứ nhất vật đấu giá rất nhanh bắt đầu cạnh tranh. Hôm nay Lam Hiên Vũ chủ yếu là bồi gia đình đến xem, đối với cạnh tranh cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn chẳng qua là thỉnh thoảng cho bọn hắn giảng một chút nơi này đấu giá tình huống. Nghe từng kiện từng kiện giá tiền của món đồ đấu giá, Nam Trừng không khỏi liên tục líu lưỡi, quá mắc, cứ như vậy mấy cái trái cây liền muốn bán nhiều tiền như vậy sao? Lam Hiên Vũ nói, đây là học viện cho phúc lợi giá đây. Chúng ta xử lai khắc phòng đấu giá có vật đấu giá tại bên ngoài căn bản là không gặp được, cho nên, kỳ thật cũng không tính quá đắt dù sao vật hiếm thì quý nha vật đấu giá từng kiện từng kiện lên sàn hôm nay ra giá người lại không nhiều mọi người cơ hồ đều bị lăng y ban đầu lời hấp dẫn đều nghĩ sớm một chút thấy thần khí hình dáng đối với cạnh tranh cũng là không có hương thịnh như vậy thú vị thời gian từng giây từng phút trôi qua từng kiện từng kiện vật đấu giá bị đưa lên bàn đấu giá trong đó không thiếu đồ tốt phía dưới món đồ đấu giá này xuất từ một vị cấp 6 linh rèn đại sư tay một khối trọng lượng đi đến tam công cân linh rèn vân thiết nó là chế tác nhị chữ trở lên đấu khai tuyệt hào tài liệu giá khởi đầu 50 vạn đồng liên bang, mỗi lần tăng giá không thua kém 2 vạn đồng liên bang, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Linh rèn vân thiết. Nghe được mấy chữ này, Lam Hiên Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, 50 vạn đồng liên bang, cái giá tiền này không cao lắm à, linh rèn kim loại tiện nghi như vậy sao? Phải biết, tại đây bên trong một viên màu vàng huy chương liền có thể đổi lấy 20 vạn đồng liên bang, 50 vạn đồng liên bang bất quá chỉ là hai cái nhiều màu vàng huy chương. Vân thiết tại kim loại hiếm bên trong giá cả không tính quá cao, nhưng muốn mua một mét khối bình thường kim loại hiếm cũng cần hai cái màu vàng huy chương đi mà một mét khối bình thường kim loại hiếm có thể rèn đúc ra mấy chục kg thiên rèn kim loại cũng không tệ rồi linh rèn còn phải lại lần tinh luyện còn có xác suất thất bại tính được này 50 vạn đồng liên bang cơ hồ liền là giá vốn na à? đối với bình thường thợ rèn tới nói hẳn là như thế trong lòng của hắn đang nghĩ như vậy người phía sau lại khí thế ngất trời nghị luận lên phòng đấu giá bên trên lại có linh rèn kim loại cái này quá là hiếm thấy a à không tiếc đại giới cũng muốn bắt lại tới. Một trăm vạn, cái thứ nhất ra giá người vậy mà trực tiếp liền đem giá cả gấp bội. Một thoáng liền bỏ đi Lam Hiên Vũ nghi ngờ trong lòng. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, thấy chính là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn một đám người. Một trăm vạn dĩ nhiên không phải cuối cùng giá cả, chẳng qua là mới bắt đầu, những người đấu giá dồn dập ra giá, khối này linh rèn vân thiết giá cả cấp tốc tăng lên. Mãi cho đến vượt qua 150 vạn đồng liên bang về sau, giá cả mới dần dần ổn định lại. Một khối linh rèn kim loại có thể bán nhiều tiền như vậy. Phải biết, tại phòng đấu giá bên này, một viên màu tím huy chương tối đa cũng liền có thể đổi 400 vạn đồng liên bang linh rèn kim loại như thế đáng tiền sao? Đống thiên thu đụng phải hắn một thoáng, hỏi. Làm hiền vũ mở mịt nói, ta cũng không biết à. An bội cửu nói, rèn đúc cái nghề nghiệp này là phi thường nhỏ chúng, mà lại đẳng cấp cao kim loại hiếm tại trên thị trường mãi mãi cũng là cung không đủ cầu. Cơ hồ hết thảy đẳng cấp cao hồn đạo khí đều là dùng kim loại hiếm tới chế tác mà kim loại hiếm phẩm chất thường thường sẽ quyết định đồ vật bản thân giá trị các người làm học viện sử lai khác một thành viên nhất định biết đấu khải cũng nhất định phải có được đấu khải chế tác đấu khải liền cần kim loại hiếm đẳng cấp càng cao đấu khải đối kim loại hiếm yêu cầu cũng càng cao chế tác cơ giáp cũng là như thế này xa xỉ nhất cơ giáp liền là toàn thân đều là đẳng cấp cao kim loại hiếm kim loại hiếm đến linh rèn cấp độ này đem có phi thường cường đại bản thân chữa trị năng lực nếu như chế tác cơ giáp kim loại hiếm bản thân có năng lực khôi phục vậy dạng này cơ giáp là cỡ nào cường đại tồn tại còn có rất nhiều hồn đạo khí hạch tâm pháp trận cũng cần dùng kim loại hiếm chế tác kim loại hiếm đẳng cấp càng cao pháp trận hiệu suất liền càng cao mà lại cũng càng bền cho nên các người ngẫm lại hẳn là có thể hiểu rõ đẳng cấp cao kim loại hiếm là cỡ nào chịu hoan nghênh liên bang thợ rèn hiệp hội địa vị thậm chí có khả năng sánh vai cơ giáp sư hiệp hội chính là nguyên nhân này mà tuyệt đại đa số cao giai thợ rèn đều là do thợ rèn hiệp hội thống nhất quản lý đẳng cấp cao kim loại hiếm nơi phát ra bị lũng đoạn do liên bang thống nhất điều phối muốn thu hoạch được đẳng cấp cao kim loại hiếm đã không phải là có hay không vấn đề tiền đấu giá hội bên trên xuất hiện như thế lớn nhất khối linh rèn kim loại sao có thể không bị tranh đoạt các người hãy chờ xem giá cả khẳng định vượt qua 200 vạn quả nhiên ngay tại an bội cửu nói chuyện thời điểm vân thiết cạnh tranh giá đã đột phá 200 vạn đồng liên bang thợ rèn chính mình bán không được sao đó không phải là có thể kiếm càng nhiều tiền tại sao phải cho liên bang làm hiền vũ nghi ngờ hỏi an bội cửu nói bởi vì là trở thành cao giai thợ rèn quá khó khăn một tên thợ rèn nghĩ muốn đạt tới linh rèn loại tầng thứ này cần hao phí kim loại hiếm vô số kể người bình thường thế nào cũng gánh nổi sau lưng đều cần vốn liếng duy trì cho nên cao giai thợ rèn cơ hồ đều là bị chuyên môn bồi dưỡng ra được ký kết hiệp nghị rèn đúc vật phẩm chỉ có thể bán cho phía đầu tư các thế lực lớn cơ hồ đều có chính mình bồi dưỡng thợ rèn nhưng đẳng cấp cao kim loại hiếm vẫn như cũ không đủ dùng không có no cùng thời điểm thường nghĩ chúng ta nếu có đủ nhiều đẳng cấp cao kim loại hiếm còn có thể chế tạo chiến hạm đây dĩ nhiên đó là không có khả năng bởi vì hiện tại liền chế tác cơ giáp cần đẳng cấp cao kim loại hiếm đều còn thiếu rất nhiều dùng bách rèn kim loại chế tác cơ giáp cũng đã là màu tím trong cơ giáp tinh phẩm nếu như là dùng thiên rèn kim loại chế tác cơ giáp thậm chí có khả năng đi đến màu đen cấp độ an bội cửu giảng này chút đối lam hiên vũ rất hữu dụng thợ rèn nghĩ muốn tăng lên cần đại lượng tài nguyên tài nguyên dĩ nhiên chính là kim loại hiếm mà lam hiên vũ đã có điều kiện như vậy cho nên hắn lúc trước dự định dựa vào rèn đúc tới thu hoạch được tiền bạc kế hoạch là không có vấn đề cuối cùng khối này vân thiết dùng 226 vạn đồng liên bang giá cao đánh ra xem như nhấc lên hôm nay đấu giá hội một cái tiểu cao chiều sau đó lại có mấy món vật đấu giá bị lấy ra đấu giá nhưng lại không có nhấc lên gợn sóng quá lớn tiếp xuống chính là chúng ta hôm nay đại trục vật đấu giá chúng ta đã giới thiệu qua nhiều lần mà lại tương quan tin tức tại liên bang đồn đãi nơi này liền không lãng phí thời gian nữa phía dưới có mời chúng ta học viện sử lai khắc hải thần các phò các chủ sinh mệnh học phái người cầm lái đặt nền móng nhân thụ lão mang theo thần khí cùng mọi người gặp mặt toàn trường lập tức tiếng vỗ tay như sấm động tất cả mọi người chừng to mắt nhìn xem đài lên thần khí muốn xuất hiện a à, an bội cử cũng hai mắt tỏa ánh sáng đây chính là bạch ngân long thương a à. một đạo lục quang lóe lên dâu tóc bạc trắng thụ lão cười híp mắt xuất hiện đang đấu giá đài phía trên thấy thụ lão làm hiền vũ lập tức cảm thấy rất thân thiết thụ lão lúc trước đưa tặng tính mạng hắn như ý sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn điều này cũng làm cho hắn đối sinh mệnh học phái sinh ra cực lớn hảo cảm thụ lão vừa xuất hiện toàn bộ bên trong phòng đấu giá sinh mệnh khí tức lập tức liền trở nên nồng nặc tất cả mọi người không tự giác an tĩnh lại nhìn chăm chú lấy thụ lão ta đại biểu học viện sử lai khắc hoan nghênh mọi người tới tham gia buổi đấu giá hôm nay Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bạch Ngân Long Thương đúng là hàng không bán, cho nên hôm nay chúng ta đem giá cả điều chỉnh đến vạn ước, đoán chừng ngày mai lại sẽ có dư luận công kích chúng ta, bất quá không quan hệ, ai bảo lão già ta ra mặt dày đâu, thụ lão khôi hài hài hước nói. Vạn ước, Bạch Ngân Long Thương giá cả tăng lên tới vạn ước đồng liên bang, mọi người tại không biết nên khóc hay cười đồng thời, không khỏi hít sâu một hơi, học viện sử lai khác thật chỉ là nắm Bạch Ngân Long Thương lấy ra khoe khoang a. À. thụ lão than nhẹ một tiếng, nói. Bạch Ngân Long thương nguyên chủ nhân cùng chúng ta học viện Sử Lai khác có thiên ti vạn lũ quan hệ, kiện thần khí này, một mực bị thu giấu ở trong học viện, hôm nay biểu hiện ra về sau, đem bị thu hồi học viện, mọi người mời xem. Nói xong, thụ lão nâng tay phải lên, lòng bàn tay sáng lên một đạo hào quang màu xanh biếc, trong vầng hào quang van xin màu sắc rất sâu, phảng phất có một cái không gian độc lập tại chậm chậm mở ra giống như. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ánh bạc linh xảo chui ra lặng yên không một tiếng động rơi vào thụ lão trong lòng bàn tay đó là một cây trường thương màu bạc phía trên không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí nhìn qua tựa như là dùng bình thường màu bạc kim loại rèn đúc mà thành đồng dạng cũng không có cái gì lạ thường địa phương có thể là tại nó xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ bên trong phòng đấu giá không khí tựa hồ cũng phát sinh biến hóa giống như trở nên sền sệt làm hiền vũ trợn to mắt nhìn bởi vì hắn thấy cái kia cán trường thương màu bạc chung quanh có vô số nguyên tố người khác nhìn không thấy hắn lại có thể thấy rõ ràng nguyên tố có màu lam màu đỏ màu xanh màu vàng màu bạc màu đen màu vàng bảy loại màu sắc nguyên tố bao quanh trường thương màu bạc hoan hô nhảy nhót lấy cái này là thần khí sao thụ lão mỉm cười nhìn trường thương trong tay đang muốn mở miệng nói cái gì đột nhiên bạch ngân long thương không khỏi vì đó run lên chung quanh nó nguyên tố trở nên bắt đầu cuồng bạo ừm thụ lão ánh mắt ngương tụ trên thân đột nhiên phát ra hào quang màu xanh biếc cực độ nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức hướng bạch ngân long thương mạnh vọt qua mong muốn áp chế cái này chẳng biết tại sao xuất hiện dị thường thần khí ngay lúc này một đạo tối hồng sắc thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện liền sau lưng thụ lão hai đạo hào quang màu đỏ rậm đan sen chảm ra dùng thụ lão thực lực hắn cũng là tại cái kia hai đạo hào quang màu đỏ rậm cận thân trong nháy mắt mới cảm ứng được nhưng hắn lúc này đang toàn lực áp chế bạch ngân long thương đã có chút không kịp ngăn cản hào quang màu đỏ sậm, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn không chút do dự đem trong tay bạch ngân long thương trở tay đâm ra, trói mắt ngân quang lóng lánh, tại sinh mệnh khí tức rót vào dưới, bạch ngân long thương mũi thương lấp lánh. Con, giòn vang âm thanh bên trong, thụ lão sau lưng, một cái màu đỏ sậm vòng xoáy không hề có điểm báo trước xuất hiện, một cỗ cực mạnh hấp lực trong nháy mắt xuất hiện, kéo túm lấy thụ lão, lại muốn đem hắn hút vào cái kia trong nước xoáy cái kia vòng xoáy hấp lực thật sự là quá mạnh đến mức phía dưới cạnh tranh trên ghế tất cả mọi người bị hút bay về phía cạnh tranh đài ai có thể nghĩ tới lại có thể có người dám ở thành sử lai khắc động thủ đây là rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tình huống mà lại người tới thực lực cực cường để cho người ta kinh hãi phải biết thụ lão là hải thần các phó các chủ hơn nữa là sinh mệnh học phái người cầm lái thực lực có thể là cực kỳ khủng bố là chân chính thần cấp cường giả cũng là học viện sử lai khắc vài vị đỉnh cấp cường giả một trong hắn đồng thời còn là vĩnh hằng chi thụ thủ hộ giả tại thành sử lai khắc phạm vi bên trong hắn tùy thời đều có thể mượn nhờ vĩnh hằng chi thụ lực lượng đây cũng là vì cái gì học viện yên tâm khiến cho hắn mang theo bạch ngân long thương trước từ đấu giá tràng thế nhưng người đánh lén này bộc phát ra sức chiến đấu thật sự là quá mạnh nơi tay cầm bạch ngân long thương tình huống dưới thụ lão lúc này vậy mà hoàn toàn ở vào trạng thái bị động thụ lão hừ lạnh một tiếng hai chân đột nhiên sinh ra sợi dễ toàn thân đều biến thành một mảnh màu xanh biếc hất đầu sợi dâu tung bay hóa thành từng sợi thô to dây leo bắn ra đem bay đến trên không người dồn dập cuốn lấy không để bọn hắn bị phía sau hắn vòng xoáy hút đi lúc này hai đạo hào quang màu đỏ sậm đan sen chạm tại thụ lão trên lưng công kích kia thật sự là quá nhanh tiếp theo một cái chớp mắt một đạo màu đỏ sậm thân ảnh vậy mà từ trên người thụ lão xuyên qua tại bên hông hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương thụ lão sắc mặt lại không có biến hóa chút nào vết thương trên người nhanh chóng khép lại cùng lúc đó hai con mắt của hắn phát sáng lên đó là sáng lạn màu vàng toàn bộ thành sử lai khác đều bởi vậy xuất hiện nhẹ nhàng rung động một cỗ sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt bùng nổ thụ lão tại thương thế khỏi hàn đồng thời khí tức tăng vọt vĩnh hằng chi thụ thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên tiếp theo một cái chớp mắt cái kia hào quang màu đỏ sậm đột nhiên biến thành hào quang màu đỏ thụ lão chỉ cảm giác đến thần trí của mình hơi hoảng hốt một thoáng tiếp theo một cái chớp mắt cánh tay phải của hắn liền đã chặt đứt mặc dù cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền vừa dài ra một đầu cánh tay phải có thể là hắn nguyên bản trong tay phải nắm bạch ngân long thương à người kia trong nháy mắt nắm chặt bạch ngân long thương trên thân hào quang màu đỏ sậm lóe lên người liền biến mất hèn mạt thụ lão nổi giận kinh khủng sinh mệnh năng lượng lập tức đổ xuống mà ra phong tỏa chung quanh tất cả không gian có thể là đạo thân ảnh kia giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua đã hảo không có tung tích tất cả những thứ này nói đến chậm nhưng trên thực tế như là chớp mắt cái kia màu đỏ sậm thân ảnh theo tập kích thụ lão đến cầm tới bạch ngân long thương hết thảy liền dùng mấy lần thời gian hô hấp mà thôi bạch ngân long thương bị cướp đi lúc này thụ lão đem tất cả mọi người thả lại chỗ ngồi thân thể lóe lên liền tan biến ngay tại chỗ an bội cử cũng bị lúc trước cái kia cỗ cực mạnh hấp lực hút lên đồng dạng bị thụ lão sợi dễ cứu lúc trước trên đài giao thủ ngắn ngủi hai vị rõ ràng đều là đương thời đỉnh tiêm thần cấp cường già mặc dù thực lực của nàng cũng tương đương mạnh có thể là nàng bi ai phát hiện tại thần cấp cường giả trước mặt chính mình vậy mà làm không là cái gì vẫn như cũ sẽ bị khống chế a à, nana lão sư đâu đúng lúc này ăn bội cử bên tai đột nhiên truyền đến lam hiên vũ kinh ngạc thanh âm nàng lập tức run sợ quay đầu nhìn lại cũng không phải à lúc trước vẫn ngồi ở bên người nàng nana lúc này lại không thấy thành sử lai khắp ngoài trăm dặm trên không một vết nứt đột nhiên thoáng hiện một đạo màu đỏ sậm thân ảnh theo bên trong lao ra hắn mặc một bộ áo tròn màu đỏ sậm tay phải xách ngược lấy hai thanh màu đỏ sậm lưỡi dao tay trái thì cầm lấy bạch ngân long thương trên người hắn áo tròn màu đỏ sậm bên trên không ngừng bay lên lấy từng đoàn từng đoàn màu đỏ sậm hào quang hắn mang theo mặt nạ che khuất mặt mình hắn thở dài ra một hơi tự nhủ may mắn có thần ẩn áo choàng che đậy khí tức bằng không thật đúng là không thể thoát khỏi vĩnh hằng chi thụ khóa chặt bất quá vẫn là muốn mau mau rời đi hành tinh mẹ mới được đúng lúc này hắn đột nhiên ngừng đầu chỉ thấy từng vòng từng vòng gợn sóng quang văn xuất hiện tại hắn bốn phương tám hướng ánh bạc một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn trước người cách đó không xa tóc dài màu bạc trải thành thật dài bím tóc rủ xuống ở sau ót trên mặt mang theo khẩu trang lộ ở bên ngoài chỉ có một đôi trong suốt con mắt màu tím nắm bạch ngân long thương cho ta nàng thản nhiên nói con người của hắn co lại nhanh chóng hắn dù như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì mình đã dùng thần ẩn áo choàng che kín khí tức cùng thần thức cho dù là vĩnh hằng chi thụ đều không thể cảm ứng được vị trí của mình nhưng như cũ có người có thể đuổi theo này hoàn toàn là không thể tưởng tượng nó a à. vì hôm nay hành động hắn đã kế hoạch đã lâu bằng vào trên người hai kiện thần khí hắn tự hỏi không có sơ hở nào lúc này mới dám ở thời khắc mấu chốt động thủ lại không nghĩ rằng vẫn là bị ngăn lại mà lại trong ký ức của hắn trước mắt vị này cũng không là học viện sử lai khắc cường giả đúng lúc này hắn chỉ cảm giác mình trong tay bạch ngân long thương kịch liệt xung động hắn vội vàng toàn lực thôi động tự thân hồn lực nghĩ trưởng không lấy bạch ngân long thương đối diện nữ tử chỉ lắc lư một cái tay trong tay hắn bạch ngân long thương liền phát ra một tiếng êm tai long ngâm đó là mang theo hương phấn tưởng niệm khát vọng chờ vô số cảm xúc long ngâm thần khí có linh tất cả thần khí đều có tâm tình của mình mạnh mẽ thần khí linh tính thậm chí không kém hơn nhân loại chẳng qua là thần khí theo không dễ dàng biểu lộ ra linh tính mà thôi giờ này khắc này trong tay hắn bạch ngân long thương kịch liệt rung động trường thương mặt ngoài hiện ra từng khối hình bầu dục vẩy màu bạc thương nhận phía dưới nứt ra một khỏa bạc đá quý màu trắng hiển hiện trong nháy mắt nở rộ thất thải quang mang hắn rốt cuộc cầm không được trong tay thần khí nương theo lấy kinh thiên long ngâm vang lên bạch ngân long thường lại phóng lên tận trời trên không trung biến đảo thành một con ngân long làm sao có thể hắn kinh hô một tiếng tiếp theo một cái chớp mắt ngân long hóa thành bạch ngân long thương từ trên trời giáng xuống rơi vào cô gái đối diện trong tay. Đến trong tay nàng Bạch Ngân Long thương lại thay đổi, mũi thương biến mất, thay vào đó là một khỏa to lớn đá quý màu bạc, đỉnh có thất thải quang mang, trên cán thương hiện ra hình bầu dục lân phiến, sau đó trường thương biến thành một thanh pháp trượng. Nàng trong mắt màu tím bên trong hiếm thấy toát ra mấy phần mừng rỡ, nàng cũng không biết tại sao mình lại mừng rỡ, giống như có loại lão bằng hữu trở lại bên người cảm giác. Nàng nhẹ nhàng vung lên một thoáng bạch ngân long thương biến thành pháp trượng, lập tức chung quanh thế giới hoàn toàn biến thành thất thải người mặc áo choàng màu đỏ sậm nam tử chỉ cảm thấy tất cả thiên địa nguyên lực tại đây một cái chớp mắt đều không liên quan đến mình đối diện người kia là toàn bộ thế giới hạch tâm mười một giai hắn run sợ nói ra lăn nữ tử tóc bạc nhẹ nhàng vung lên một thoáng trong tay pháp trượng lập tức trên bầu trời chuyển đến một tiếng vang thật lớn về sau xuất hiện một cổ lực lượng cường đại nam tử kia trong nháy mắt liền bị đánh đến vạn mét bên ngoài đúng lúc này toàn bộ bầu trời đều biến thành màu xanh biếc nam tử kia suýt nữa đem hàm răng cho cắn nát hắn phí hết tâm tư thật vất vả mới đến tay thần khí cứ như vậy không có mà giờ này khắc này hắn còn cảm nhận được đến từ toàn bộ đấu la tinh phẫn nộ làm toàn bộ tinh cầu hạch tâm vĩnh hằng chi thụ phẫn nộ liền là tinh cầu phẫn nộ à hắn không chỉ không có nắm thần khí nắm bắt tới tay còn muốn gánh chịu tội danh đây là hạng gì bi ai sự tình sử lai khắc phòng đấu giá đã bị phong tỏa lúc này mặc dù toàn bộ thành sử lai khắc còn duy trì bình tĩnh nhưng từng đạo vô cùng cường đại khí tức đã quay quanh tại phòng đấu giá chung quanh. Nana lão sư đi đâu? Lam Hiên Vũ chừng to mắt nhìn bên cạnh An Bội Cửu. An Bội Cửu mồ hôi lạnh trên trán đều xuống tới. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước cái kia màu đỏ sậm thân ảnh xuất hiện thời điểm nàng thấy rõ Nana còn tại bên cạnh mình, nàng đều muốn hoài nghi là Nana ra tay rồi. Như thế một vị thần cấp cường giả đột nhiên mất tích, vậy phải làm sao bây giờ a? À? Trong lúc nhất thời, nàng tâm loạn như ma thật hối hận đón lấy giám thị Nana na nhiệm vụ này lúc ấy nàng nghĩ là nhiều tiếp cận thần cấp cường giả cảm thụ sự cường đại của nàng thực lực cho tương lai mình đột phá đến thần cấp cung cấp mạch suy nghĩ nhưng mà ai biết thành sử lai khác xảy ra chuyện lớn như vậy có người tại thành sử lai khác cướp đoạt học viện sử lai khác thần khí hơn nữa còn thành công đây là anh động liên bang việc lớn càng quan trọng hơn là không biết còn sẽ dính dấp ra bao nhiêu sự tình tới ta ở chỗ này vừa mới được đưa đến bên này đúng lúc này nana thanh âm chuyển đến mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy nana ngồi ở cùng một bài mặt khác một bên đứng người lên hướng phía bọn hắn bên này đi tới nghe được thanh âm của nàng an bội cửu thật to thở dài một hơi chỉ cần vị này còn tại liền tốt nàng sợ nhất đòi đoạt thần khí chính là nana sau đó nana đi thẳng một mạch nàng là chiến thần điện chiến thần sự tình là không thể nào giấu giếm được học viện sử lai khác một khi học viện sử lai khác truy cứu tới nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt đúng lúc này đoàn người từ phía sau đài đi tới lang y, y bước nhanh đến phía trước tầm mắt trực tiếp liền rơi vào an bội cửu trên thân an bội cửu hít sâu một hơi tận khả năng nhường tâm tình của mình bình tĩnh một chút chỉ cần nana không có mất tích còn ở nơi này nàng liền không có lo lắng như vậy dù cho có chuyện gì cũng có phía trên chịu lấy thiên ma chiến thần an bội cửu không biết người đến chúng ta học viện sử lai khác tới có mục đích gì lang y, y lạnh lùng nói thiên ma chiến thần nghe được cái danh xưng này Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu đều sửng sốt một chút, Nam Trừng cùng Lam Tiêu Thỉ mở to hai mắt nhìn. Tại liên bang bên trong, chỉ có chiến thần điện người mới có thể có được chiến thần này một xưng hào, mà lại đây là chiến thần, không phải dự bị chiến thần hoặc là chiến thần điện đồng dạng thành viên, nói cách khác, mấy ngày nay thường xuyên cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, mà lại hết sức bình dị gần gũi vị này, lại là chiến thần điện tại Ngũ Chiến Thần. An bội cửu nói, ta chẳng qua là bồi bằng hữu đến xem học sinh của nàng cũng không có ý tứ gì khác vừa mới là tình huống như thế nào vậy mà không người nào dám tới học viện sử lai khác gây rối lăng y nghiêm túc nói ta cần phải biết ngươi toàn bộ hành trình tại đem chuyện này điều tra rõ ràng trước đó ngươi chỉ sợ muốn lưu lại phối hợp điều tra an bội cửu không có giải thích cái gì cũng không có chống lại chỉ nhẹ gật đầu ta phối hợp nhưng ta có thể hay không liên lạc một chút tổng bộ lăng y do dự một chút nhưng vẫn là gật đầu có khả năng chuyện này quan hệ to lớn Bạch Ngân Long thương mất đi không chỉ là học viện sử lai khắc sự tình, cũng là liên bang sự tình. Người liên hệ chiến thần điện đi, nắm tình hình thực tế nói cho bọn hắn. Chúng ta các chủ lập tức liền sẽ tới. Hải thần các các chủ, học viện sử lai khắc chân chính lãnh tụ, hoặc là nói là liên bang lãnh tụ một trong, cường giả trong truyền thuyết. Hải thần các các chủ thập phần thần bí, chỉ có rất ít người biết hải thần các các chủ là ai. Học viện sử lai khắc hải thần các có bốn vị phó các chủ, tất cả đều là thần cấp cường giả bình thường đều là bốn vị phó các chủ ra mặt lần này vì bạch ngân long thương hải thần các các chủ muốn đích thân ra mặt sao trong lúc nhất thời an bội cửu nguyên bản buông lỏng mấy phần tâm tình không khỏi lại khẩn trương lên bọn hắn có thể nhìn ra nana là thần cấp cường giả sao nếu như nhìn ra được vậy chuyện này chỉ sợ còn hết sức phiền phức a à? lúc này nàng cảm thấy đầu đau muốn nứt thật không nên tới phòng đấu giá này a à? không tới liền không có, có nhiều chuyện như vậy học tỷ vậy chúng ta thì sao chúng ta cũng lưu lại làm hiên vũ hướng lăng y hỏi. Lăng y nhìn hắn một cái, nói, trước lưu một thoáng, muốn làm một cái đăng ký mới được. Được, làm hiên vũ đáp ứng một tiếng. Sau đó, hắn chuyển hướng lam tiêu cùng nam trừng, nói, ba ba mụ mụ, đừng lo lắng, không có việc gì, chúng ta liền ở chỗ này chờ một hồi đi. Được, tốt, nam trừng vội vàng đáp ứng, tình cảnh vừa nãy quả thực là nắm nàng và lam tiêu cũng dọa cho phát sợ. Loại tầng thứ này, chiến đấu bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy mặc dù là tại trong nháy mắt phát sinh, có thể cái kia khí tức kinh khủng, hoàn toàn không cách nào chống lại mạnh mẽ hấp lực, vẫn như cũ trong lòng bọn họ lưu lại không nhỏ bóng mờ. Nana ngồi xuống, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, có thể đáy mắt chỗ sâu mơ hồ có một tia mừng rỡ. Một chút người mặc học viện sử lai khóc màu đỏ đồng phục người đi đến, màu đỏ đồng phục đại biểu cho nội viện, lần này liền đến vượt qua 20 tên nội viện học viên, lớn tuổi nhất nhìn qua hơn 40 tuổi, tuổi nhỏ cũng chính là trên dưới 20 tuổi mỗi người bọn họ thoạt nhìn đều hết sức nghiêm túc làm hiên vũ còn chứng kiến người quen đường nguyên liền ở trong đó bọn hắn cho mỗi vị người đấu giá làm lấy đăng ký không biết tại thẩm tra cái gì các ngươi đi theo ta hiên vũ mang theo người nhà của ngươi tới thiên ma chiến thần người chỗ cùng đi bằng hữu là vị nào lăng y lần nữa đi tới trực tiếp hỏi an bội cửu nhìn nana liếc mắt nói là vị này nàng đúng vậy lão sư của hiên vũ gọi nana lăng y lúc này mới chú ý tới nana nàng xem thấy Nana mang theo khẩu trang khuôn mặt, lông mày cao lại, hướng An Bội Cửu hỏi, các ngươi người. An Bội Cửu do dự một chút, nhưng vẫn là gật đầu, là người của chúng ta. Lăng Y nói, vậy liền cùng đi đi. Tại nàng dẫn đầu dưới, mọi người đi tới hậu trường một cái phòng nghỉ, lúc này, trong phòng nghỉ đã có mấy người chờ ở nơi đó. Lại là ngươi, một cái thanh âm hùng hậu vang lên, có chút ánh mắt kinh ngạc rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân, đó là một tên tướng mạo đường đường, không giận tự uy người trung niên. Lam Hiên Vũ bị hắn nói đến có chút sững sờ, vị này là người nào? Ta biết hắn sao? Bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Truy cập kênh YouTube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Lang Y chặn lại nói, Hiên Vũ, đây là chúng ta hải thần các phó các chủ, Uông Thiên Vũ ôn các chủ. Lam Hiên Vũ không biết Uông Thiên Vũ, Uông Thiên Vũ có thể là nhận biết Lam Hiên Vũ. Theo ban đầu ở hải thần Hồ Ven Hồ cùng sinh mệnh học phái cấp người, lại càng về sau đường nhạc tới học viện sử lai khắc xem lam hiên vũ dẫn phát sóng gió hắn một mực hết sức quan tâm lam hiên vũ thậm chí liền lam hiên vũ lần này thì cuối kỳ lấy được thành tích hắn cũng rất rõ ràng cho nên tại đây bên trong thấy lam hiên vũ hắn làm sao có thể không kinh ngạc uông các chủ ngài tốt lam hiên vũ đổi vội cung kính hành lễ lôi thần miệng hạ ngài khỏe chứ ta là an bội cử an bội cử đồng dạng cung cung kính kính tiến lên hành lễ lôi thần đấu la uông thiên vũ có thể là học viện Sử Lai khác đại nhân vật, cũng là học viện Sử Lai khác nhất được người biết rõ một vị cường già. Uông Thiên Vũ gật đầu, lăng y bờ môi khẽ động, hướng hắn truyền âm nói mấy câu. Uông Thiên Vũ nhìn về phía Nana, hai mắt híp lại, có thể lấy xuống khẩu trang. Nana lạnh nhạt nói, tại sao phải lấy xuống khẩu trang? Uông Thiên Vũ lông mày hơi nhíu, hỏi ngược lại, vì cái gì không thể lấy xuống? Nana nói, bởi vì ta không nguyện ý. Nana, An bội cử có chút gấp. Uông Thiên Vũ là thân phận gì? Hắn là đương thời đỉnh cấp cường giả, địa vị cao hơn thụ lão, mà lại vị này luôn luôn hiếu chiến, tính khí nóng này cực kỳ. Năm đó hắn liền đi qua chiến thần điện, khi đó hắn còn không phải thần cấp cường giả, lại tại chiến thần điện đại chiến ba ngày, thậm chí dùng phong hào đấu la thực lực khiêu chiến qua thần cấp cường giả. Uông Thiên Vũ nói, căn cứ chúng ta điều ra màn hình giám sát, tại người tập kích kia tan biến về sau, các hạ cũng đã biến mất một quãng thời gian, mặc dù rất ngắn, nhưng thỉnh giải thích một chút, ngươi đi địa phương nào? Nana nói, ta đuổi theo người kia. Đuổi kịp? Uông Thiên Vũ ánh mắt ngưng tụ. Không có, khí tức của hắn hẳn là bị thần khí ẩn giấu đi, không có cách nào khóa chặt, ta chẳng qua là căn cứ lưu lại không gian ba động đuổi một thoáng, không đuổi kịp ta liền trở lại. Nana hết sức bình tĩnh nói, theo trong giọng nói của nàng, Uông Thiên Vũ nghe không ra bất kỳ không ổn, ngữ khí của nàng, vẻ mặt, khí tức đều rất bình tĩnh. Uông Thiên Vũ nói, không biết chiến thần điện lúc nào nhiều các hạ. An bội cửu chặn lại nói, "Nana các hạ tồn tại một mực là chúng ta chiến thần điện bí mật, ban đầu là tại dưới cơ duyên xảo hợp, nàng Thu Hiên Vũ làm học sinh, dạy qua Hiên Vũ một chút tu luyện kỹ xảo, lần này nàng là chuyên đến xem Hiên Vũ, chúng ta chiến thần điện cam đoan sự tình hôm nay không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta cũng nhất định sẽ phối hợp học viện Sử Lai khác tìm ra kẻ tập kích." Cuồng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, "Còn mời chư vị lưu một thoáng, các chủ lập tức tới ngay." các chủ sau khi đến, tự có định đoạt. Nói xong, hắn liền thẳng hướng đi một bên ghế sofa ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. An bội cửu hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Uông Thiên Vũ, vị này lôi thần đấu la, hiện tại lôi thần miệng hạ, lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Lôi thần hiếu chiến, nổi tiếng thiên hạ, hắn khẳng định đã nhìn ra Nana là thần cấp cường giả, nhưng không có làm thêm thăm dò, đây thật là có chút không bình thường a. À. Thật tình không biết lúc này đang đang nhắm mắt dưỡng thần Uông Thiên Vũ trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không có thăm dò, hắn dĩ nhiên thăm dò. Chính như An Bội cử biết như thế, hắn phi thường hiếu chiến. Lần đầu tiên nhìn về phía Nana thời điểm, hắn liền dùng thần thức thăm dò. Hắn cảm giác được Nana thần thức như mênh mông biển lớn, trong nháy mắt liền đem thần trí của hắn thôn phệ. Hắn thậm chí không có có thể kịp thời đem thần thức rút về, thần cấp cường ra ở giữa, dùng thần thức thăm dò là sẽ bị coi là khiêu khích. Uông Thiên Vũ đối thần thức của mình rất có lòng tin, cho nên mới sẽ làm như thế nhưng hắn phát hiện đối phương thần thức so với hắn càng thêm cường đại hắn chấn kinh đến tột đỉnh chiến thần điện cường giả hắn đều biết nhưng hắn chưa từng nghe nói qua chiến thần điện có như thế một vị thực lực mạnh mẽ nữ tính chiến thần tuy nói thần thức cũng không có nghĩa là thần cấp cường giả thực lực có thể ít nhất có thể ở một mức độ nào đó phản ánh ra thực lực của đối phương thần thức của mình bị đối phương trực tiếp thôn vệ ý vị này đối phương thần thức so với chính mình mạnh rất nhiều đang giật mình đồng thời hắn đối lam hiên vũ càng hiếu kỳ tiểu tử này là nam châm sao lần trước hút đưa tới một cái có thần cấp thực lực minh tinh uông thiên vũ sau này làm qua điều tra thật sự chính là đại minh tinh vị kia thực lực liền mạnh phi thường này lại tới một vị thần cấp cường giả cảm giác không so sánh với lần vị kia yếu vẫn là nữ nữ tính thần cấp cường giả là phi thường thưa thớt chiến thần điện ra như thế một vị nữ tính thần cấp cường giả nếu như chính thức đối ngoại tuyên bố lời chỉ sợ sẽ làm cho liên bang khiếp sợ đi nàng là liên bang bí mật bồi dưỡng ra được cường giả sao tất cả mọi người tìm địa phương ngồi xuống nana nà nà rất tự nhiên ngồi ở lam hiên vũ bên người vẫn không có lấy xuống khẩu trang cũng không lâu lắm cửa mở từ bên ngoài đi tới vài người đi đầu một người người mặc quần dài trắng trên đầu mang theo một cái mũ lụa trắng rủ xuống che cản khuôn mặt chỉ có thể nhìn ra đây là một tên dáng người uyển chuyển nữ tử ở sau lưng nàng đi theo hai người một vị là thụ lão lúc này thụ lão biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh một vị khác thì là một tên tướng mạo đường đường thanh niên nhìn qua bất quá hai mươi mấy tuổi cũng là toàn thân áo trắng nhưng theo hắn cùng thụ lão sóng vai mà đi dáng vẻ liền có thể nhìn ra hắn tại học viện sử lai các địa vị chỉ sợ cũng không so thụ lão thấp các chủ uông thiên vũ đứng dậy hướng nữ tử kia khom người thăm hỏi vị này lôi thần vậy mà lộ ra hết sức cung kính an bội cử chỉ cảm giác đến hô hấp của mình đều trở nên dồn dập lên hải thần các các chủ là nữ chuyện này chỉ sợ toàn bộ liên bang đều không có mấy người biết à mặc dù không nhìn thấy tướng mạo của nàng nhưng theo ương thiên vũ biểu hiện liền có thể nhìn ra vị này hải thần các các chủ là hạng gì lợi hại tồn tại thậm chí ngay cả tính cách kiệt ngạo lôi thần đều như thế tôn trọng nàng những người khác lúc này cũng đều đứng lên an bội cử đột nhiên có loại cảm giác quái dị trong phòng này thần cấp cường giả số lượng chỉ sợ muốn chiếm liên bang thần cấp cường giả số lượng một nửa a à. hải thần các các chủ đi đến tận cùng bên trong nhất ngồi xuống thản nhiên nói thần ẩn áo choàng xếp hạng thứ 10 thần khí vĩnh hằng chi thụ cũng không cách nào khóa chặt vị trí của nó hiện tại chúng ta đã đóng lại đấu la tinh hết thảy du hành vũ trụ trung tâm trừ phi hắn có khả năng bằng thân thể xuyên qua tinh hải bằng không hắn đi không được thanh âm của nàng hết sức băng lãnh cho người ta một loại tâm linh rung động cảm giác Nana lông mày cau lại vô ý thức hướng hải thần các các chủ nhìn lại tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của nàng hải thần các các chủ tầm mắt cũng nhìn về phía nàng hai người một cái mang theo khẩu trang một cái đội mũ ừm hải thần các các chủ đột nhiên đột nhiên đứng dậy bởi vì động tác của nàng vô cùng đột ngột thụ lão thanh niên áo trắng cùng với uông thiên vũ đều bị giật nảy mình vô ý thức đồng thời ngưng tụ thần thức ngươi là hải thần các các chủ thanh âm đột nhiên trở nên có chút phát run nana sửng sốt một chút ngươi biết ta hải thần các các chủ đột nhiên vén lên khăn che mặt của chính mình lộ ra một tấm tuyệt sắc dung nhan nàng lúc này khắp khuôn mặt là vẻ kích động ngươi nhìn ta là ai nana nhìn xem hải thần các các chủ trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngốc trệ xác thực này người để cho nàng có loại cảm giác đã từng quen biết có thể là nàng thật không nhớ nổi ta nhớ không nổi sự tình trước kia người thật nhận biết ta sao cái kia ta là ai nana nghi ngờ nhìn xem nàng người có thể hay không lấy xuống khẩu trang để cho ta nhìn một chút để cho ta xác nhận một chút hải thần các các chủ run giọng nói ra nana giơ tay lên tháo xuống miệng của mình che đậy lập tức cả phòng phảng phất đều phát sáng lên lúc trước đứng tại hải thần các các chủ sau lưng tên kia thanh niên áo trắng đột nhiên thân thể run rẩy là thất thanh nói là ngươi ngươi không chết thật chính là im miệng hải thần các các chủ đột nhiên quát thanh niên mặc áo trắng kia kích động đến thân thể run rẩy lại không có nói thêm một chữ nữa nana nhìn một chút hải thần các các chủ nhìn lại một chút thanh niên mặc áo trắng kia các ngươi các ngươi đều nhận ra ta an vội cử lúc này cũng rất khiếp sợ tình huống như thế nào Học viện sử lai khác hải thần các các chủ vậy mà nhận ra Nana. Nàng có thể là theo ngàn năm băng cứng bên trong thức tỉnh đó à? Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Trước mặt vị này hải thần các các chủ còn có thanh niên mặc áo trắng kia đều sống ngoài ngàn năm. Hải thần các các chủ hít sâu một hơi. Người thật cái gì đều không nhớ rõ. Nana lắc đầu. Hải thần các các chủ hỏi tiếp. Vậy ngươi khi tỉnh lại ở nơi nào? Nana nhìn về phía An Bội Cử. An Bội Cử chặn lại nói. Các chủ, đây là liên bang cơ mật. Ta ta mặc kệ cái gì liên bang cơ mật ngươi bây giờ đi thôi trở về gọi các ngươi chiến thần điện điện chủ tự mình tới một chuyến liền nói ta khiến cho hắn tới nắm có quan hệ vị này hết thảy tư liệu đều mang đến bằng không ta liền đi bóc ra chiến thần điện liên bang bên kia xử lý như thế nào là của các ngươi sự tình hải thần các các chủ lạnh lùng nói bên người nàng thanh niên áo trắng vung tay lên một đạo tia sáng màu vàng lập tức bao phủ an bội cửu tiếp theo một cái chớp mắt an bội cửu liền biến mất Lam Hiên Vũ không rõ ràng cho lắm mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả những thứ này, hắn duy nhất có thể miễn cưỡng hiểu rõ chính là những người trước mắt này là nhận biết Nana Lão sư. Những người khác trước đi ra ngoài một chút. Hải Thần các các chủ phất. Thụ Lão nghi ngờ chỉ chỉ chính mình ta. Tiểu thụ người cũng ra ngoài, người cùng Thiên Vũ tại bên ngoài trông coi, không nên để cho bất luận cái gì người tiến đến, mang những người khác đến một cái khác phòng nghỉ nghỉ ngơi. Chúng ta cần đàm nana nhìn thoáng qua lam hiên vũ không nói gì thêm ngay sau đó những người khác bị mang đi ra ngoài gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có hải thần các các chủ thanh niên áo trắng cùng nana ba người người thật cái gì đều không nhớ rõ hải thần các các chủ hỏi lần nữa nana lắc đầu là bọn hắn nắm ta theo sông băng bên trong mang ra ta mất đi trí nhớ trước kia cái gì đều không nhớ nổi tưởng tượng liền sẽ đau đầu chỉ có một mình ngươi sao bọn hắn chỉ cứu được một mình ngươi hải thần các các chủ có chút vội vàng truy vấn nana nói chỉ có ta một người chẳng lẽ còn có người khác bọn hắn nói ta hẳn là ta ít nhất ngàn năm trước đó bị đông cứng hải thần các các chủ cười khổ nói ngàn năm đâu chỉ ngàn năm a à, bạch ngân long thương là ngươi cầm đi a à? nana lông mày cau lại không có phủ nhận ta đuổi kịp người kia lấy được người nghĩ muốn cầm trở về không cái kia vốn chính là ngươi đồ vật hải thần các các chủ lắc đầu là Vĩnh Hằng chi thụ để cho chúng ta biểu hiện ra Bạch Ngân Long Thương. Ta ban đầu vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, bây giờ nghĩ lại, hẳn là nó cảm ứng được ngươi tồn tại, cố ý dùng Bạch Ngân Long Thương đem ngươi tìm trở về. Hải thần các các chủ nhẹ nói ra. Ta đến cùng là ai?" Nana nghi ngờ hỏi. Hải thần các các chủ lắc đầu, "Ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi, ta muốn hướng Vĩnh Hằng chi thụ xin chỉ thị, bởi vì thân phận của ngươi liên quan đến rất nhiều thứ, ngươi sẽ còn tại học viện Sử Lai khắc lưu nhiều ít ngày." Nana nói không phải là các người muốn ép ở lại ta sao? Hải thần các các chủ lắc đầu nói, người không muốn lưu lại, người nào giữ được người? Nana nói, ta muốn lưu lại dạy bảo hiên vũ, chiến thần điện nói ta không thể lưu tại học viện sử lai khác. Để cho ta đi học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư làm lão sư, tình cờ đến xem Hiên Vũ. Hiên Vũ, hải thần các chủ hơi nghi, hoặc một chút nhìn về phía sau lưng thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng nói, liền là vừa rồi cái đứa bé kia, ngoại viện nam nhất học viên. Ta nghe thiên vũ nói qua, đó là một cái hết sức ưu tú hải tử. Hải thần các các chủ nhìn một chút Nana, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có khả năng một mực lưu tại học viện sử lai khác, tại đây bên trong làm lão sư. Nana nói, ngươi không có ý định nói cho ta biết chuyện trước kia, nàng mặc dù mất đi trí nhớ, nhưng nghi quy cũng không có chịu ảnh hưởng. Nàng dĩ nhiên nhìn ra được trước mặt vị này hải thần các các chủ cũng không muốn nói cho nàng trước kia xảy ra chuyện gì. Hải thần các các chủ hỏi ngược lại, ngươi đối cuộc sống bây giờ hài lòng không? Nana sửng sốt một chút, sau đó hồi đáp, hài lòng. Hải thần các các chủ nói, vậy tại sao không phải phải biết sự tình trước kia đâu, có một số việc, không biết sao biết muốn tốt. Nana lông mày cao lại, ta trước kia làm qua cái gì? Hải thần các các chủ sâu kín nói, vậy cũng là thật lâu sự tình trước kia, đều đã qua, coi như người biết, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nana nói, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một số việc là nhất định phải nhớ tới, ta hiện tại cũng không nhớ ra được. Hải thần các các chủ nói nhớ tới có lẽ sẽ cho người tăng thêm vô số phiền não ít nhất ta sẽ không nói cho người nếu như chính người thật có thể nhớ tới sớm muộn đều sẽ nhớ tới chúng ta trước kia là bằng hữu sao Nana đột nhiên hỏi Hải thần các các chủ ngây ngẩn cả người do so dự một chút nói cũng không tính đi Nana nói đó là địch nhân Hải thần các các chủ lắc đầu cũng không tính chiến thần điện người tựa hồ không nguyện ý để cho ta lưu tại học viện sử lai khác ngươi có thể cho ta lưu tại nơi này nana hỏi hải thần các các chủ trong mắt lóe lên một vệt hào quang tựa hồ lại nghĩ tới điều gì thực lực của ngươi quá cường đại mặc dù ngươi mất đi trí nhớ nhưng thực lực của ngươi vẫn còn cho nên bọn hắn khẳng định không nguyện ý ngươi gia nhập học viện sử lai khác kỳ thật đi học viện nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư cũng là lựa chọn tốt ngươi tùy thời có thể đến nay học viện sử lai khác xem học sinh của ngươi ừm nana gật đầu hải thần các các chủ nói thật xin lỗi ta không thể nói cho ngươi chuyện quá khứ này là vì tốt cho ngươi cũng là vì có vài người tốt lại thêm ta có tư tâm nana lạnh nhạt nói ta có chút không rõ lời của ngươi thế nhưng không nói thì không nói đi tựa như ngươi nói ta hiện tại cũng không muốn cho mình tăng thêm phiền não ừm hải thần các các chủ nhìn xem nàng ánh mắt có chút phức tạp nana đột nhiên nói cũng là ngươi thân thể của ngươi hết sức kỳ lạ hải thần các các chủ cúi đầu nhìn nhìn mình thân thể kỳ lạ sao người hình dung đã hết sức bảo thủ liền biết không thể gạt được ngươi thói quen liền tốt hôm nay cứ như vậy đi ta sẽ để cho hết thảy như thường sẽ tiếp tục phong tỏa thành sử lai khác tìm kiếm chiến đấu xã hội cướp đi bạch ngân long thương người nhưng sẽ không lại truy cứu trách nhiệm của các ngươi cuộc sống của các ngươi đều sẽ trở về quỹ đạo ừm vậy liền gặp lại hải thần các các chủ quay người đi ra ngoài đi tới cửa thời điểm nàng đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía nana kỳ thật ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi ta thà rằng ngươi sớm đã biến mất ta có thể cảm giác được địch ý của ngươi nhưng ngươi còn nói chúng ta cũng không là địch nhân nana tầm mắt bình tĩnh nhìn xem nàng nói theo một ý nghĩa nào đó nói là địch nhân cũng không sai đi hải thần các các chủ cười cười đẩy cửa đi ra ngoài thanh niên áo trắng thủy chung đi theo ở sau lưng nàng đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi nana ánh mắt lần nữa trở nên mờ mịt ta đến tột cùng là ai nàng vậy mà nhận ra ta ta bị băng phong thời gian không ngừng ngàn năm Nana bọn hắn được cho phép trở về học viện Sử Lai khác, còn có chuyên môn xe đưa bọn hắn trở lại khách sạn Sử Lai khác. An Bội Cửu cũng được thả ra, tựa hồ hết thảy đều khôi phục như người bình thường. Nhưng Bạch Ngân Long Thương bị cướp chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp liên bang, trong lúc nhất thời, liên bang chấn động, đến tột cùng là ai dám can đảm coi trời bằng vung tại thành Sử Lai khắc động thủ, đồng thời thật cướp đi Bạch Ngân Long Thương, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Phải biết, có Vĩnh Hằng Chi Thụ học viện Sử Lai khác có thể nhường bất luận cái gì người tại toàn bộ hành tinh mẹ bên trên không chỗ che thân nhưng này cái đoạt bạch ngân long thương người tựa như là biến mất hết thảy du hành vũ trụ trung tâm đều đã bị phong tỏa nhưng nếu như không có vĩnh hằng chi thụ loại kia dò xét sinh mệnh năng lực tại một quả tinh cầu bên trên tìm một người không khác mò kim đáy biển vĩnh hằng thiên không thành tĩnh thất hải thần các các chủ yên lặng ngồi tại trong tĩnh thất duy nhất trên bồ đoàn thanh niên áo trắng an vị tại trước người nàng hai bên ngoài vì cái gì không nói cho nàng nàng đã sẽ không lại là địch nhân của chúng ta, cũng sẽ không là liên bang kẻ địch, mà lại, lần trước người kia, nếu quả như thật là... Đủ rồi, hải thần các các chủ trầm giọng uống nói, ta không muốn nghe này chút, ta cũng không muốn hắn lại bị thương tổn, người quên lúc trước bọn hắn là như thế nào rồi đi sao, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn đều không có chết, Nana bị băng phong, vậy hắn lại đã trải qua như thế nào thống khổ cùng gặp trắc trở, bọn hắn tựa hồ cũng đã quên đi sự tình trước kia, vậy liền để bọn hắn có được nhân sinh mới đi hai người bọn họ đã không còn gặp nhau, có lẽ đối hai người bọn họ đều tốt. Người có phải hay không còn nhớ thường lấy hắn, thanh niên áo trắng ánh mắt đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Không lớn không nhỏ, người làm sao nói chuyện với lão sư đâu, hải thần các các chủ tính tình đột nhiên trở nên táo bạo dâng lên. Thanh niên áo trắng lộ ra nụ cười khổ sở, lão sư, người không nói ta đều quên, chúng ta làm bạn đã nhiều năm như vậy, nói đến, ta thật nên quên mất lúc trước hết thầy, quên kim long nguyệt ngữ, cũng quên ngân long vũ lân thật xin lỗi hải thần các các chủ thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp có lẽ là bởi vì sống quá lâu tâm tình của ta cũng sớm đã không đúng hay hoặc là ta vốn cũng không phải là một người bình thường hải thần các các chủ vị trí này ta đã ngồi quá lâu ta mệt mỏi nghĩ lui ra tới về sau liền giao cho ngươi đi ta ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp nhận sao ta tại nơi này thời gian cũng không có ít hơn người mấy năm người đi ta lưu lại còn có ý nghĩa gì ta đã thành thói quen đợi tại bên cạnh ngươi vô luận là làm học sinh của ngươi hay là bằng hữu người ở đâu ta liền ở nơi nào cứ việc ta biết tại trong lòng ngươi ta vĩnh viễn cũng so ra kém hắn có thể là ta nguyện ý làm sao bây giờ người thật là một cái đồ đần đồ ngốc hải thần các các chủ đột nhiên tức đến nổ phổi nói thanh niên áo trắng cười đúng a à, người cũng không phải ngày đầu tiên biết vậy làm sao bây giờ ai bảo ta lúc đầu ngu như vậy đâu người ngốc có ngốc phúc có mấy cái đồ ngốc có thể giống như ta vậy sống lâu như thế hải thần các chủ than nhẹ một tiếng cảm ơn ngươi nếu như ta là người bình thường có lẽ ta đã sớm cùng với ngươi kỳ thật trong lòng ta đã từng hết thảy sớm đã chẳng qua là một đoạn trí nhớ mặc dù trí nhớ rất rõ ràng có thể sớm liền không có ý nghĩa ta cũng không phải là người thường rất nhiều thứ ta đều không cách nào cho ngươi ngươi thật là hào ngốc thanh niên áo trắng lắc đầu ta không quan tâm ngươi thật muốn rời khỏi học viện sử lai khác sao muốn đi nơi nào ta cùng ngươi hải thần các các chủ lắc đầu được rồi vẫn là lưu lại đi tựa như ngươi nói, sớm đã thành thói quen à, một người quen thuộc làm một chuyện về sau, mong muốn cải biến nói thì dễ làm mới khó làm sao, huống chi liên bang đã sớm mong muốn vĩnh hằng chi thụ trưởng khống quyền, nếu như không có người ta tại đây bên trong tọa chấn, bọn hắn liền sẽ ra tay, dù sao, vô luận là ai, đều hy vọng chính mình có thể trường sinh bất lão. Thanh niên áo trắng hử lạnh một tiếng, liên bang những cái kia chính khách bất quá là thấp kiến thôi. Hải thần các các chủ thanh âm cũng biến thành băng lạnh lên thật là ai cũng dám đánh học viện sử lai khắc chủ ý thừa dịp cơ hội lần này là nên nhường có vài người nhìn một chút yên lặng học viện sử lai khắc một khi nổi giận đem sẽ là như thế nào người đi một chuyến đi nắm việc này xử lý một chút mỗi lần xuất thủ người có được thần ẩn áo choàng kiện thần khí này tung tích không rõ nhiều năm không biết ra từ nơi đâu nhưng cái này cũng không trọng yếu giết gà dọa khỉ sao thanh niên áo trắng hỏi ừm được thanh niên áo trắng đứng người lên đi ra ngoài nhìn xem bóng lưng hắn rời đi hải thần các cầu chủ than nhẹ một tiếng kỳ thật ngươi cũng không có nói sai dù cho qua nhiều năm như vậy trong nội tâm của ta vẫn là không chứa được người khác cảm ơn ngươi nhưng là có lỗi với an bội cử về đến phòng tâm tình thật vất vả mới bình phục lại nàng cảm thấy rất kỳ quái vị kia hải thần các các chủ tựa hồ thật nhận biết nana điều này có ý vị gì ý vị này vị kia hải thần các các chủ ít nhất sống hơn ngàn năm dù cho nàng đã là đệ thất chiến thần cũng không hiểu rõ học viện sử lai khắc cao tầng không rõ ràng học viện sử lai khắc hải thần các các chủ đến tột cùng là ai đối với liên bang tới nói đây đều là to lớn bí mật nàng chỉ mơ hồ biết liên bang căn bản không dám đối học viện sử lai khắc có nửa điểm ác ý thành sử lai khắc vĩnh hằng chi thụ cái kia là như thế nào tồn tại nơi đó sinh mệnh năng lượng nồng đậm đến có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ tu luyện làm ít công to liên bang làm sao có thể đối vĩnh hằng chi thụ trưởng khống quyền không có biện pháp đâu có thể là theo vĩnh hằng chi thụ xuất hiện đến bây giờ đã có một vạn năm lâu liên bang thủy Trung không dám đối học viện sử lai khác nói tới yêu cầu gì. Đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì học viện sử lai khác đủ mạnh a. À. Học viện sử lai khác tuyệt đối là một cái liền liên bang đều không chọc nổi quái vật khổng lồ, mà lần này lại có thể có người dám rút học viện sử lai khác dâu hùng. Tiếp đó còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. May mắn học viện sử lai khác nhìn rõ mọi việc buông tha nàng, mà lại vì kia hải thần các các chủ cùng nana tán gẫu qua về sau tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì nana sau khi trở về không nói gì tựa hồ hết thảy đều rất bình thường an bội cửu nguyên bản còn có chút lo sợ bất an lo lắng nana lại bởi vậy cùng học viện sử lai khắc sinh ra cấp độ càng sâu quan hệ nhưng sự thật chứng minh không có cái gì cải biến nàng hướng tổng bộ nói lên nhường nana chuyển tới học viện nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư dạy học xin rất nhanh đạt được trả lời phía trên đồng ý nana chính mình cũng không có thay đổi chủ ý nàng ban đầu liền không có bao nhiêu thứ mà lại một thân một mình thậm chí đều không cần hồi trở lại thiên đấu tinh. Nana lão sư, ngài sẽ lưu tại đấu La tinh." Lam Hiên Vũ sau khi lấy được tin tức này, phản ứng đầu tiên liền là hưng phấn. "Ừm, về sau mỗi tháng đều sẽ tới thăm các ngươi một chút." Nana mỉm cười sờ sờ đầu của hắn quá tốt rồi, Lam Hiên Vũ mừng rỡ, còn có chuyện gì sau cái này, càng làm cho hắn vui vẻ đâu. Đống Thiên Thu cũng nhảy nhót ôm lấy Nana, nàng đối Nana không muốn xa rời so Lam Hiên Vũ còn muốn càng sâu mấy phần lão sư, vậy ngài vì cái gì không trực tiếp lưu tại học viện Sử Lai khác đâu, ngài cũng có thể tại học viện Sử Lai khác làm lão sư à, Đống Thiên Thu nghi ngờ hỏi. Nana nói, học viện Sử Lai khác không thiếu lão sư, mà lại Minh Đô khoảng cách bên này cũng rất gần." Đống Thiên Thu nói, "Quá tốt rồi, trước đó triệu hoán biện pháp không xong rồi, ta cũng không biết như thế nào cùng ngài liên hệ đâu, tinh tế đường dài thông tin phí quá mắc, hiện tại ngài cũng tại đấu La tinh bên trên, chúng ta có việc, là có thể cho ngài đà thông tin." đống thiên thu ngay tại lam hiên vũ bên này lam hiên vũ tự nhiên không có cách nào thông qua triệu hoán đống thiên thu liên hệ nana hiện tại tất cả mọi người tại một cái tinh cầu bên trên liên hệ tới liền dễ dàng hơn nana nhìn một chút lam hiên vũ nhìn lại một chút đống thiên thu trên mặt thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt có này hai người học sinh tại có thể thường xuyên thấy bọn hắn nàng thật từ đáy lòng thấy vui vẻ cùng hạnh phúc không có trí nhớ trước kia còn lại chẳng qua là cuộc sống đơn giản ngày nghỉ mặc dù mỹ hảo nhưng cũng trôi qua rất nhanh. Lân cận khai giảng, Lam Hiên Vũ dưng dưng đưa tiễn phụ mẫu. Lam Tiêu nói cho Lam Hiên Vũ, tiếp xuống hắn sẽ lần nữa đi theo thăm dò hạm đội đi chấp hành nhiệm vụ, đoán trường vừa đi lại là nửa năm trở lên. Hắn nhường Lam Hiên Vũ đệ nhất năm học kết thúc về sau về thăm nhà một chút Nam Trường. Nam Trừng muốn cho Lam Hiên Vũ lưu lại chút đồng liên bang, Lam Hiên Vũ không muốn, hắn kiếm lấy huy chương đầy đủ chính mình mua sắm tài nguyên tu luyện. Nana đi tới học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư vào trước, vẫn như cũ là từ an bội cử bồi theo. Khai giảng, các bạn học cũng đều trở về, học kỳ mới, học tập vẫn như cũ sẽ vô cùng gấp gáp. Cái này học kỳ, năm nhất đem chân chính bắt đầu lên máy bay giáp điều khiển, Xong giáp lưu, cùng với đấu khải chế tác chờ chương trình học, cho tiếp xuống chế tác đấu khải đánh xuống cơ sở. Cái này học kỳ nhất định so sánh với cái học kỳ càng càng bận rộn, chế tác đấu khải trước công tác chuẩn bị tất nhiên sẽ chiếm dụng tuyệt đại đa số học viên hàng loạt tinh lực. Năm thứ hai, tốt nghiệp lúc bọn hắn nhất định phải có được nhất tự đấu khải đây là học viện cứng nhắc quy định bằng không liền sẽ bị đào thải mặc dù còn có một năm rưỡi nhưng ai dám ở thời điểm này lười biếng bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé nana đi làm hiền vũ lập tức bắt đầu chính mình rèn đúc đại nghiệp hắn có nhiều như vậy kim loại hiếm phải tốn rất nhiều thời gian rèn đúc nhưng hạnh phúc là hắn rốt cuộc không cần làm kim loại hiếm mà phát sầu. Này sáu loại kim loại hiếm hàm cái cao trung D3 cấp bậc kim loại, đầy đủ hắn luyện tập đoán tạo. Ngay tại học viện Sử Lai khác làm từng bước khai triển học kỳ mới các hạng công tác đồng thời, liên bang dư luận cũng dần dần lắng lại. Bạch Ngân Long thương bị cướp, không thể nghi ngờ đối học viện Sử Lai khác danh dự tạo thành đà kích thật lớn. Học viện Sử Lai khác thần khí thế mà bị người đoạt đi, đây là hạng gì chuyện mất mặt. Bên ngoài không ít truyền thông đều đang chất vấn học viện Sử Lai khác thực lực chân thật. Học viện Sử Lai Khắc Đại Lục này đệ nhất học viện là không hữu danh vô thực, hoặc là nói học viện Sử Lai Khắc Thần Bí Hải Thần các bên trong có hay không có đủ mạnh cường giả. Mênh mông vũ trụ, từng chiếc từng chiếc chiến hạm lặng yên bay lượn, chúng nó toàn thân đen kịt, chỉ có thông qua phần đuôi phun ra hào quang cùng trên thân hạm ánh đèn mới có thể đánh giá ra bọn chúng tồn tại. Hết thảy 16 tàu chiến hạm hợp thành chi hạm đội này, những chiến hạm này ngoại hình đều có chút đặc thù, thoạt nhìn tựa như từng con to lớn thần lằn, tràn đầy nanh ác khí tức. Kỳ Hạm là một chiếc chiến thần cấp tàu chiến đấu, chiều dài vượt qua 2.000 mét. Bình thường mà nói, tàu chiến đấu chiều dài phần lớn tại 1.500 mét đến 2.500 mét ở giữa. Chiếc này tàu chiến đấu thuộc về trung đẳng lớn nhỏ. Ngoại trừ chiếc này tàu chiến đấu bên ngoài, còn có tám chiếc lưu tinh cấp công kích hạm, bốn chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạm, hai chiếc thao thiết cấp chiến hạm vận tải cùng một chiếc huy hoàng cấp tiếp liệu hạm. Đây là một nhánh xây dựng chế độ vô cùng hoàn chỉnh cỡ nhỏ vũ trụ hạm đội. 16 tàu chiến hạm mặt bên có giống nhau đồ án đó là một cái màu đỏ như máu đầu lâu, không sai, đó cũng không phải đấu La liên bang chính quy hạm đội, mà là một nhánh mạnh mẽ hải tặc vũ trụ hạm đội. Hải tặc vũ trụ đoàn số lượng không ít, nhưng quy mô lớn như vậy không có mấy cái. Hồng khô lâu hải đoàn, cấp tại hết thảy hải tặc vũ trụ đoàn bên trong tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu, chiến hạm của bọn hắn cũng vô cùng có phong cách của mình. Này loại đoàn hải tặc căn cứ bình thường đều tại tội ác tinh cầu hoặc là một chút vô cùng ẩn nấp tiểu hành tinh lên, bọn hắn loại cấp bậc này đoàn hải tặc thậm chí có chính mình chế tạo chiến hạm năng lực. Hồng khô lâu hải đoàn cướp chiến hạm bị chính bọn hắn xưng là ám hắc thần lằn, đặc điểm lớn nhất liền là tốc độ nhanh, ở trong không gian tới lui tự nhiên, nhất kích không trúng, trốn xa ngàn dặm. Hồng khô lâu hải đoàn cướp tội ác trồng chất, bọn hắn chủ yếu mục tiêu, công kích là những cái kia tiến hành tinh tế, chuyển vận phi thuyền, bọn hắn thậm chí còn thử, qua đánh lén liên bang một chút tư nguyên tinh, cho đấu la liên bang tạo thành tương đối lớn tổn thất liên bang cũng từng phái ra vũ trụ hạm đội đối bọn hắn tiến hành vây quét. Thế nhưng, điều động đại quy mô vũ trụ hạm đội cần hao phí rất nhiều tài nguyên, mà lại tựa như là đại pháo đánh giống như mũi kêu, hồng khô lâu hải đoàn cướp mỗi khi gặp được loại tình huống này, đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất ẩn núp, mịt mờ vũ trụ, quả thực là khó mà tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Nếu như xuất động cỡ nhỏ vũ trụ hạm đội, lại chưa hẳn đánh thắng được họ họ. Hồng khô lâu hải đoàn cướp nhường liên bang hết sức đau đầu bao quát hồng khô lâu hải đoàn cướp ở bên trong hải tặc vũ trụ hàng năm đều sẽ cho liên bang mang đến cực tổn thất lớn là liên bang gặp phải hết sức khó giải quyết vấn đề có thể là liên bang lại không thể luôn là điều động vũ trụ hạm đội làm tinh tế vận chuyển phi thuyền hộ tống đây là không có cách nào làm được liên bang hiện tại đang tiến hành một hạng công trình liền là phạm vi lớn bố trí vũ trụ cấp vệ tinh trinh sát hy vọng thông qua này loại sớm làm bao trùm thức trinh sát phương thức bảo đảm vận chuyển đường tuyến an toàn nhưng kiến thiết tốc độ vĩnh viễn không có phá hư tốc độ nhanh rất nhiều hải tặc vũ trụ đoàn liên thủ lại không ngừng mà phá hư này chút vệ tinh trinh sát bởi vậy cho tới bây giờ chân chính có thể bảo đảm an toàn vận chuyển đường tuyến cũng chính là thông qua tư nguyên tinh cái kia mấy cái hải tặc vũ trụ cũng có bọn hắn quy dưới tình huống bình thường bọn hắn chỉ cướp bóc thương thuyền sẽ không đối phi thuyền chở khách ra tay giống lam hiên vũ bọn hắn lần trước gặp phải tình huống tính là phi thường đặc thù mà lại cướp bóc về sau đoàn hải tặc sẽ đem người thả lại dĩ nhiên cũng có không thẳng người hồng khô lâu hải đoàn cướp liền là này loại đoàn hải tặc một trong bọn hắn không thẳng người nguyên nhân là ngại phiền phức cho nên bọn hắn cũng vẫn luôn là liên bang công địch chỉ là bởi vì bọn họ chiến hạm trước vào phản ứng linh mẫn liên bang thủy chung không thể bắt bọn hắn thế nào lúc này hồng khô lâu hải đoàn cướp kỳ hạm tàu ám hắc thần làn vương phòng điều khiển chính bên trong một tên người mặc màu đỏ sậm quân phục trên bờ vai có ba khỏa loài loài ngôi sao dâu quay nón nam nhân đang buồn bực ngắn ngầm liếc nhìn vũ trụ tin tức Sâu mép của hắn cũng là màu đỏ trên trán có một khối to lớn kim loại bao trùm cơ hồ một phần ba cái chán lão đại chúng ta cách cách mục tiêu còn có bảy giờ hành trình một tên phi thuyền hướng dẫn người thanh âm truyền đến đồ đần nói bao nhiêu lần muốn gọi ta thượng tướng lão đại lão đại hô lộ ra một điểm tố chất đều không có Sâu mép đỏ tức giận phẫn nộ quát đúng sâu mép đỏ thượng tướng hướng dẫn người vội vàng kinh sợ đổi lời nói dâu mép đỏ hừ lạnh một tiếng lần sau lại hô sai liền đem ngươi treo ở bên ngoài cho ngươi nói mát dâu mép đỏ chính là hồng khô lâu hải đoàn cấp đoàn trường số danh chiêu lấy là tại liên bang treo giải thưởng trên bảng danh liệt 100 người đứng đầu ác nhân hắn vô cùng cẩn thận cơ hồ chưa từng rời mở hạm đội của mình coi như rời đi cũng sẽ cải trang giả dạng ban đầu hắn chỉ có một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm hiện tại đã có được 16 tàu chiến hạm trong đó còn có chiến thần cấp tàu chiến đấu loại tầng thứ này mạnh mẽ chiến hạm rõ ràng năng lực cùng thực lực cỡ nào mạnh lần này mục tiêu của bọn hắn là liên bang mới khai phá không lâu một khoả tư nguyên tinh đối với hải tặc vũ trụ tới nói nhất mập liền là những tư nguyên này tinh liên bang khai phá tư nguyên tinh về sau sẽ định kỳ nắm tài nguyên vận chuyển đến liên bang tinh cầu hành chính tại vận chuyển trước đó tài nguyên đều sẽ cất giữ trong tư nguyên tinh lên đối với hải tặc vũ trụ tới nói những tư nguyên này là cực kỳ trọng yếu tiếp tế bọn hắn có thể đem tài nguyên cầm tới tội ác tinh cầu bên trên đổi lấy vật mình muốn đi qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch tại xác nhận viên này tư nguyên tinh bên trên đã tích lũy hàng loạt tài nguyên về sau hồng khô lâu hải đoàn cướp lúc này mới hành động tư nguyên tinh đều có chiến hạm thủ hộ hơn nữa còn có tinh cầu quỹ đạo pháo này loại hạng nặng tinh cầu vũ khí mong muốn công chiếm cướp bóc tư nguyên tinh cũng không phải một chuyện dễ dàng bọn hắn đánh nghe cho kỹ lần này thủ hộ tư nguyên tinh hạm đội cần muốn tiến hành thay quân có cây ngắn ngủi đứng không bọn hắn đương nhiên sẽ không liều mạng chỉ tính toán lợi dụng chiến hạm ưu thế tốc độ đoạt tài nguyên liền chạy dâu mép đỏ nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài trong mắt hung quang lấp lánh đột nhiên hắn cảm giác mình hoa mắt một cái chớp mắt kỳ hạm cửa sổ mạn tàu ngoài có một đạo ánh bạc lóe lên sao băng dâu mép đỏ nhíu nhíu mày ngay lúc này trong soái hạm phát thanh hệ thống đột nhiên khởi động hồng khô lâu hải đoàn cất thành lập tại 26 năm trước 26 năm ở giữa cướp bóc 618 lần, cướp bóc về sau, từ trước tới giờ không lưu tù binh, tội ác tội lỗi chồng chất, nên giết. Chuyện gì xảy ra? Giờ mép đỏ vừa sợ vừa giận, mãnh liệt đứng lên là ai? Là cái nào hèn mạt, sống đủ rồi đúng hay không? Đoàn hải tạc những người khác cũng đều bị này thanh âm đột nhiên, xuất hiện giật này mình. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau thượng tướng, giống như không là người của chúng ta, có người nơm nớp lo sợ nói. Bên ngoài có người, đúng lúc này một tên hải tặc đột nhiên nói ra chủ chiến hạm dò xét trên màn hình hình ảnh cấp tốc phóng to một bóng người xuất hiện ở trên màn ảnh đó là một đài màu bạc cơ giáp thoạt nhìn cũng không lớn lập lòe ánh sáng nhu hòa cơ giáp con mắt tựa như hai khỏa kim cương nó cứ như vậy trôi nổi ở trong không gian đi theo chiến hạm tiến lên cơ giáp phá hủy nó dơ mép đỏ hô to một tiếng không chút do dự ra lệnh hắn không cần biết đối phương là ai chỉ nếu không phải mình người trước đánh bại lại nói có thể tung hoành tinh tế đoàn hải tặc đều là tương đương có sức chiến đấu tại hắn ra lệnh sau một khắc liền đã có mấy chục đạo màu tím sậm hồn đạo xạ tuyến hướng phía cái kia màu bạc cơ giáp vọt tới đây chính là tinh tế chiến hạm phát ra hồn đạo xạ tuyến đừng nói là bình thường cơ giáp coi như là chiến hạm cũng cần dùng vòng phòng hộ tới ngăn cản nhưng ở thời điểm này lúc trước cái thanh âm kia vậy mà lại xuất hiện học viện sử lai khác thay trời hành đạo tiếp theo một cái chớp mắt ánh bạc nở rộ cái kia màu bạc cơ giáp biển tựa như tia chớp nhảy lên hồn đạo xạ tuyến tốc độ tựa hồ còn không có nó tiến lên tốc độ nhanh trong nháy mắt nó đã đến một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm phía trước như thuấn gian di động Sâu mép đỏ tinh tường thấy cơ giáp một quyền hạ xuống đập vào lưu tinh cấp công kích hạm mặt ngoài lưu tinh cấp công kích hạm dài đến 500 trăm mét đài cơ giáp này cao độ không qua chừng ba thước tại lưu tinh cấp công kích hạm trước mặt cơ giáp đơn giản như là sâu kiến có thể là hết thảy hải tặc rất nhanh liền thấy là bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn màu bạc cơ giáp đụng vào lưu tinh cấp công kích hạm trong nháy mắt đó đột nhiên biến thành màu vàng sáng lưu tinh cấp công kích hạm lại bị nó một kích này đánh ngừng tiếp theo một cái chớp mắt cơ giáp liền biến mất đúng vậy trực tiếp theo lưu tinh cấp công kích hạm phía trước biến mất một màn kinh khủng trình diễn theo cái kia cơ giáp va chạm địa phương bắt đầu chiếc này có mạnh mẽ phòng phòng hộ lưu tinh cấp công kích hạm bắt đầu nóng chảy đúng vậy liền là nóng chảy nếu như lại nhìn kỹ có thể thấy chiến hạm hóa thành vô số màu vàng hạt tròn sau đó cấp tốc tan biến chủ pháo chủ pháo công kích công kích tàu số bảy hồng khô lâu dâu mép đỏ sợ hãi tại đây một cái chớp mắt trong lòng của hắn tràn đầy mãnh liệt kinh khủng dùng cơ giáp diệt chiến hạm đây là cái gì thực lực màu bạc cũng không là cơ giáp thông thường màu sắc ý vị này xuất hiện ở trong không gian đài cơ giáp này có thể là siêu thần cấp cơ giáp oanh chiến thần cấp tàu chiến đấu chủ pháo bổ sung năng lượng tùy theo phát ra đạn pháo cùng lúc đó tám ổ phó pháo đồng thời phóng ra tám cái to lớn cột sáng vạch pháo bầu trời thẳng đến cái kia đã tan chảy vượt qua một phần ba tàu số bảy hồng khô lâu lưu tinh cấp công kích hạm mà đi hải tặc không chỉ đối với địch nhân hung tàn đối với mình người cũng giống như vậy vì sinh tồn bọn hắn chuyện gì làm không được ầm ầm cho dù là pháo phụ cũng có được có thể hủy thiên diệt địa lực công kích cái kia trước lưu tinh cấp công kích hạm vòng phòng hộ phía trước một cái chớp mắt liền đã biến mất lúc này nó chỗ nào chịu đựng được ở đà kích như vậy trong lúc nhất thời tiếng nổ vang rền vang lên vũ trụ bên trong sáng lên một đoàn to lớn ánh lửa hồng khô lâu hải đoàn cấp phản ứng rất nhanh tất cả công kích hạm chính sát hạm cấp tốc phân tán ra đến chủ pháo pháo phụ toàn bộ bắt đầu bổ sung năng lượng Số mép đỏ phi tốc hạ đạt từng đạo mệnh lệnh nhất làm cho hắn kinh khủng không phải lúc trước nhìn thấy cơ giáp mà là cái thanh âm kiên nói ra tên học viện sử lai khác người đến là học viện sử lai khác chẳng lẽ mình bị học viện sử lai khắc để mắt tới sao ngay tại vừa rồi hắn còn chứng kiến học viện sử lai khắc bạch ngân long thương bị cướp đi tin tức hưng phấn đến không thể tự kiềm chế thậm chí có cướp đoạt bạch ngân long thương ý nghĩ đây chính là thần khí à có thể trong nháy mắt hắn vậy mà liền gặp học viện sử lai khắc người đây là cái gì tình huống lớn mật sâu mép đỏ dám cướp đoạt bạch ngân long thương tội không thể tha thứ hôm nay hồng khô lâu hải đoàn cướp sẽ kết thúc tại này cái thanh âm kia lại xuất hiện tàu số 7 hồng khô lâu lưu tinh cấp công kích hạm nổ tung hồng khô lâu hải đoàn cấp đám hải tặc thậm chí còn không có thở phào cái thanh âm kia liền lại một lần xuất hiện cái quái gì dấu mép đỏ trợn mắt hốc mồm nói ta đoạt bạch ngân long thương người đùa ta đây ta mặc dù là phong hào đấu la nhưng ta dám đi thành sử lai khắc đoạt bạch ngân long thương sao ta lại điên cuồng cũng không điên cuồng đến loại trình độ này à muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do dấu mép đỏ nhịn không được quát to một tiếng oanh lại có một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm một mặt bắt đầu nóng chảy. Lần này, dâu mép đỏ phản ứng càng nhanh, tàu chiến đấu đã bổ sung năng lượng hoàn tất chủ pháo trước tiên đánh phía cái kia tàu chiến hạm, dùng tàu chiến đấu chủ pháo uy lực, cỡ nhỏ hành tinh đều có thể bị tạc vỡ. Thế nhưng, sau một khắc, cái thanh âm kia lại xuất hiện, nói là ngươi, liền là ngươi. Ngay sau đó, lóe lên ánh bạc, màu bạc cơ giáp liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở kỳ hạm phòng điều khiển chính bên trong. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? sơ mép đỏ quá sợ hãi trên thân hồng quang lấp lánh một thân giày nặng đấu khải trong nháy mắt trên thân ta đến từ học viện sử lai khác màu bạc trong cơ giáp truyền đến băng lãnh thanh âm tiếp theo một cái chớp mắt trói mắt ánh vàng liền đã tràn ngập tại toàn bộ phòng điều khiển chính bên trong khẩn cấp tin tức khẩn cấp tin tức xú danh chiêu lấy hải tặc vũ trụ đoàn hồng khô lâu hải đoàn cướp trước khi đến tư nguyên tinh trên đường gặp tập kích toàn quân bị diệt phía dưới là video lam hiên vũ vừa mới trở lại ký túc xá trong phòng khách hồn đạo tivi đột nhiên sáng lên tự động phát ra tin tức ừm tình huống như thế nào từ khi đi vào học viện sử lai like khác hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này hôm nay hắn đoán tạo một buổi chiều mỏi mệt cực kỳ hắn lại có một chút tiến bộ rèn đúc kim loại đã tiếp cận thiên rèn nhất phẩm hắn không nghĩ tới sau khi trở về thế mà thấy được dạng này tin tức tin tức hình ảnh chuyển đến vũ trụ vô ngần vũ trụ bên trong một đạo bóng người màu bạc tung hoành lấp lánh video phát ra tốc độ rõ ràng bị tăng nhanh cái kia từng chiếc từng chiếc đen kịt chiến hạm liên tục ở trong không gian nổ tung sáng lên từng đoàn từng đoàn ánh lửa trong đó lại còn có một chiếc là tàu chiến đấu chỉnh trong cả quá trình hai bên không có đánh nhau vài lần dòng dã 16 tàu chiến hạm a dĩ nhiên cũng liền như vậy tuần tự hủy diệt hồng khô lâu hải đoàn cướp toàn quân bị diệt cái kia chiếc tàu chiến đấu là từ hướng nội bên ngoài nổ tung tựa hồ là hồn đạo lò phản ứng nổ hình ảnh đến đây là kết thúc lam hiền vũ trợn mắt hốc mồm trời ạ một người diệt một nhánh hạm đội làm hiền vũ cảm thấy có chút không chân thực hình tượng này bên trong cơ giáp cùng những gì mình biết cơ giáp là một chuyện cái kia màu bạc cơ giáp tựa như là trong vũ trụ u linh làm người cơ giáp sư kia lặng yên không một tiếng động tiến vào tàu chiến đấu bên trong nói ra ta đến từ học viện sử lai khác thời điểm làm hiền vũ trợn mắt hốc mồm đây là học viện sử lai khác làm bạch ngân long thương là bị đám này hải tặc vũ trụ cướp đi cơ giáp lực lượng có khả năng hủy diệt hạm đội sao không hề nghi ngờ đó là một đài siêu thần cấp cơ giáp đến cùng có phải hay không song giáp lưu hắn không rõ ràng dùng thực lực của hắn cùng nhãn lực hắn thậm chí không có quá thấy rõ ràng cái kia màu bạc cơ giáp là như thế nào tiêu diệt nhiều như vậy chiến hạm nhưng hắn thấy được kết quả cá nhân thực lực lại có thể cường đại đến trình độ như vậy cường đại đến một nhánh hạm đội đều không thể chống lại trình độ lam hiên vũ đột nhiên cảm thấy thế giới quan của bản thân có chút bị lật đổ hắn đây là lần thứ hai thấy có người dựa vào cá nhân lực lượng phá hủy chiến hạm, không hề nghi ngờ. Lần này càng thêm rung động. Lần thứ nhất thấy cá nhân phá hủy chiến hạm thời điểm, hắn liền đối tượng mình lựa chọn hệ tinh tế chỉ huy chuyện này sinh ra hoài nghi, không hề nghi ngờ. Lần này hắn càng thêm hoài nghi. Nếu như cá nhân thực lực có khả năng đi đến loại trình độ này, có thể cùng chiến hạm chống lại, như vậy học tập tinh tế chỉ huy ý nghĩa ở đâu? Có chút thời gian, không bằng đi tăng lên thực lực bản thân nhưng cá nhân thực lực sớm ngày đi đến này loại có khả năng hủy diệt chiến hạm trình độ không phải càng tốt sao hắn đang nghĩ như vậy hồn đạo trong tivi chuyển đến thanh âm đi qua xác minh học viện sử lai khác xác nhận lần này phái người thừa diệt hồng khô lâu hải đoàn cướp theo lộ ra bạch ngân long thương đã tìm về bàn đài sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin tương quan công việc cái tin tức này không thể nghi ngờ tại toàn liên bang nhấc lên sóng to gió lớn ai có thể nghĩ tới học viện sử lai khác hành động lại nhanh như vậy như thế chi quả quyết chỉ đi một người liền tiêu diệt một cái hải tặc vũ trụ đoàn thực lực của người này khủng bố như thế không biết là học viện sử lai khắc vị nào cường giả bạch ngân long thương đã cầm về rồi này chút tựa hồ cũng không trọng yếu trọng yếu là luôn luôn dùng ôn hòa công bằng công chính trung lập hình ảnh kỳ nhân học viện sử lai khắc lại biểu hiện ra hung hăng như vậy một mặt toàn bộ quá trình chiến đấu không đến nửa giờ a à. người của liên bang ban đầu liền tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân trận chiến đấu này nào chỉ là lật đổ Lam Hiên Vũ một cá nhân thế giới quan. Nó đối với toàn liên bang hồn sư ảnh hưởng, nhất là đối với cơ giáp sư ảnh hưởng đơn giản khó mà ước lượng. Trong lúc nhất thời, các phương tin tức không ngừng, cơ giáp sư hiệp hội biểu thị. Đó là một đài vô cùng cường đại siêu thần cấp cơ giáp, dạng này cơ giáp chắc chắn có thể đối kháng chiến hạm, đây là trước mắt tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật, mà cơ giáp người điều khiển tất nhiên là thần cấp cường giả, chỉ có thần cấp cường giả mới có thực lực cường đại như vậy. Không hề nghi ngờ, sự kiện này nhường cơ giáp sư hiệp hội danh tiếng vang xa. Học viện Sử Lai khác bên trong nhìn như bình tĩnh, trên thực tế thấy được cái tin tức này học viên tất cả đều phấn chấn không thôi. Bạch Ngân Long thương bị cướp về sau, học viện Sử Lai khác học viên tại kinh ngạc đồng thời, đối học viện năng lực sinh ra một vẻ hoài nghi, có thể hiện tại, sự hoài nghi của bọn họ trong nháy mắt tan biến. Có quan hệ Hồng Khô lâu hải đoàn cướp tư liệu rất nhanh liền, đang theo dõi trong báo cáo bảy biện ra đến, trong lúc nhất thời, học viện Sử Lai khác thanh danh đại chấn. Lão sư, ngài nhìn tin tức sao? Lam Hiên Vũ bấm đường trấn hoa thông tin. Nhìn, đường trấn hoa thanh âm có chút âm u. Một người thật có khả năng dễ dàng như vậy phá hủy chiến hạm sao? Một nhánh hạm đội càng như thế yếu ớt sao? Lam Hiên Vũ hỏi, tim của hắn thật sự có chút loạn, người đến chỗ của ta một chuyến." Đường Trấn Hoa trầm giọng nói ra. "Là, Lam Hiên Vũ vội vàng ra ký túc xá, thẳng đến tinh tế trung tâm, đến cổng, hắn phát hiện Đường Trấn Hoa đã ở nơi đó chờ hắn. "Đi theo ta." đường chấn hoa hướng hắn vẫy vẫy tay mang theo hắn đi tới phòng làm việc của mình ngồi đi đường chấn hoa chỉ chỉ ghế sofa lam hiên vũ phát hiện đường chấn hoa trong ánh mắt nhiều một chút cái gì tựa hồ có chút bất đắc dĩ còn có chút bất mãn lão sư ngài đường chấn hoa khoát khoát tay nói học viện đối với chúng ta hệ tinh tế chỉ huy thật quá không hữu hảo a à. ban đầu chúng ta chỗ này cũng chỉ có mèo con hai ba con bởi như vậy ai còn báo chúng ta hệ lam hiên vũ không khỏi có chút không phản bác được đường chấn hoa nói ta kiểm tra ngươi cái vấn đề nếu như ngươi là ngay lúc đó quan chỉ huy hạm đội đối mặt loại tình huống này người trước tiên hẳn là hạ đạt mệnh lệnh như thế nào lam hiên vũ sững sờ trong lòng thầm nghĩ ngài còn dạy qua ta tinh tế chỉ huy à nhưng nếu lão sư hỏi như vậy hắn tổng cần hồi đáp hơi sau khi suy nghĩ một chút hắn nói ta có thể sẽ nhường hết thảy chiến hạm mau sớm phân tán chạy trốn đi vì cái gì đường trấn hoa truy vấn lam hiên vũ nói kẻ địch chỉ có một bộ người máy lại dám đối mặt mười mấy tàu chiến hạm hơn nữa còn là tại mênh mông vũ trụ bên trong như vậy đầu tiên có khả năng phán đoán đài cơ giáp này cũng không phải bình thường cơ giáp ít nhất là có thể ở trong không gian thời gian dài bay lượn cơ giáp địch nhân dám chặn đường hạm đội liền mang ý nghĩa hắn hoặc là người hoặc là có tuyệt đối tự tin có khả năng cùng hạm đội chống lại địch nhân phía sau cấp tốc phá hủy một tàu chiến hạm như vậy liền loại bỏ hắn là người điên khả năng cũng là mang ý nghĩa trừ phi hạm đội có thủ đoạn đặc thù bằng không cơ hồ không thể nào cùng đối phương chống lại vậy ý cũng chỉ có thể chạy một cái là một cái đường trấn hoa nhìn xem lam hiên vũ ánh mắt có chút phức tạp nói tại chỉ có có hạn tri thức tình huống dưới người có thể nghĩ tới những thứ này đã rất tốt nếu như ta là quan chỉ huy bộ kia cơ giáp sẽ không có dễ dàng như vậy đạt được ít nhất sẽ không trong khoảng thời gian ngắn đạt được người có phải hay không đang nghĩ một bộ người máy thực lực có thể đi đến loại trình độ này còn muốn chúng ta hệ tinh tế chỉ huy làm gì làm hiên vũ không có dấu giếm lòng của mình nghĩ có chút đường trấn hoa nói tại tinh tế chiến đấu bên trong cơ giáp cuối cùng không phải chủ lưu hồng khô lâu hải đoàn cướp có được một chiếc tàu chiến đấu tám chiếc lưu tinh cấp công kích hạm thực lực tổng hợp tại hải tặc bên trong đã tính rất mạnh mẽ nhưng trên thực tế chiến hạm của bọn hắn chẳng qua là hết sức bình thường chiến hạm mà thôi chiến hạm cùng chiến hạm ở giữa tranh lệch cũng là rất lớn đơn cử đơn giản ví dụ dùng kim loại hiếm chế tác cơ giáp cùng dùng bình thường hợp kim chế tác cơ giáp sức chiến đấu có thể giống nhau sao hải tặc vũ trụ tài nguyên thiếu thốn chiến hạm của bọn hán phần lớn là dùng tàn thứ chiến hạm cải tạo mà thành hồng khô lâu hải đoàn cướp chiến hạm duy nhất điểm sáng liền là bọn chúng tên lửa đẩy có thể giúp chúng nó tại so sánh trong thời gian ngắn đi đến so sánh tốc độ nhanh nhưng đây là bỏ qua phòng ngự đổi lấy đồng thời bọn chúng quấy nhiễu hệ thống không đủ kiện toàn quấy nhiễu hệ thống quấy nhiễu hệ thống đối cơ giáp hữu dụng không cái kia không phải là quấy nhiễu đối phương chiến hạm phòng ngừa chính mình bị khóa chặt sao làm Hiên Vũ nghi ngờ nói. Đường Trấn Hoa nói, quấy nhiễu hệ thống nhiều mặt, trong đó trọng yếu nhất một loại gọi là không gian quấy nhiễu hệ thống. Này loại nhiễu hệ thống giá cả vừa xa bình thường quấy nhiễu hệ thống giá cả, cực kỳ cao, nhưng tác dụng thập phần cường đại, đồng thời hết sức tốn năng lượng. Bình thường tinh tế chiến hạm là sẽ không phân phối này loại quấy nhiễu hệ thống, đám hải tặc chiến hạm liền càng sẽ không trang bị. Nếu như hồng khô lâu hải đoàn cướp có dạng này quấy nhiễu hệ thống, như vậy bộ kia cơ giáp liền không dễ dàng như vậy thành công phá hủy này loại quấy nhiễu hệ thống chủ yếu tác dụng ở chỗ đảo loạn không gian nhưng xuyên qua không gian trở nên không có khả năng nhưng thực lực đạt tới trình độ nhất định vẫn có thể phá vỡ không gian lần này đài cơ giáp này không thể nghi ngờ liền có được thực lực như vậy người kia có thể nhanh như vậy liền hủy đi nhiều như vậy chiến hạm chủ nếu là bởi vì hắn điều khiển cơ giáp thông qua xuyên toa không gian từ trong ra ngoài phá hư chiến hạm mà không phải từ ngoài vào trong cường công coi như là thần cấp cơ giáp muốn phá vỡ chiến hạm cấp phòng phòng hộ cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như ta là chi hạm đội này người chỉ huy, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cho chiến hạm phân phối không gian quấy nhiễu hệ thống, ít nhất trên tàu chiến chỉ huy phải có, có được bộ này hệ thống, ít nhất tại đối mặt cường địch thời điểm, người chỉ huy có thể có đầy đủ thời gian điều động hạm đội của mình. Đường chấn hoa dần dần trở nên phấn khởi, tăng tốc ngữ tốc, tiếp tục nói, dù cho không có bộ này hệ thống, tại lúc ấy dưới tình huống đó, ta hạ đạt đầu thứ nhất mệnh lệnh lại là hết thảy chiến hạm công kích lẫn nhau công kích lẫn nhau làm hiên vũ giật mình nói đường trấn hoa nói không sai đây cũng là một cái kỹ xảo tại không có không gian quấy nhiễu hệ thống tình huống dưới như thế nào tránh cho có được mạnh mẽ xuyên qua không gian năng lực kẻ địch xâm nhập bên trong chiến hạm chúng ta có khả năng đảo loạn không gian là một tên quan chỉ huy người hẳn là đối hạm đội mình mỗi một khẩu hồn đạo pháo lừa công kích đều có kỹ càng hiểu rõ rõ ràng biết bọn chúng con số cụ thể càng muốn biết mình chiến hạm vòng phòng hộ cường độ, cho nên nếu như là ta chỉ huy, ta sẽ mệnh lệnh hết thảy chiến hạm công kích lẫn nhau cường độ công kích hơi thấp tại vòng phòng hộ sức chịu đựng. kể từ đó, hồn đạo pháo cùng vòng phòng hộ va chạm tất nhiên sẽ sinh ra kịch liệt năng lượng nổ tung trong vũ trụ năng lượng nổ tung đủ để đảo loạn không gian, làm cho đối phương vô phương trực tiếp thông qua xuyên toa không gian tiến vào bên trong chiến hạm, tạm thời tránh đi đối phương liền có thể cho phe mình tranh thủ thời gian. nghe đường chiến hoa lần này giảng giải. Lam Hiên Vũ con mắt cũng dần dần phát sáng lên, hắn là thật không nghĩ tới nguyên lai like, còn có thể như thế chỉ huy tinh tế chiến hạm, thế mà còn có khả năng thông qua phe mình chiến hạm công kích lẫn nhau phương pháp tới đối kháng cường giả, này quá thú vị à. Đường Trấn Hoa nói, tại bước lui đối thủ, ít nhất nhường đối thủ tạm thời vô phương trong nháy mắt tiến vào bên trong chiến hạm bày ra công kích tình huống dưới, ta sẽ ra lệnh, ngay tại loại công kích này trạng thái dưới, chiến hạm toàn diện tăng tốc, không tiếc bất cứ giá nào tăng tốc mạnh mẽ cơ giáp tuy có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng tốc thậm chí có thể đi đến bước nhảy không gian trình độ nhưng cơ giáp có cơ giáp vấn đề nó quá nhỏ cá thể năng lượng dù sao cũng không thể cùng chiến hạm năng lượng so tại tiến hành bước nhảy không gian thời điểm nó cần toàn diện bảo hộ tự thân nói cách khác ở trong quá trình này nó là rất khó phát động công kích điều kiện tiên quyết là nó không có thể đi vào bất luận cái gì chiến hạm bên trong cho nên ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào tại vòng phòng hộ bị phá ra trước đó nhường hạm đội cấp tốc tiến vào bước nhảy không gian trạng thái khi tiến vào bước nhảy không gian trạng thái trong nháy mắt bởi vì lẫn nhau công kích không gian hỗn loạn hạm đội sẽ tao ngộ nhất định mối nguy thậm chí có khả năng bị không gian xé nát cho nên vào thời khắc ấy nhất định phải trong nháy mắt dừng lại công kích mặc dù công kích đình chỉ nhưng lúc đó bước nhảy không gian sinh ra gợn sóng sẽ để cho không gian chung quanh hoàn toàn vặn vẹo đối phương cờ giáp nhất định không có cách nào tại lúc này xâm lấn một khi tiến vào bước nhảy không gian trạng thái hạm đội liền tạm thời an toàn này loại nhảy vọt là mù quáng không có chuyên môn lỗ sâu dẫn dắt hướng đi cho nên không có ai biết chính mình biết nhảy nhảy đến địa phương nào trừ phi vận khí cực kỳ không tốt đối phương đi theo chính mình nhảy nhảy đến đồng dạng địa phương bằng không liền có rất lớn cơ hội tránh đi đối phương ám sát bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé. Đồng dạng là chạy trốn, đại phương hướng là giống nhau, đường Trấn hoa biện pháp như vậy lại cơ hồ có thể làm cho cả hạm đội tất cả đều thoát đi, mà không phải Lam Hiên Vũ nói tới cái chủng loại kia chạy tứ phía. Giờ khắc này Lam Hiên Vũ mới biết được nguyên lai like chạy trốn cũng phải để ý chiến thuật. 16 tàu chiến hạm đối mặt một bộ người máy, liền thật không có khả năng chiến thắng sao, Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Đường Trấn hoa thản nhiên nói vậy ngươi biết sự kiện lần này bên trong vị cường giả kia có được thực lực như thế nào sao? tại toàn liên bang hồn sư bên trong cá nhân hắn sức chiến đấu ít nhất xếp tại năm vị trí đầu thậm chí là ba vị trí đầu loại tầng thứ này cường giả hủy diệt tinh cầu đều không phải là làm không được ở trước mặt hắn nho nhỏ một nhánh hạm đội hải tặc có thể làm cái gì? nếu như cho ta một nhánh liên bang hạm đội ta có thể làm được khiến cho hắn không đến gần được đưa hắn bước lui nhưng mong muốn đánh giết hắn cái kia liền cần sớm tiến hành bố trí cực kỳ kín đáo bố trí, đồng thời chỉ có hắn thật rơi vào thòng lọng, ta mới có như vậy một cơ hội chiến thắng. Làm hiền vũ cuối cùng vẫn là có chút thất lạc, nhưng này dù sao là một người a, à, một người cùng một nhánh hạm đội cần có tài nguyên trời đất cách biệt. Đường Trấn Hoa cười ha ha, vậy ngươi biết dùng liên bang trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, thành lập một nhánh tinh tế hạm đội cần muốn bao lâu thời gian sao? Làm hiền vũ mở mịt lắc đầu. Đường Trấn Hoa nói, tại không tiếc đại giới đầu nhập vốn liếng tình huống dưới vài chục năm là đủ rồi nhưng ngươi biết một danh hồn sư cần tu luyện bao nhiêu năm mới có thể trở thành cường giả như vậy à ta cho ngươi biết một ngàn năm ngươi tại trong tin tức thấy vị cường giả kia mặc dù ta cũng không rõ ràng đó là chúng ta học viện vị nào cường giả nhưng ta có khả năng khẳng định nói cho ngươi hắn chí ít có một nghìn tuổi mà lại hắn sử dụng cơ giáp hẳn là cấp độ thứ sáu siêu thần cấp cơ giáp toàn bộ liên bang ghi lại trong danh sách siêu thần cấp cơ giáp hết thảy chỉ có năm đài hôm nay xuất hiện hẳn là thứ sáu đài chớ nói chỉ là hắn còn có ít nhất đi đến cấp độ thứ năm đấu khải đây là song giáp lưu đỉnh phong ta cũng không biết có được này chút cần tiêu hao nhiều ít tài nguyên không sai thành lập một nhánh hạm đội cần có tài nguyên khẳng định càng nhiều nhưng vài chục năm cùng một ngàn năm có thể giống nhau sao cho ta một nhánh hạm đội ta hoàn toàn có thể cùng cường giả như vậy chống lại hơn nữa còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn nhưng cường giả như vậy tại hiện nay cơ hồ là không thể phòng chế nếu như ta không có đoán sai vị kia chỉ sợ có thập nhất giai tu vi thập nhất giai làm hiền vũ ngơ ngác nhìn đường trấn hoa đường trấn hoa nói nguyên bản 99 cấp là chúng ta hồn sư có khả năng đạt tới cực hạn là làm cực hạn đấu la theo hành tinh mẹ tiến hóa hồn sư mới có thành thần khả năng 100 cấp cũng chính là cấp 10, là vì thần cấp thập giai phía trên còn có càng cao cấp bậc cái kia chính là cấp 11, thập nhất giai cường giả là chân chính kinh khủng tồn tại được xưng là chân thần liên bang có vài vị chân thần ta không biết nhưng chúng ta học viện sử lai khắc khẳng định là có chân thần lần này ngươi thấy vị này chính là thập nhất giai chân thần cũng chính là tương đương với có cấp 110 trở lên hồn lực sao trong lúc nhất thời lam hiên vũ không khỏi lòng sinh hướng tới hồn sư lại có thể mạnh mẽ như thế thật sự có thể thành thần còn có cái gì không hiểu nhanh hỏi đường chấn hoa thản nhiên nói lam hiên vũ suy nghĩ một chút lắc đầu lão sư ngài yên tâm ta sẽ học tập cho giỏi ta sẽ không để vứt bỏ hệ tinh tế chỉ huy đường chấn hoa khóe miệng co giật một thoáng thở dài người cũng có thể tại học tập tinh tế chỉ huy đồng thời học tập song giáp lưu không nên đem song giáp lưu buông xuống kỳ thật tại tinh tế chiến đấu bên trong một tên cường giả tác dụng cũng rất lớn theo ta được biết liên bang thất đại hạm đội mỗi một chi hạm đội đều có một vị thần cấp cường giả tọa chấn làm hiền vũ kinh ngạc nói mỗi chi liên bang hạm đội đều có thần cấp cường giả vậy chúng ta toàn liên bang hiện tại có nhiều ít thần cấp cường giả à? thần cấp cường giả thật có khả năng trường sinh bất lão sao đường trấn hoa lắc đầu nói cụ thể có nhiều ít ta cũng không biết này chút tọa trấn liên bang hạm đội thần cấp cường giả lai lịch khác biệt trong đó có tới từ chúng ta học viện sử lai khác cũng có đến từ truyền linh tháp đường môn chiến thần điện kỳ thật ta một mực có một ý tưởng hồn sư có thần cấp cờ giáp cũng có thần cấp nếu như chiến hạm cũng có thần cấp như thế nào lại e ngại thần cấp cường giả cùng thần cấp cơ giáp đâu chẳng qua là mong muốn kiến tạo một chiếc trong lý tưởng thần cấp chiến hạm quá khó khăn. Lam Hiên Vũ nói, "Thần cấp chiến hạm, lão sư, dạng gì chiến hạm xem như thần cấp chiến hạm a?" Đường Chấn Hoa trong mắt quang thải lấp lánh, nói, "Ta đã từng suy nghĩ qua, dùng thần cấp kim loại là chủ yếu tài liệu dùng chiến thần cấp tàu chiến đấu bản nguyên hạch tâm pháp trận làm động lực cơ sở, lại thêm hàng loạt tinh tế chế tác công nghệ, chiều dài tại 300m đến 500m ở giữa, có thể trong nháy mắt hoàn thành bước nhảy không gian." làm hiền vũ không còn gì để nói hắn mặc dù còn cũng không hiểu rõ lắm chiến hạm nhưng hắn hiểu rèn đúc a à, hắn rất muốn đối sư phụ của mình nói ngài hiện thực điểm thần cấp kim loại là cái gì đó là thần cấp thợ rèn mới có thể rèn tạo nên kiến tạo một chiếc 300 trăm m đến 500 trăm m lớn lên chiến hạm cần bao nhiêu kim loại đó là dùng vạn tấn làm đơn vị tính toán có nhiều như vậy thần cấp kim loại chế tác một cái quân đoàn thần cấp cờ giáp cũng đủ đi lão sư không nghĩ tới ngài vẫn là cái người chủ nghĩa lý tưởng làm Hiên Vũ nhỏ giọng nói ra. Cút. Đường Chấn Hoa tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ta đây là giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực. Người biết hay không? Thiết tưởng thời điểm dĩ nhiên muốn dựa theo tốt nhất tình huống. Chiến hạm bên ngoài kết cấu cùng kết cấu bên trong muốn sử dụng khác biệt tài liệu, còn muốn áp xúc bản nguyên hạch tâm pháp trận trong này liên quan đến đồ vật nhiều lắm. Lam Hiên Vũ nói. Ngài cái kia dùng thần cấp kim loại chế tác chiến hạm ý nghĩ căn bản không có khả năng thực hiện đi toàn liên bang thần cấp kim loại cộng lại chỉ sợ đều không nhiều như vậy. Đường Trấn Hoa nói, ta biết, nhưng ta vẫn là sẽ tiếp tục theo cái này thiết kế tư tưởng xuống, đây là giấc mộng của ta. Hiện tại thực hiện không được, không có nghĩa là tương lai, cũng thực hiện không được một phần vạn có một ngày tìm được có khả năng thay thế thần cấp kim loại tài liệu đâu. Kỳ thật, chủ yếu là bên ngoài kết cấu cần làm dùng thần cấp kim loại. Thần cấp kim loại mạnh nhất một điểm là có bản thân chữa trị năng lực, bản thân còn có cực kỳ dư thừa năng lượng, có năng lượng như vậy duy trì chiến hạm có thể có siêu cường lực phòng ngự cùng bản thân chữa trị năng lực mà lại thần cấp kim loại đủ để cản trở bất luận cái gì cường giả tiến hành xuyên qua không gian có thể tiếp nhận càng nhanh tốc độ phi hành mang tới lực trùng kích chúng ta bây giờ vũ trụ chiến hạm không phải động lực không đủ mà là bản thân có thể tiếp nhận lực trùng kích có hạn nhất là tại bước nhảy không gian tình huống dưới người suy nghĩ một chút nếu có một chiếc có thể trong khoảng thời gian ngắn siêu tốc bay lượn chiến hạm như vậy nó trên chiến trường tác dụng đến cỡ nào to lớn Lam Hiên Vũ nói, ta đây chúc ngài thành công. Đường Trấn Hoa hử lạnh một tiếng, chờ ngươi nhất tự đấu khải làm xong, ngươi liền bắt đầu cùng ta cùng nhau nghiên cứu. Cho nên, là chúc chúng ta thành công. Nghiên cứu chiến hạm quá trình là ngươi hiểu rõ chiến hạm quá trình, cũng là ngươi tại hệ tinh tế chỉ huy muốn học tập trọng yếu chương trình học. Ồ, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, trong lòng lại có chút xem thường, thần cấp chiến hạm, nghe đúng là rất lợi hại, có thể là, chiến hạm cái đồ chơi này chỉ có thể cất cánh không thể rơi xuống đất à đó căn bản là không thể nào hoàn thành sự tình theo tinh tế trung tâm ra tới lam hiên vũ cuối cùng là tìm về một chút học tập tinh tế chỉ huy lòng tin nhất là đường chấn hoa giảng thuật chỉ huy phương pháp hắn cảm thấy rất hứng thú nếu có một ngày chính mình có thể trở thành một chiếc hành tinh cấp tàu mẹ quan chỉ huy chỉ huy một nhánh vũ trụ hạm đội đó còn là để cho người ta vô cùng hướng tới sự tình a à, trải qua tại tư nguyên tinh bên trên tiến hành thi cuối kỳ hắn hiện tại đã dần dần hiểu rõ liên bang tiến hành tinh tế thăm dò quá trình không hề giống dân chúng bình thường hiểu biết như vậy hòa bình đây cũng là vũ trụ hạm đội tồn tại ý nghĩa chẳng qua là hiện tại còn không phải hắn hiểu rõ những chuyện kia thời điểm làm hiên vũ thời gian càng căng thẳng hơn vì rèn đúc gia chế tác nhất tự đấu khải cần thiết kim loại hắn mỗi ngày đều cho mình an bài ít nhất thời gian hai tiếng rèn đúc ở trong quá trình này hắn cũng không có cầu nhanh mà là nghiêm túc nghiên cứu khác biệt kim loại đặc tính mong muốn rèn đúc tốt một loại kim loại đầu tiên muốn hiểu nó đặc tính trước mắt hắn rèn đúc trình độ dừng lại tại thiên rèn khoảng cách thiên rèn nhất phẩm 4 cấp rèn đúc trình độ còn có một số khoảng cách ngoại trừ rèn đúc bên ngoài hắn nắm nhiều thời gian hơn thả tại học tập có quan hệ đấu khải tri thức lên học viện bắt đầu giảng dạy đấu khải tri thức cùng cơ giáp cơ sở kỹ thuật cùng với đấu khải cùng cơ giáp ở giữa liên hệ ban đêm tự nhiên là thời gian tu luyện bởi vì có nhiều như vậy kim loại hiếm tại trong lòng hiểu rõ tình huống dưới hắn liền không có như vậy tiết kiệm làm hiên vũ mỗi hai tuần đi một lần hải thần hồ hồn lực tu vi vững bước tăng lên lam hiên vũ cùng đồng bọn của hắn nhóm thường ngày học tập sinh hoạt bình tĩnh mà phong phú trong nháy mắt ba tháng trôi qua này thiên lam hiên vũ sáng sớm liền đi tới giảng đường trước học kỳ thi cuối kỳ về sau hắn liền bị các bạn học tuyển định làm vĩnh cửu lớp trường thân là lớp trường hắn cũng nên tới sớm một chút bằng lão sư chuẩn bị một ít gì đó tiếu lão sư ta tới lam hiên vũ đi vào giảng đường bên cạnh biên lão sư phòng nghỉ tiếu khải nhìn hắn một cái nói thế nào người rèn đúc gần nhất như thế nào lam hiên vũ nói thiên rèn trình độ hết sức ổn định ta chuẩn bị trong vòng hai tháng sau đó trùng kích thiên rèn nhất phẩm có nắm chắc không tiếu khải nhãn tỉnh sáng lên thiên rèn nhất phẩm tại toàn bộ ngoại viện cũng không có mấy học viên có thể hoàn thành nếu như lam hiên vũ có thể hoàn thành thiên rèn nhất phẩm liền mang ý nghĩa hắn tương lai tại rèn đúc trên con đường này có thể có rất lớn phát triển vậy hắn nhưng chính là tài nguyên hình nhân tài tương lai tiểu tử này là khẳng định có thể tiến nhập nội viện như vậy nếu như hắn rèn đúc trình độ kéo dài tăng lên lời nói không chừng sau này mình đều muốn cầu hắn rèn đúc đây trong nội viện am hiểu rèn đúc cái nào không là phi thường giàu có điều kiện tiên quyết là rèn đúc trình độ có thể đi đến tầng thứ cao hơn có thể hoàn thành linh rèn thậm chí là có tương đối cao hồn rèn xác xuất thành công làm hiên vũ gật gật đầu nói có chút nắm bắt tại nana chỉ điểm hắn đối với mình năng lực có trưởng không bước tiến dài Nhất là hai loại lam ngân thảo phối hợp năng lực, cùng với vận dụng tự thân lực lượng năng lực, hai người này đều có thể vận dụng đến hắn rèn đúc bên trong. Vậy thì tốt, đúng, ta hôm nay sẽ tuyên bố một sự kiện, Người phải có chút chuẩn bị tâm lý." Tiếu Khải đột nhiên nói ra. "A, à, chuyện gì?" Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Tiếu Khải nói, "Chúng ta liên bang bảy viên tinh cầu hành chính bên trong, không phải có hai khỏa hồn thú tinh cầu sao? Thứ bảy viên tinh cầu hành chính tinh linh tinh liền là hồn thú tinh cầu." tinh linh tinh bên trên phát sinh một kiện đại sự một vị hồn thú cường giả đem hoàn thành cuối cùng độ kiếp mời liên bang một chút cường giả tiến đến xem lễ chúng ta học viện cũng đã nhận được một chút danh ngạch nội viện bên kia tự nhiên sớm có sắp xếp làm công bằng lý do cũng cho chúng ta ngoại viện mấy cái danh ngạch nhưng danh ngạch cũng không là cho không cần chính mình đi tranh thủ quan sát hồn thú cường giả độ kiếp mười vạn năm hồn thú sao làm hiền vũ tò mò hỏi hắn còn chưa bao giờ thấy qua chân chính hồn thú mười vạn năm hồn thú thì càng khỏi phải nói hắn rất tò mò mười vạn năm cấp độ hồn thú là dạng gì nghe nói tại thời đại viễn cổ chúng nó mới là cái thế giới này chúa tể không phải mười vạn năm hồn thú nếu như chẳng qua là mười vạn năm hồn thú liền sẽ không hưng sư động chúng như vậy cái này danh ngạch rất khó được chỉ cho các ngươi học sinh quan sát hồn thú cường giả độ kiếp rất có thể đối với các người để cao ngộ tính có trợ giúp rất lớn làm hiền vũ kích động mà nói lão sư vậy làm sao tranh thủ cái này danh ngạch a à? đương nhiên là dựa vào cạnh tranh bằng thực lực nói chuyện tiếu khải nói tốt ta sau đó sẽ tuyên bố chuyện này người đi trước giảng đường đi ồ lam hiên vũ bị tiếu khải lời câu đến có chút lòng ngơ ngáy khó cào có thể tiếu khải chỉ nói phần nửa cạnh tranh như thế nào cạnh tranh đâu là toàn bộ ngoại viện cạnh tranh vẫn là cả lớp cạnh tranh nếu như là toàn bộ ngoại viện cạnh tranh năm nhất không thể nghi ngờ là nhất thua thiệt à các bạn học tốt năm tốt ba đến có tinh thần sáng láng có một mặt mỏi mệt mỗi người đều có chính mình sinh hoạt trạng thái không giống nhau chờ tất cả mọi người tới đông đủ tiếu khải mới chậm rãi đi vào giảng đường vào hôm nay lên lớp trước đó ta tuyên bố một sự kiện học viện thu được một chút đi tới tinh linh tinh quan sát một vị hồn thú cường giả độ kiếp danh ngạch chúng ta ngoại viện cũng được chia một chút làm công bằng lý do này chút danh ngạch cần thông qua cạnh tranh tới thu hoạch được bởi vậy học viện đem đặc biệt bộ phận một lần ngoại viện học viên đấu đối kháng lần này đấu đối kháng hết sức có ý tứ cũng là đối với các người học tập kết quả một lần kiểm nghiệm. Ngoại viện hết thảy có 6 cái danh ngạch, trên nguyên tắc là mỗi cái niên cấp một cái, nhưng đầu đối kháng quy tắc là mỗi cái niên cấp có một cái cơ sở danh ngạch. Đầu tiên là niên cấp bên trong phân tổ đối kháng, chiến thắng phương có thể thu hoạch được cái này danh ngạch, thu hoạch được danh ngạch về sau, vượt niên cấp khiêu chiến, chiến thắng thì có khả năng lấy được đối phương danh ngạch. Đơn giản tới nói, lớp chúng ta đem trước tiến hành bên trong tuyển bạt, bên trong tuyển bạt theo ba người một tổ tiến hành phân tổ mạnh nhất một tổ thu hoạch được cái này danh ngạch mặt khác niên cấp cũng là như thế sau đó đem tiến hành vượt cấp khiêu chiến nói cách khác lớp chúng ta người thắng muốn khiêu chiến năm thứ hai thắng bọn hắn danh ngạch cũng là chúng ta thua của chúng ta danh ngạch liền về bọn hắn rõ chưa hả đúng còn có làm công bằng lý do vượt cấp khiêu chiến lúc tranh lệch mấy cái niên cấp cấp cao nhân số liền giảm ít hơn bao nhiêu nói cách khác nếu như chúng ta vượt cấp khiêu chiến lúc phái ra ba người như vậy năm thứ hai cũng chỉ có thể phái hai người. Nếu như chúng ta khiêu chiến là năm thứ ba, như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể phái ra một người. Nếu như các người có thể khiêu chiến năm lớp sáu, như vậy, các người là có thể phái ra sáu người tới đối kháng năm lớp sáu một người. Nghe Tiếu Khải nói rõ lý do, làm Hiên Vũ cảm thấy này đấu đối kháng đúng là thật thú vị. Cái này mang ý nghĩa, giả thiết bọn hắn lại cùng năm thứ ba tranh tài. Như vậy, là có thể ba đối một, hoặc là bốn cặp hai, năm đối ba Tiếu Lão Sư cái kia cấp cao có khả năng vận dụng đấu khải sao tiền lỗi nhấc tay hỏi dĩ nhiên có khả năng người ta đều giảm nhân số đấu khải là người ta bản sự có bản lĩnh ngươi cũng là một cái tiếu khải nói ra có khả năng sử dụng đấu khải này nhưng là khác rồi có thể tại bản niên cấp chiến thắng tự nhiên đều là niên cấp bên trong mạnh nhất học viên năm sáu niên cấp học trường chỉ sợ liền nhị tự đấu khải đều đi đó là lam hiên vũ bọn hắn có thể đối phó sao lam hiên vũ nói tiếu lão sư Giả thiết chúng ta chiến thắng năm thứ hai, năm thứ ba, lại bại bởi năm thứ tư, như vậy, chúng ta đã lấy được ba cái danh ngạch là toàn bộ bại bởi năm thứ tư, vẫn là chỉ thua bởi bọn hắn một cái. Tiếu Khải nói, vì bảo hộ kẻ yếu, cổ vũ vượt cấp khiêu chiến, cấp thấp khiêu chiến cấp cao, thua chỉ trả giá một cái danh ngạch, cho nên, lần này đấu đối kháng đối cấp cao mà nói về thực là có chút không công bằng, chẳng qua là, năm, sáu niên cấp học viên đều bận rộn làm thi đậu nội viện làm chuẩn bị đối lần này xem lễ chưa chắc có lớn như vậy hương thú đảo là các ngươi nếu có cơ hội đi vẫn có thể đạt được một chút chỗ tốt dù sao các ngươi đều còn chưa có đi qua hồn thú tinh cầu muốn tới các ngươi đến năm thứ tư về sau học viện mới có thể bộ phận các ngươi đi tới hồn thú tinh cầu lịch luyện rất nhiều học sinh nghe câu nói này cũng không khỏi nhãn tình sáng lên đến cấp cao lại có thể đi tới hồn thú tinh cầu lịch luyện thật không hổ là học viện sử lai khác a Liên dạy học phương thức đều như thế không phải bình thường hiện tại các ngươi có khả năng tự do tổ đội ba người một tổ hôm nay sau khi tan học báo danh lớp trưởng nơi đó làm hiên vũ vô ý thức ngẩng đầu xem hướng đồng bọn của mình so cái gì so này làm sao so lớp trưởng thêm huy huy lại tùy tiện thêm một người người nào đánh thắng được ta bỏ quyền đinh chắc hàm tùy tiện nói ra sự thật cũng đúng là như thế làm hiên vũ bọn hắn cái này tiểu đoàn đội thực lực quá mạnh đã trải qua cùng năm thứ ba một trận chiến kiểm nghiệm Nguyên Ân Huy Huy Tu Vi đã tiếp cận 60 cấp, hắn cùng Lam Hiên Vũ, lại thêm đống thiên thu hoặc Lam Mộng Cầm, năm nhất những học sinh khác chiến thắng bọn hắn xác suất đến gần vô hạn bằng không. Tiền lỗi nháy mắt ra hiệu nhìn về phía hàng sau Vũ Thiên, Tiểu Thiên Thiên, có muốn thử một chút hay không? Vũ Thiên tức giận nói, có bản lĩnh hai ta đơn đấu, cược một bữa cơm, ngươi dám không? Ta không, người chở ta đi đến Tứ Hoàn, người cũng Tứ Hoàn, khi dễ Tam Hoàn có gì tài ba, tiền lỗi một bộ lời lẽ chính nghĩa dáng vẻ quỷ nhát gan tốt an tĩnh bắt đầu lên lớp làm hiên vũ không nói gì mà là tại trong lòng tính toán bọn hắn cầm năm tiếp theo cấp cái này danh ngạch hẳn là không có vấn đề gì cả như vậy nếu như đối mặt năm thứ hai tại nhân số chiếm ưu thế tình huống dưới bọn hắn có thể thắng sao đến lúc đó muốn an bài thế nào vài người ra sân như vậy lại khiêu chiến năm thứ ba đâu mặc dù năm thứ ba ra sân so với bọn hắn ít hai người nhưng năm thứ ba học trưởng đều có được đấu khải nhất tự đấu khải tác dụng đến tột cùng lớn bao nhiêu này liền cần nghiên cứu khiêu chiến năm thứ ba năm nhất có thể nhiều hai người ba đối một là lựa chọn tốt nhất à chẳng qua là tại ba cái đánh một cái tình huống dưới bọn hắn có thể chiến thắng người mặc nhất tự đấu khải đường vũ cách sao càng người có tuổi hơn cấp đâu đối với bốn năm sáu niên cấp học trường hắn hiểu rõ cũng rất ít giữa trưa sau khi tan học năm nhất trong ban không người báo danh đúng vậy không có người đến lam hiên vũ nơi này tới báo danh bởi vì lam hiên vũ bọn hắn đoàn đội đến trường kỳ tham gia thi cuối kỳ cái kia thu hình lại cực đại rung động những bạn học khác đồng thời cũng làm cho năm nhất học viên trở nên vô cùng đoàn kết cho nên ý nghĩ của mọi người đều rất đơn giản toàn bộ đồng học người nào thích hợp ra sân liền người nào ra sân do lam hiên vũ thống nhất điều phối cùng chỉ huy có thể thắng một trận là một trận sau đó chuyện trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là điều tra mặt khác niên cấp cường giả thực lực mong muốn chiến thắng đối thủ nhất là vượt cấp chiến thắng đối thủ đầu tiên muốn hiểu đối thủ. Tại bình thường học viện, một khi ra một thiên tài, vượt cấp khiêu chiến có lẽ cũng không là cái gì chuyện quá khó khăn. Có thể là, tại học viện sử lai khắc cái này chỉ bồi dưỡng thiên tài địa phương, không thiếu hụt nhất chính là thiên tài. Lam Hiên Vũ căn bản không cần nghĩ liền có thể đoán được, năm thứ hai lần này ra tới dự thi nhất định là nhất tự đấu khải sư. Hiện tại năm thứ hai đệ nhị học kỳ đã qua nửa, nếu như không thể trở thành nhất tự đấu khải sư, thì cuối kỳ đều không thông qua được cho nên lam hiền vũ bọn hắn nhất định phải dựa theo đối kháng nhất tự đấu khải sư tình hình tới làm kế hoạch trở lại ký túc xá về sau lam hiền vũ đặt trước tốt cơm trưa chuẩn bị ăn cơm nghỉ ngơi một chút sau đó xế chiều đi tinh tế trung tâm trạng vạng tối lại đi rèn đúc chi sau tiếp tục hắn thường ngày tu luyện một cái làm hắn có chút ngoài ý muốn thông tin phát tới học tỷ người nghĩ như thế nào liên hệ ta lam hiền vũ tiếp thông thông tin đi tới tinh linh tinh sự tình người biết à? đường vũ cách hỏi lam hiền vũ nói biết nói là quan sát hồn thú thế giới một vị cường giả độ kiếp tình huống cụ thể lão sư không nói nhưng nói muốn thông qua cạnh tranh thu hoạch được danh ngạch chúng ta năm nhất bên này hẳn là còn tốt đường vũ cách nói ta tìm ngươi chính là vì chuyện này chờ các ngươi khiêu chiến năm thứ ba thời điểm ta hy vọng các ngươi lựa chọn ba đối một phương thức làm hiên vũ sững sờ chúng ta là dạng này kế hoạch bất quá ngươi liền không lo lắng chúng ta qua không được năm thứ hai cái kia quan sao dù sao người ta có thể là nhất tự đấu khải sư đường vũ cách nói nếu như các ngươi liền năm thứ hai cái kia quan đều qua không được, không phải ta nhận biết các ngươi, có ngươi tại sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy, nhất tự đấu khải tuy sẽ để cho hồn sư thực lực tổng hợp tăng cường, nhưng dù sao cũng chỉ là nhất tự đấu khải mà thôi. Nếu như là tại hồn lực cùng thiên phú không kém nhiều tình huống dưới, một đối hai, nhất tự đấu khải mang tới ưu thế cũng không lớn. Lam Hiên Vũ nói, cái kia một đối ba đâu, người có lòng tin có thể thắng chúng ta. Đường Vũ Cách cười khổ nói, nếu như không là một đôi ba ta chỉ sợ liền xuất chẳng cơ hội đều không có, chỉ có các ngươi lựa chọn để cho chúng ta năm thứ ba chỉ phái ra một cái đối thủ, ta mới có thể thông qua cạnh tranh phương thức thu hoạch được ra sân tư cách. ta tại năm thứ ba đã coi như là người cô đơn. làm hiền vũ lông mày cau lại, một mực vẫn là như thế sao? đường vũ cách lạnh nhạt nói, tư mã tiên năng lực tổ chức so ta tưởng tượng mạnh. ta hiểu được, tốt, nếu như chúng ta có thể tiến hành đến một bước kia, chúng ta liền lựa chọn ba đối một khiêu chiến phương thức. Chúng ta nguyên bản cũng là như thế kế hoạch, dù sao, đây là chúng ta ưu thế lớn nhất, chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, nếm thử chiến thắng ngươi. Đúng, lần này đấu đối kháng là không thể sử dụng cơ giáp a. Đường Vũ Cách cười, ngươi lo lắng sao? Lam Hiên Vũ nói, dĩ nhiên lo lắng, nếu như là song giáp lưu, vậy chúng ta khoảng cách liền quá lớn. Đường Vũ Cách nói, sẽ không, vì để tránh cho học viên xuất hiện nguy hiểm, học viện nội bộ đối kháng thi đấu là không cho phép sử dụng hồn đạo khí lần này đấu đối kháng là tại trong thế giới hiện thực đối kháng không phải tại thế giới mô phỏng bên trong đối với điểm này các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị ở phía trước trong trận đấu tận lực ít thụ thương làm hiên vũ sững sờ hắn đột nhiên ý thức được chính mình vậy mà không để ý đến này cái vấn đề trọng yếu lại là tại trong thế giới hiện thực đối kháng này nếu là thu lại không được tay làm sao bây giờ đường vũ cách nói sẽ có học viện lão sư phụ trách giám sát ngươi không cần lo lắng những thứ này nhưng lão sư ra tay cũng giới hạn tại xuất hiện trí mạng uy hiếp tình huống tương đối mà nói vẫn tương đối rộng rãi thực chiến cùng mô phỏng chiến vĩnh viễn không giống nhau mô phỏng chiến lại chân thực cũng chung quy là mô phỏng tâm lý cảm thụ là hoàn toàn khác biệt chờ đến năm thứ ba người sẽ biết học viện hết thảy sát hạch tranh tài loại hình cơ hồ đều là tại trong thế giới hiện thực tiến hành bởi vì tương lai chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ cũng đều là tại trong thế giới hiện thực chúng ta chỉ có một cái mạng tại trong thế giới hiện thực chết liền là chết không có khả năng giống tại khoang thuyền mô phỏng bên trong như thế phục sinh. Làm hiên vũ hít sâu một hơi, ta hiểu được, chờ mong lần nữa cùng học tỷ một trận chiến. Ừ, ta cũng rất chờ mong. Dập máy thông tin, làm hiên vũ đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Hắn là nhìn tận mắt đường vũ cách đột phá đến 60 cấp đồng thời, có được ngũ hành độn pháp cường đại như vậy hồn kỹ. Chỉ là suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy ngũ hành độn pháp sử dụng vô tận, lại thêm nàng còn có cái kia đại ngũ hành thần quang cùng đấu khải cho dù là tại ba đối một tình huống dưới chiến thắng nàng cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng đối phó nàng người nào ra tay sẽ tốt hơn đâu còn có một cái nhường lam hiên vũ đầu chỗ đau các bạn học cho hắn toàn bộ tín nhiệm nếu như cuối cùng thu được tiến đến xem lễ danh ngạch hắn nên làm sao chọn nhường ai đi không nhường ai đi đây cũng là cái vấn đề lớn hắn dĩ nhiên hy vọng đồng bọn của mình đi chính mình đoàn đội người cùng một chỗ đi tới có thể là đơn thuần năng lực cá nhân bọn hắn đoàn đội cũng không là mỗi người đều là trong lớp nhân tài kiệt xuất. Nếu như cuối cùng thu được đủ nhiều danh ngạch, danh ngạch nhưng đều là chính bọn hắn đoàn đội người đến, những bạn học khác sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên, mọi người không báo danh tham dự cạnh tranh, đối Lam Hiên Vũ tới nói ngược lại là có chút phiền phức, chẳng thà mọi người đánh một trận, cuối cùng người thắng trận thu hoạch được danh ngạch. Vội vàng ăn cơm trưa về sau, Lam Hiên Vũ sớm liền đi tới tinh tế trung tâm, nhìn thấy đường chấn hoa, hắn nắm trong lòng mình hoang mang nói ra này còn không đơn giản đường chấn hoa xem thường nói nói người đi hướng học viện xin A à, nếu như các người năm nhất có thể một đường hướng lên liền qua năm quan cuối cùng chiến thắng năm lớp 6 liền để học viện nghĩ biện pháp để cho các người toàn lớp cùng đi xem lễ trái lại, thua một trận, các người toàn lớp liền đều không đi dạng này không phải rồi này gọi đập nồi dìm thuyền tìm đường sống trong chỗ chết không chỉ có thể để các người toàn lớp càng có lực ngưng tụ mà lại có thể củng cố người tại trong lớp địa vị ở trong quá trình này các ngươi không có đường lui tranh tài lúc tất nhiên sẽ đem hết toàn lực dù cho thua đối với các ngươi tới nói đây cũng là rất tốt rèn luyện cùng lắm thì liền không đi chứ không phải liền là xem lễ sao ngược lại các ngươi sớm muộn cũng sẽ đi hồn thú tinh cầu đối đãi một sự kiện đầu tiên ngươi không nên đem nó coi quá nặng bởi vì một khi coi quá nặng ngươi liền sẽ ở trong lòng cho mình dùng trói buộc ngược lại cho ngươi vô phương theo phương diện khác để phán đoán như thế nào mới có thể nhường lợi ích tốt nhất sử dụng chuyện này ngươi hẳn là trái lại nghĩ là tiến đến xem lễ trọng yếu đâu vẫn là để các ngươi toàn bộ năm nhất đoàn kết tất cả mọi người tín nhiệm hơn ngươi quan trọng hơn đoàn đội hợp tác ngươi tới chỉ huy dù cho cuối cùng thua mất ít nhất các ngươi liều qua trong đám bạn học lực ngưng tụ tất nhiên sẽ càng mạnh năm nhất ba mươi mấy người tương lai chỉ cần có thể thành công theo ngoại viện tốt nghiệp vậy bọn hắn đều đưa là người nhất người có thể tin được mạch làm lớp trường nhường một cái lớp học có đủ mạnh lực ngưng tụ mới là trọng yếu nhất đường trấn hoa một phen lệnh lam hiên vũ thể hồ quán đỉnh đúng a à. xem lễ thật sự có trọng yếu như vậy sao trọng yếu là toàn bộ lớp lực ngưng tụ a à. bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé có thể là học viện có thể đáp ứng không làm hiên vũ nghi hoặc nói đường trấn hoa nói người còn chưa đủ hiểu rõ học viện sử lai like khác học viện sử lai khác hy vọng nhất thấy liền là các ngươi biến không thể thành có thể đây mới là bồi dưỡng quái vật lớn nhất niềm vui thú chỗ ngươi cho rằng liền qua năm quan dễ dàng vậy ngươi liền quá coi thường học viện sử lai khác các ngươi phải đối mặt đối thủ có khả năng cường đại đến cho ngươi tuyệt vọng ngươi yên tâm đi đề học viện trăm phần trăm sẽ đồng ý bởi vì bọn hắn không cho là các ngươi có thể thành công còn danh ngạch vấn đề dùng học viện sử lai khác tại liên bang địa vị học viện sử lai khác cùng hai khỏa hồn thú tinh cầu quan hệ trong đó nhiều chút danh ngạch không đáng kể chút nào. Tạ ơn lão sư, ta hiểu được, làm hiên vũ vô ý thức siết chặt nắm đấm. Nếu quả như thật có thể một đường khiêu chiến đến năm lớp 6, chiến thắng năm lớp 6 học trường, vậy thì đối với bọn họ tới nói tuyệt đối so với đi xem lễ càng trọng yếu hơn à. Lão sư đề nghị này thật sự là quá tốt, chính mình vấn đề ngay tại ở không có nhảy ra xem lễ tư duy vòng tròn đi suy nghĩ vấn đề, chỗ vẫn còn nghĩ, dùng đi xem lễ làm trọng, cho nên mới sẽ lâm vào tư duy hình thái. Mà dựa theo lão sư thuyết pháp làm, không nói những cái khác, năm nhất hết thầy học viên trong nháy mắt liền sẽ bệnh thành một sợi dây thừng, hoặc là lên đi, hoặc là đều không đi. kể từ đó, vấn đề giải quyết dễ dàng dù cho đều không đi thì sao? không đến liền không đi thôi. nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ cảm giác mình toàn bộ mạch suy nghĩ đều trở lên rõ ràng. lão sư, ta có thể hay không xin phép nghỉ? ta nghĩ hiện tại liền triệu tập các bạn học của ta tốt hảo kế hoạch một thoáng. Lam Hiên Vũ nói với Đường Chấn Hoa. đi thôi, nghe con mới đẻ không sợ cọp, liều chính là thanh xuân chính là muốn đi phấn đấu bởi vì thanh xuân không sợ thất bại đường chấn hoa cười ha hả nói ra hắn thích nhất thấy liền là học sinh của mình tràn ngập động lực cùng nhiệt tình dáng vẻ ra tinh tế trung tâm lam hiền vũ lập tức từng cái thông tin dãy số gọi ra ngoài thông trì hết thảy đồng học đồng thời cũng thông trì tiếu khải sau một tiếng tổ chức ban sẽ điều này hiển nhiên là một hạng khó khăn công tác dù sao mỗi một học viên đều có học tập của mình an bài nhưng lam hiên vũ nói cho bọn hắn ba lại là liên quan tới đi tới tinh linh tinh xem lễ một chuyện, bọn hắn có cần phải tham gia. Trên thực tế, hắn đang tự hỏi vấn đề, những bạn học khác cũng đang tự hỏi, nhất là những cái kia thực lực khá mạnh người, thí dụ như băng thiên lương, đinh chắc hàm. Băng thiên lương, đinh chắc hàm mấy người cũng tại phòng đoán, nếu như vượt cấp khiêu chiến thành công, thu được càng nhiều xem lễ danh ngạch, Lam Hiên Vũ sẽ mang ai đi. Ai cũng biết Lam Hiên Vũ chính bọn hắn có một cái tiểu đoàn đội, băng thiên khỏa còn tốt một chút, bởi vì hắn đem mình làm làm dự bị đến xem, đinh chắc hàm trong lòng liền không như vậy dễ chịu, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này đã không có quan hệ gì với chính mình, chính mình chỉ sợ đã không bị tuyển ra tới tham gia đấu đối kháng, cũng sẽ không có đi tới tinh linh tinh cơ hội. cho nên khi bọn hắn tiếp vào lam hiên vũ thông tri, nói tất cả mọi người có cơ hội đi tới tinh linh tinh thời điểm, bọn hắn đều hết sức ngoài ý muốn, bọn hắn đều ôm tới nghe một chút xem thái độ đi tới giảng đường, chờ lam hiên vũ đi vào giảng đường thời điểm, phần lớn đồng học đã đến lại đợi 10 phút đồng hồ, năm nhất toàn thể học viên đến đông đủ. Đến trường kỳ thi cuối kỳ phát sinh sự kiện kia đối Lam Hiên Vũ tăng lên tại lớp học địa vị quả thực có trợ giúp cực lớn, ít nhất tại lần kia về sau, hắn đạt được hết thải đồng học tín nhiệm. Tiếu Khải cũng tới, hắn nhìn về phía Lam Hiên Vũ, đưa tới một ánh mắt hỏi ý kiến, buổi sáng hắn mới tuyên bố chuyện này, buổi chiều liền tổ chức ban sẽ, Lam Hiên Vũ trưởng lớp này muốn làm gì? Lam Hiên Vũ nói, mọi người đều đến đông đủ chắc hẳn các ngươi cũng hết sức nghi hoặc vì cái gì gấp gáp như vậy đem tất cả gọi trở về sẽ không chiếm dùng mọi người quá nhiều thời gian ta chỉ cần vài phút sáng hôm nay tiếu lão sư nói xem lễ sự tình sau đó chúng ta cũng quyết định muốn hướng cấp cao khiêu chiến nhưng sau khi trở về ta rất nhanh liền ý thức được một vấn đề tin tưởng rất nhiều đồng học cũng ý thức được vấn đề này cái kia chính là vô luận chúng ta thu hoạch được mấy cái danh ngạch nên nhường ai đi là ta trưởng lớp này đi sao vẫn là để thực lực mạnh đồng học đi ta tin tưởng rất nhiều học lớp cảm thấy việc này hẳn là không có quan hệ gì với chính mình, mà đây cũng là ta không nguyện ý thấy sự tình, bởi vì chúng ta nam nhất là một cái chỉnh thể, mọi người mỗi người đều là nam nhất một thành viên, các người từ bỏ tranh đoạt cơ hội là bởi vì là tín nhiệm ta trưởng lớp này, nhưng nếu như ta cuối cùng đem lấy được danh ngạch phân cho một chút đồng học, dù cho chính ta không muốn, không có lấy đến danh ngạch đồng học trong lòng sẽ không ý nghĩ gì sao? Ta nghĩ hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút ý nghĩ tất cả mọi người sẽ muốn vì cái gì không phải ta lời nói này lập tức hấp dẫn hết thảy đồng học chú ý cũng làm cho tất cả mọi người sinh ra cộng minh tiến đến xem lễ chuyện này bởi vì còn chưa có xác định cho nên mọi người kỳ thật cũng không có quá nhiều ý nghĩ nhưng chính như lam hiên vũ nói như vậy tuyển ai đi đây là cái vấn đề lam hiên vũ nói ta hướng lão sư của ta thỉnh giáo về sau đột nhiên ý thức được đây đối với chúng ta tới nói có lẽ cũng là một cơ hội học viện bộ phận đấu đối kháng chính là vì nhường giữa chúng ta cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Chúng ta là năm nhất học viên, không thể nghi ngờ là toàn bộ ngoại viện thực lực yếu nhất. Thế nhưng, nếu như dưới tình huống như vậy, chúng ta có thể một đường hướng lên, chiến thắng cấp cao học trường, chúng ta là có nên hay không theo học viện đạt được nhiều tư nguyên hơn. Cho nên, ta có một ý tưởng cung cấp mọi người tham khảo, ta nghĩ hướng học viện đưa ra, nếu như chúng ta năm nhất có thể ở sau đó đối kháng thi đấu bên trong chiến thắng hết thảy cấp cao, như vậy, thỉnh học viện vì ta nhóm tranh thủ danh ngạch để cho chúng ta toàn lớp cùng một chỗ tiến đến tinh linh tinh xem lễ, nếu như chúng ta không có thể làm đến, thua trận một trận, như vậy, chúng ta liền đều không đi, hoặc là cùng đi, hoặc là toàn đều không đi. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, làm Hiên Vũ thanh âm leng keng hùng hồn, hết thảy học viên cũng không khỏi vì đó động dung, liền liền Tiếu Khải cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này thật đúng là cảm tưởng a, à. chiến thắng hết thảy cấp cao, bao quát năm lớp 6, đó là bọn họ có thể làm được sao? Nói xong lời nói này, làm hiền vũ như chút được gánh nặng dù cho mọi người không đồng ý ít nhất hắn biểu qua thái đối với việc này hắn sẽ bảo trì tuyệt đối công bằng thái độ nếu như mọi người đồng ý chúng ta liền liên danh hướng học viện đưa ra cái này xin nếu như không đồng ý vậy liền lại thảo luận ta có khả năng cam đoan chính là chính ta không muốn cái này danh ngạch làm hiền vũ nói tiếp không nhận trói buộc mới có thể đứng tại vị trí cao hơn đi nhìn vấn đề tại tổ chức lần này ban sẽ trước đó làm hiền vũ liền đã nghĩ kỹ người đến vô cầu phẩm từ cao chính hắn trước biểu thị không đi như vậy tiếp súng vô luận là dùng phương thức gì ứng đối lần này đâu đối kháng hắn đều sẽ có được các bạn học tán thành ta đồng ý không phải liền là khiêu chiến cấp cao sao khiêu chiến một thoáng thua thì đã có sao hoặc là cùng đi hoặc là không đi tính cách trực sảng đinh chắc hàm vỗ bàn một cái liền đứng lên đồng thời hướng lam hiên vũ giơ ngón tay cái lên lam hiên vũ cái kia lời nói đem nội tâm của hắn máu nóng cùng trên ý đốt lên đồng ý tiền lỗi giơ tay lên quát to một tiếng đồng ý làm hiền vũ tiểu đoàn đội vài người tuần tự giơ tay lên bằng thiên khỏa ba người cũng giống như vậy hoặc là cùng đi hoặc là không đi bọn họ đều là mười hai mười ba tuổi thiếu niên chính là có một bầu nhiệt huyết tuổi tác ghé con mới đẻ không sợ cọc liệt là dùng để hình dung bọn hắn trong lúc nhất thời bọn hắn không khỏi dồn dập kêu lên tiếu khải từ đầu đến cuối đều không có nói xen vào chỉ ở bên cạnh yên lặng nhìn xem trong lòng không khỏi cảm thán vô luận lần này đấu đối kháng kết quả như thế nào lam Hiên vũ đều thắng hắn thắng được các bạn học tâm hắn trưởng lớp này vị trí là triệt đề ngồi vững vàng hợp cách lớp trưởng là dạng gì không phải lão xưa thích đồng thời ưu tú mà là đồng học nhóm đều phục tức giận một cái vì tư lợi lớp trưởng vĩnh viễn không phải là xuất sắc lớp trưởng cái kia quyết định như vậy đi ta lập tức viết cái liên danh sách mời mọi người ký tên tiếu lão sư có thể hay không phiền phức ngài giao cho viện trưởng lam hiền vũ nhìn về phía tiếu khải tiếu khải tức giận nói lúc này mới nhớ tới ta Người đây là tiền trảm hậu tấu có biết hay không? Nguyên bản náo nhiệt giảng đường lập tức an tĩnh lại, đối tiếu khải. Mọi người vẫn là hết sức phục tức giận, vị lão sư này tri thức quyên bác, mà lại hết sức quan tâm, bảo vệ học sinh. Nhìn xem bọn nhỏ nhìn chăm chú lấy ánh mắt của mình, tiếu khải đột nhiên cười. Ta đồng ý, người trẻ tuổi chính là muốn tại thời khắc mấu chốt có này nguồn sung lực, không phục là động lực để tiến tới. Không phục làm sao bây giờ? Vậy liền liêu, Năm nhất, cố gắng lên. Năm nhất, cố gắng lên làm hiền vũ cái thứ nhất nhảy dựng lên dùng sức huy động nắm đấm của mình năm nhất cố gắng lên trong lúc nhất thời trong phòng học vang lên như núi kêu biển gầm tiếng gọi ở mỹ năm nhất chưa từng như này đoàn kết tại thời khắc này mỗi một tên thiếu niên trong đôi mắt đều thiêu đốt lên hỏa diễm nóng rực làm hiền vũ rất nhanh viết xong liên danh sách giao cho tiếu khải mà lại các bạn học đã đạt thành nhất trí ý kiến nếu như học viện không đồng ý bọn hán vô luận thắng mấy trận có hay không có thể đi đến cuối cùng đều không đi hoặc là cùng đi, hoặc là không đi, đoàn kết so cá nhân lợi ích quan trọng hơn. Tiếu Khải đi tìm anh Lạc Hồng, Lam Hiên Vũ thì rèn sắt khi còn nóng, lập tức bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Bọn hắn đầu tiên muốn làm sự tình liền là điều tra cấp cao đám học trưởng bọn họ tư liệu. Đồng thời, Lam Hiên Vũ nắm ý nghĩ của mình nói ra. Chúng ta khiêu chiến cấp cao, ưu thế lớn nhất liền là nhân số so với đối phương nhiều. Chúng ta khiêu chiến năm thứ hai, có khả năng hai chọi một. Khiêu chiến năm thứ ba có khả năng ba đối một khiêu chiến năm thứ tư có khả năng 4 chọi một khiêu chiến lớp 5 có khả năng 5 đối một đến năm lớp 6, chúng ta thậm chí có khả năng 6 kế đối một cái cho nên ta kiến nghị liền dùng loại phương thức này tới tham gia trận đấu nói cách khác vô luận là thế nào một trận chúng ta phải đối mặt đối thủ đều là một cái làm như vậy chỗ tốt là chúng ta chỉ cần đi điều tra 5 người ngác niên cấp mỗi cái niên cấp mạnh nhất người kia lượng công việc trên phạm vi lớn giảm bớt đồng thời có thể tránh khỏi đối phương nhân số tại hai người trở lên lúc thì triển võ hồn dung hợp kỹ hoặc là hỗ trợ lẫn nhau kỹ năng. Nói đến đơn giản điểm, hai bên đồng thời gia tăng một người, chúng ta khẳng định là thua thiệt, cho nên chúng ta liền đem đối thủ hạn định là một người. Lam Hiên Vũ nói, hiện tại có khả năng đại khái xác định là đại biểu năm thứ ba ra sân người là chúng ta đã từng đối mặt qua đường vũ cách học tỷ. Ta cũng nghe ngóng, lần này đấu đối kháng là không cho phép dùng cơ giáp, nhưng tiểu lão sư nói, cho phép dùng đấu khải. Cái này mang ý nghĩa đối thủ của chúng ta ít nhất là nhất tự đấu khải sư. Năm, sáu niên cấp học trưởng thậm chí có thể là nhị tự đấu khải sư. Lớp chúng ta vị đồng học nào đối cấp cao học trưởng tương đối quen thuộc, nguyện ý dẫn đầu làm cái này điều tra, làm hiên vũ nhìn về phía các bạn học. Ta tới! Ta tới đi! Hai người đồng thời giơ tay lên, một cái là Nguyên Ân Huy Huy, một cái khác là Đinh Chắc Hàm. Làm hiên vũ xe mọn hắn, không có quá nhiều hỏi thăm, các người hai cái cùng một chỗ đi, đầu đối kháng thời gian còn không có cuối cùng xác định, ta sẽ nhìn chăm chăm các người phải dùng tốc độ nhanh nhất nắm tư liệu cầm về mỗi cái niên cấp ít nhất phải điều tra hai người đem bọn hắn làm chúng ta địch giả tưởng nghiên cứu tiếp xuống ta sẽ nhằm vào khác biệt đối thủ chế định khác biệt sách lược bất luận cái gì hồn sư đều không phải là toàn năng đều có chính mình thiếu hụt chúng ta lợi dụng được bọn hắn thiếu hụt cùng chúng ta tại nhân số bên trên ưu thế đồng thời tận khả năng phát huy chúng ta sở trường nhất định có thể khắc địch chế thắng cả một buổi chiều lam hiên vũ cùng các bạn học đều đang thương lượng lần này đấu đối kháng kế hoạch không có người rời đi cho dù là sáng biết mình không thể nào ra sân đồng học cũng thủy chung đều là phấn khởi bởi vì lần này đấu đối kháng không còn là người nào đó hoặc là một cái nào đó tiểu đoàn đội sự tình mà là toàn bộ nam nhất sự tình ngoại viện phòng làm việc của viện trưởng những tiểu tử này thật đúng là cảm tưởng à xem trong tay liên danh sách anh lạc hồng có chút giờ khóc giờ cười nói tiếu khải cười nói đây là chuyện tốt ta hiện tại càng ngày càng ưa thích hiên vũ đứa bé này hắn dám nghĩ dám làm thông minh lại nỗ lực là cái hiếm có hạt sống tốt mặc dù hắn hiện tại hồn lực thấp một chút nhưng ta cảm thấy tương lai hắn nhất định lớn có thành tựu anh lạc hồng nói chuyện này ta sẽ hướng hải thần các phản ánh cá nhân ta là ủng hộ không nói những cái khác những hải tử này có dạng này dũng khí có thể như thế đoàn kết đã làm cho cổ vũ tiếu khải nói ta cũng nghĩ như vậy có thể mang dạng này một cái lớp học ta đã cảm nhận được hạnh phúc anh lạc hồng nói ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm lúc này mới bắt đầu tại ngoại viện Năm thứ hai là một cái đường ranh giới, nhất tự đấu khải phẩm chất đem kéo ra các học sinh ở giữa khoảng cách. Năm thứ tư lại là một cái đường ranh giới, khi đó liền cơ bản có thể nhìn ra người nào thi được nội viện, hoặc là có cơ hội thi đậu nội viện, việc người cần công tác còn có rất nhiều. Tiếu Khải nói, ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng mang tốt bọn hắn, các học sinh cố gắng như vậy, ta cái này, làm lão sư tự nhiên cũng sẽ không trễ hơi thở. Anh Lạc Hồng nói kỳ thật người bây giờ nhất hẳn là suy nghĩ chính là tại bọn hắn thất bại về sau, ngươi nên an ủi ra sao bọn hắn, để bọn hắn vẫn như cũ có động lực để tiến tới. Tại sao phải cân nhắc thất bại đâu? Tiếu Khải nhìn xem anh Lạc Hồng mặc dù ta cũng không cho rằng bọn họ có thể đi đến cuối cùng. Thế nhưng, làm vì bọn họ chủ nhiệm lớp, ta suy tính cũng chỉ có thắng lợi. Ta tin tưởng đám học sinh của ta, vô luận có thể đi tới một bước nào, bọn hắn đều sẽ xuất ra toàn bộ máu nóng cùng sức liều. Huống chi kỳ tích hàm nghĩa liền là biến không thể thành có thể, không phải sao? Rất tốt, anh Lạc Hồng cười, ta đây liền đợi đến xem bọn hắn sáng tạo kỳ tích. Tạ ơn viện trưởng duy trì. Đưa mắt nhìn Tiếu Khải rời đi, anh Lạc Hồng có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn lại một chút trong tay liên danh, sách trong đầu của nàng đột nhiên hiện ra một bóng người. Năm lớp 6, sáng tạo ra lịch sử kỷ lục năm lớp 6, ha ha, không nghĩ tới lại ra cái năm nhất. Ngày thứ hai, học viện liền công bố đầu đối kháng sắp xếp thời gian, đầu tiên tiến hành chính là niên cấp bên trong tuyển bạt thi đấu, do từng cái niên cấp tự động an bài có thể tại trong thế giới hiện thực tiến hành, cũng có thể tại đấu là thế giới bên trong tiến hành. Vì ứng đối về sau vượt cấp khiêu chiến thi đấu, tuyệt đại đa số niên cấp lựa chọn tại đấu là thế giới tranh tài. Học viện quy định thời gian là một tuần, trong một tuần các niên cấp phải hoàn thành tuyển bạt, sau đó, vượt cấp khiêu chiến thi đấu theo năm nhất bắt đầu. Mỗi một trận đấu kết thúc về sau nghỉ ngơi một ngày, người thắng có khả năng lựa chọn có hay không tiếp tục dự thi. Mặt khác niên cấp bên trong tuyển bạt đều đã bắt đầu, năm nhất lại là một mảnh gió êm sóng lặng ít nhất mặt ngoài là như vậy trong nháy mắt một tuần đi qua đi qua kịch liệt chiến đấu các niên cấp đã chọn lựa người dự thi vượt cấp khiêu chiến thi đấu sắp bắt đầu học viện sử lai khắc hối đoái trung tâm gần nhất rất náo nhiệt bởi vì có quan hệ lần này đấu đối kháng một chút hối đoái hạng mục rất được hoan nghênh điều hoan nghênh nhất hối đoái hạng mục là ngoại viện từng cái niên cấp có khả năng tham gia vượt cấp khiêu chiến thi đấu ứng cử viên còn có liền là một chút có thể tạm thời tăng lên sức chiến đấu thiên tài địa bảo loại hình đồ vật bởi vì hồn đạo khí là không cho phép tại vượt cấp khiêu chiến thi đấu bên trong sử dụng, cho nên lúc này không phải hết sức nổi tiếng. Học viện Sử Lai Khắc Hậu cần trung tâm còn chuyên môn vi lần này, đối kháng chế độ thi đấu mua kế hoạch từ thiện học viên tại lúc trước có thể dùng Sử Lai Khắc huy chương so sánh thi đấu kết quả tiến hành bỏ phiếu cạnh đoán. Bởi vì đây là học viện nội bộ tranh tài, bàn lại không mở ra cho người ngoài, cho nên quy mô lớn đến không tính được. Cái này phúc lợi chỉ hướng học viện học viên cởi mở. Làm như vậy, có mấy cái chỗ tốt, đã có thể rèn luyện các học viên đối với tranh tài tình thế dự phán năng lực lại có thể thông qua bỏ phiếu tình huống nhường mọi người so sánh thi đấu có càng trực quan phán đoán mỗi một chàng vượt cấp khiêu chiến thi đấu đều có đơn độc bỏ phiếu lối đi cạnh đoán chính xác học viên có thể thu được ban thường nếu như cạnh đoán sai lầm như vậy bỏ phiếu chỗ hoa huy chương sẽ bị dùng cho ban thưởng cạnh đoán chính xác thầy trò ngoại viện lại một lần náo nhiệt trong ngày thường các tự tu luyện các học viên gần nhất đều đem ánh mắt quang đến lần này vượt cấp khiêu chiến thi đấu lên vượt cấp khiêu chiến thi đấu không thể nghi ngờ là ngoại viện học viên quyết đấu đỉnh cao vẫn rất có xem chút giờ này khắc này lam hiên vũ đang ở thợ rèn hiệp hội đồ mồ hôi như mưa tại hắn phòng đoán tạo bên trong còn có bốn người trong đó có dẫn dắt lam hiên vũ tiến vào rèn đúc thế giới dương anh minh ngoại trừ dương anh minh cùng lam hiên vũ ba người khác đều thân mặc màu đỏ đồng phục rõ ràng đều là nội viện học viên mà ba người này tại học viện sử lai khác còn có càng quan trọng hơn thân phận cái kia chính là sử lai khác thợ rèn hiệp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng. Trong học viện hết thảy hiệp hội hội trưởng tất cả đều là do học viên đảm nhiệm, đứng tại phía trước nhất chính là hội trưởng, 26-27 tuổi dáng vẻ, không cao, nhìn qua phổ phổ thông thông, nhưng hai tay so với người bình thường muốn lâu một chút, bàn tay cũng muốn lớn hơn một chút, hết sức hoàn hậu. Lúc này Lam Hiên Vũ đang ở tụ tinh hội thần rèn đúc lên trước mặt kim loại, đây là một khối bí ngân, hắn giá trị tại kim loại hiếm bên trong cũng là đứng hàng đầu. Là Lam Hiên Vũ bọn hắn đang đi học kỳ thi cuối kỳ bên trong lấy được, Lam Hiên Vũ thân thể xoay tròn, gõ chùy, động tác đơn giản lưu loát, phanh phanh, trọng yếu là hắn hết sức chuyên chú thanh âm không ngừng vang lên, càng đãng. Lúc này Lam Hiên Vũ tựa hồ đã cùng hắn rèn đúc chùy hợp làm một thể, phanh phanh tiếng tại phòng đoán tạo bên trong hồi trở lại đổi lại người bình thường, sớm đã bị này thanh âm điếc tai nhức óc làm cho tâm phiền không dứt, Nhi Đồng làm thợ rèn Dương Anh Minh đám người lại tập mãi thành thói quen, Dương Anh Minh ở trong lòng yên lặng đếm lấy 34, 35, 36, 37 nện cho, 38, 39, 40, 41. Chính đáng hắn số tới đây thời điểm, đột nhiên, nương theo lấy oanh một tiếng, một đạo ánh bạc phóng lên tận trời. làm Hiên Vũ tại chỗ xoay tròn một vòng, thu hồi trong tay rèn đúc chùy. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia ánh bạc, trong chớp mắt ánh bạc đã vọt tới cao khoảng một trượng, mà lại thật lâu không tiêu tan, trầm thấp tiếng long ngâm quanh quần. Khối kia bí ngân càng là phát ra chói mắt quang thải, mặt ngoài quay quanh lấy nhàn nhạt, nhạt long văn phẳng phất bên trong cất giấu một đầu cự long giống như đem huyết mạch chi lực dung nhập rèn đúc bên trong dùng tinh thần cảm giác quán chú mỗi một chùy tốt một cái thiên rèn có linh thiên rèn nhất phẩm hội trưởng tán dương làm hiền vũ lao một thoáng mồ hôi trên trán tạ ơn hội trưởng tán thưởng hội trưởng mỉm cười nói ngươi là hoàn toàn xứng đáng bốn cấp thợ rèn mà lại thành công của ngươi xuất làm người kinh ngạc tán thán năm khối kim loại toàn bộ hoàn thành thiên rèn trong đó có hai khối là thiên rèn nhất phẩm kim loại ta tại cấp bốn thời điểm xác suất thành công còn lâu mới có được ngươi cao như vậy chuyện đầu tư ta đồng ý hiệp hội sẽ mau chóng nắm huy chương phê cho ngươi bất quá niên đệ ta có thể hay không hỏi một chút ngươi một thoáng muốn nhiều như vậy huy chương là muốn làm cái gì làm hiên vũ cười là muốn kiếm càng nhiều huy chương học trường ta là hệ tinh tế chỉ huy tương lai ta không chỉ nghĩ có thuộc tại cơ giáp của mình còn hy vọng có thuộc về mình hồn đạo chiến cơ thậm chí là chiến hạm kiếm tiền muốn từ nhỏ làm lên hội trưởng cười tốt có chi khí bằng ngươi chiêu này kỹ thuật rèn có thể chỉ muốn tiếp tục bảo trì cái này tốc độ tăng lên tương lai coi như ngươi có được một chiếc thuộc tại chiến hạm của mình ta cũng sẽ không ngoài ý về sau tại rèn đúc phương diện có cái gì chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta thông tin dãy số ta để lại cho ngươi tạ ơn hội trưởng hai người lẫn nhau lưu lại thông tin dãy số hội trưởng nói người hôm nay rèn đúc này hai khối thiên rèn nhất phẩm bí ngân có thể hay không bán ra cho ta ta nghe anh minh nói người rèn đúc thiên rèn kim thuộc tính có thể vô cùng ổn định có thể cực lớn trình độ để cao linh rèn xác suất thành công ta nghĩ lấy về thử một chút vậy thì đưa cho hội trưởng đi lam hiên vũ hào phóng cực kỳ huống chi hắn mới vừa ở người ta nơi này lấy được đầu tư mà lại hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu kim loại hiếm vậy không được học viện có học viện quy củ huống chi ta vẫn là người học trưởng dựa theo giá thị trường lại thêm ba thành quay đầu ta nhường anh minh đưa cho ngươi tốt trước hết dạng này hội trưởng không có ở lâu cùng hai tên phó hội trưởng cùng đi dương anh minh nhìn xem lam hiên vũ như như nhìn quái vật ta thuở nhỏ học tập rèn đúc đến bây giờ cũng có thời gian mười năm liền lão sư của ta đều nói ta thiên phú dị bầm ngắn ngủi mười năm liền hoàn thành linh rèn tiến nhập cấp năm thợ rèn hàng ngũ có thể là người lúc này mới học được không đến một năm cũng nhanh muốn đuổi kịp ta cái thế giới này vì cái gì như thế không công bằng làm hiên vũ không để ý tới hắn ai thán học trường đầu tư cho huy chương của ta lúc nào có thể cho ta thời gian không đợi người ngày mai chúng ta vượt cấp khiêu chiến thi đấu liền muốn bắt đầu dương anh minh lông mày nhíu chặt niên đệ chuyện này ta phải nhắc nhở ngươi một thoáng ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng như thế một số lớn huy chương nếu là không có làm hiền vũ mỉm cười nói học trường yên tâm ta làm chuyện gì đều sẽ trước tiên nghĩ có hay không chịu đựng nổi xấu nhất hậu quả chỉ có chịu đựng nổi ta mới có thể nếm thử bằng không mà nói ta nhất định sẽ không đi làm. Ta là thật sự có lòng tin mới sẽ làm như vậy. Người xem một chút hiện tại hồi báo so với chúng ta hồi báo so là một so với 2 điểm 5, năm thứ hai chính là một so với 2 điểm 9. Hồi báo so là học viện Sử Lai Khắc Hậu cần trung tâm căn cứ bỏ phiếu tình huống, đi qua nghiêm mật tính toán cho ra một cái so giá trị. Hồi báo so cao thấp cùng người duy trì số nhiều ít thành tương phản. Hồi báo so càng cao, nói rõ ủng hộ người càng ít, trái lại cũng thế. Đối với cái này hồi báo so, Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng thật bất đắc dĩ. Xuất hiện dạng này hồi báo so nguyên nhân rất đơn giản lần trước bọn hắn chiến thắng năm thứ ba. Cho nên, mặc dù là vượt cấp khiêu chiến, nhưng ở hai trọi một tình huống dưới xem trọng bọn hắn người xa nhiều hơn xem trọng năm thứ hai người. Đối với cái này, Lam Hiên Vũ cũng không có biện pháp, sự thật bày ở trước mắt, hắn cũng không có cách à. Hiện tại hắn chỉ hy vọng đến khiêu chiến cấp cao thời điểm, lúc này báo so có thể đi lên, mới càng có lợi nhuận. Học kỳ mới khai giảng mấy tháng này đến nay, hắn vẫn luôn đang dùng kim loại hiếm luyện tập rèn đúc vẫn là lấy được nhất định thành tích hậu tích bảo phát phía dưới thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công cuối cùng đi đến 20% mươi tả hữu hôm nay xác suất thành công đạt đến 40%, có lẽ là bởi vì hội trưởng đến mang cho hắn kích thích tính là vận khí tốt mặc dù thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công còn không cao nhưng hắn thiên rèn xác suất thành công rất cao tiếp cận trăm phần trăm cái này khiến cho hắn những cái kia kim loại hiếm đều tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng giá trị Mấy tháng đến nay, bởi vì không có cái gì thu nhập, chỉ có chi tiêu, lại thêm trợ giúp đồng bạn, làm hiền vũ huy chương của mình tiêu đến còn thừa không có mấy. Vượt cấp khiêu chiến thi đấu sắp bắt đầu, học viện sử lai khắc hậu cần trung tâm còn vì này chuyên môn định ra kế hoạch từ thiện, cơ hội như vậy làm hiền vũ như thế nào bỏ lỡ. Tại cẩn thận suy nghĩ về sau, làm hiền vũ quyết định hướng thợ rèn hiệp hội tìm kiếm đầu tư, dĩ nhiên phía đầu tư ngoại trừ đối người tiến hành suy tính, còn cần thu lấy nhất định thế chấp vật. Đồng thời, đây cũng không phải là không ràng buộc đầu tư ngoại trừ hoàn lại đầu tư khoản hắn còn muốn thanh toán nhất định đầu tư hồi báo hắn dùng tới thế chấp chính là một tấn thiên rèn kim loại hiếm trong đó vượt qua một phần mười làm thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm mà hắn muốn đầu tư khoản cũng rất nhiều 50 miếng màu tím huy chương phải biết hắn mới năm nhất a à, cũng nguyên nhân chính là như thế hội trưởng mới sẽ đích thân đến tận mắt chứng kiến hắn thiên rèn hiệu suất đồng thời nhìn hắn kim loại hiếm tổn lượng bảo đảm hắn có thủ lao, còn đầu tư khoản năng lực có này 50 miếng màu tím huy chương, hắn có thể làm sự tình liền có hơn. Nếu như kỹ thuật thật tốt, hắn nhất định có thể kiếm một món hời. Hắn kỳ thật nghĩ rất rõ ràng, này 50 miếng màu tím huy chương, chỉ dùng tại chắc chắn nhất vòng thứ nhất thi đấu lên. Hiện tại hồi báo so là một so với hai điểm năm căn cứ học viện sử lai khắc hậu cần trung tâm cho ra phương pháp tính toán, 50 nhân với hai điểm năm là 125, nói cách khác nếu như hắn đoán đúng hắn có thể được đến 125 miếng màu tím huy chương là hắn có thể trả đầu tư khoản. Đằng sau toàn dùng vòng thứ nhất đến 75 miếng màu tím huy chương tới tham dự cạnh đoán. Chuyện này hắn không cùng đồng bạn nói, mà là chính mình nâng lên tất cả áp lực. Nếu như cuối cùng kiếm lời huy chương, hắn sẽ điểm một chút cho đồng bạn. Nếu như không có kiếm, bỏ đi thôi. Niên đệ, các ngươi vòng thứ nhất thật vô cùng có nắm bắt. Dương Anh Minh hỏi. Lam Hiên Vũ nói, vòng thứ nhất, ta sẽ đem hiệp hội đầu tư hết thẻ huy chương đều đầu ngươi nói ta có nắm chắc hay không đâu. Được a, à, ta đây liền theo ngươi kiếm một bút tiền lời, Dương Anh Minh cười hì hì nói, còn có, niên đệ, thiên rèn nhất phẩm kim loại coi như xong, ngươi rèn đúc thiên rèn kim loại, ta đặt trước 10 khối, về sau ngươi rèn đúc tác phẩm đưa ra thị trường về sau, giá cả khẳng định lại không ngừng đề cao, làm sư huynh cũng không hố ngươi, ta cho ngươi một vài theo, theo mấy tháng này thí nghiệm đến xem, ngươi thiên rèn kim loại sẽ để cho ta linh rèn xác suất thành công gia tăng 30% ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Làm hiền vũ sửng sốt một chút, ý vị như thế nào? Ý vị này, người thiên rèn kim loại giá cả so trên thị trường thiên rèn kim loại quý gấp đôi mới hợp lý. Linh rèn thất bại, kim loại liền sẽ phế bỏ, xác suất thành công gia tăng 30%, có thể là khá là ghê gớm. Việc này ta cùng hội trưởng nói qua, hội trưởng nói, hẳn là huyết mạch của ngươi ảnh hưởng tới kim loại hoạt tính, nhường kim loại bản thân, tại càng có linh tính đồng thời hoạt tính giảm xuống, trở nên càng thêm ổn định, cho nên linh rèn lại càng dễ kích phát kim loại linh tính, không dễ dàng thất bại. Bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Làm hiền vũ nhãn tỉnh sáng lên. Như vậy, cái kia đúng là càng có tăng giá trị không gian. Tạ ơn học trưởng. Như vậy đi, về sau chính người dùng, dựa dẫm vào ta mua kim loại. Ta cho người bớt 20%, dùng cảm tạ học trưởng trợ giúp ta cùng duy trì. Dương Anh Minh con mắt cũng phát sáng lên, giảm còn 80%, đây chính là có thể tiết kiệm không ít tiền à. So phía ngoài thiên rèn kim loại đều quý không có bao nhiêu, mấu chốt là dùng tốt a. À. linh rèn xác xuất thành công cao a. À. Ta đây cũng không khách khí với ngươi, ta liền chiếm ngươi như thế cái tiện nghi. Hẳn là, học trường có thể là ta tại rèn đúc bên trên người dẫn đường, học trường, cái kia ta đi trước, trở về thương lượng với các bạn học một thoáng chiến thuật, tối nay ta tìm ngươi cầm huy chương tốt tham dự cạnh tranh dự đoán lam hiên vũ cười nói nhất định phải đoán đúng a à? là xe đạp biến motor vẫn là máy bay biến motor đã có thể xem các ngươi yên tâm ra thợ rèn hiệp hội lam hiên vũ có loại tinh thần sảng khoái cảm giác ngày mai khiêu chiến năm thứ hai trận này hắn xác thực rất có nắm bắt mà lại chính hắn thậm chí đều không cần ra sân tranh tài là tại buổi chiều ngày thứ hai bởi vì buổi sáng có khóa tranh tài không thể ảnh hưởng các học viên như người bình thường lên lớp Tranh tài địa điểm ngay tại học viện Sử Lai khắc ngoại viện cơ giáp sân huấn luyện, bởi vì nơi đó không gian cũng đủ lớn, càng có lợi hơn tại bọn Hán Phát Huy. Học viện Sử Lai khắc ngoại viện thầy trò cộng lại cũng chưa tới 300 người, mãi đến trận đầu này vượt cấp khiêu chiến thi đấu bắt đầu trước nửa giờ mới thừa thớt tới hơn 100 người mà thôi, tới chủ yếu vẫn là năm nhất cùng năm thứ hai học viên, đệ tử cấp cao đối trận này vượt cấp khiêu chiến thi đấu cũng không có hứng thú gì. Bình thường tất cả mọi người bận rộn cực kỳ ai cũng không nguyện ý lãng phí một chút xíu thời gian năm nhất toàn thể đều đến mỗi người đều hết sức phấn khởi đến mức tâm tình khẩn trương vậy là không có năm nhất liền năm thứ ba đều chiến thắng tháng năm thứ hai tính sự tình sao đây là đại đa số người trong lòng nghĩ dựa theo chiến thuật của chúng ta làm việc nhất định có thể khắc địch chế thắng lam hiên vũ nhìn xem trước mặt sắp dự thi hai người nắm chặt nắm đấm hướng các nàng làm ra một cái cố gắng lên thủ thế ừm đống thiên thu khẽ vuốt cằm bên người nàng lam mộng cầm nhếch miệng nói không có gì tính khiêu chiến đi không sai trận đầu vượt cấp khiêu chiến thi đấu đại biểu năm nhất ra sân người trong đã không có thân là lớp trường đồng thời đã đánh bại đường vũ cách lam hiên vũ cũng không có nam nhất cá nhân thực lực mạnh nhất nguyên ân huy huy mà là băng tuyết nữ thần tổ hợp lam mộng cầm cùng đống thiên thu lam hiên vũ trầm giọng nói mộng cầm ngàn vạn không thể khinh thường cũng tuyệt đối không nên xem thường nhất tự đấu khải đấu khải có thể trở thành chúng ta hồn sư có được vũ khí mạnh mẽ nhất nhất định có đạo lý riêng đối phương có thể đại biểu năm thứ hai ra sân, không hề nghi ngờ là năm thứ hai người mạnh nhất, một thân nhất tự đấu khải khẳng định là dùng thiên rèn nhất phẩm kim loại chế tác, không chỉ lực phòng ngự mạnh mà lại có thể phụ trợ hồn sư, cực đại để cao hồn sư sức chiến đấu. Trận này, chúng ta không thể thua, chúng ta nghĩ một mực vượt cấp khiêu chiến đến cuối cùng, liền mỗi một chàng đều muốn toàn lực ứng phó, không thể có nửa điểm qua loa. Biết rồi, làm mộng cầm quyết quyết miệng, làm hiền vũ mỉm cười, dựa vào các ngươi hắn mặc dù trên mặt đang cười nhưng trong lòng kỳ thật rất khẩn trương không phải là bởi vì lam mộng cầm cùng đống thiên thu thực lực không đủ mà là bởi vì hắn cực năm mươi miếng màu tím huy chương ạ à. trận này nếu bị thua hắn đã có thể mất cả chỉ lẫn trài không có nửa năm chỉ sợ đều chậm không đến đây là tại dương anh minh nói hắn thiên rèn kim loại so với bình thường thiên rèn kim loại giá trị càng cao điều kiện tiên quyết kiếm năm mươi miếng màu tím huy chương cũng không phải một chuyện dễ dàng vượt cấp khiêu chiến thi đấu sắp bắt đầu hai bên tuyển thủ dự thi ra trận lúc này giữa sân sung làm trọng tài lão sư cao giọng nói ra cái này sân bãi quá lớn là dùng tới tiến hành cơ giáp thực chiến sân bãi có thể dung nạp mấy vạn người cho nên dù cho năm nhất năm thứ hai toàn thể học viên đều đang hoan hô thành âm cũng lộ ra không lớn đống thiên thu cùng Lam mộng cầm tay nắm đi vào trong sân một bên khác đại biểu năm thứ hai ra sân học viên cũng đã đi vào rồi đó là một tên thiếu niên thoạt nhìn có chút ngây ngô thấy đúng là hắn ra sân về sau lam hiên vũ hơi thở dài một hơi hắn dám khẳng định là luận đối với đối thủ điều tra mặt khác các niên cấp đều không có bọn hắn làm tốt năm nhất thậm chí làm xong bảng biểu liệt kê đại biểu các niên cấp có thể là người nào ra sân các có bao lớn ra sân xác suất trước mắt gã thiếu niên này là năm thứ hai đệ nhất nhân đại biểu năm thứ hai ra sân xác suất vượt qua tám mươi phần trăm hắn thấy đối thủ của mình lại là hai tên nữ học viên thời điểm không khỏi sửng sốt một chút nhưng rất nhanh thần sắc của hắn liền khôi phục như người bình thường có thể trở thành niên cấp đệ nhất người cái nào không phải tràn ngập tự tin mà lại hắn cảm thấy dạng này rất tốt mặc dù hắn nhận làm năng lực của mình đối nguyên ân huy huy có nhất định áp chế tác dụng nhưng nguyên ân huy huy dù sao cũng là ngũ hoàn hồn vương hồn lực đẳng cấp so với hắn cao hơn hắn đối phó nguyên ân huy huy vẫn là sẽ rất phiền phức đinh chắc hàm ngồi trên khán đài bên cạnh hắn là băng thiên lương lúc này đinh chắc hàm đang tự nhủ viên duệ võ hồn cuồng điện báo, 48 cấp hồn lực, nhất tự đấu khải sư, năm thứ hai đệ nhất nhân, là hiếm thấy cường công, mẫn công, khống chế tam hệ hợp nhất hồn sư, năng lực cá nhân vô cùng toàn diện. Lão băng, năng lực của hắn cùng ngươi có điểm giống, bất quả hắn so với ngươi còn mạnh hơn, bởi vì tốc độ của hắn khẳng định nhanh hơn ngươi. Bằng thiên lương hừ một tiếng, đó là bởi vì hắn có đấu khải, nếu như không có đấu khải, hắn chưa chắc là đối thủ của ta, mặc dù tốc độ của ta không bằng hắn nhưng ta có ma khôi. Đinh chắc Hàm cười hắc hắc, vậy ngươi tìm cơ hội tự mình cùng hắn luận bàn một thoáng, để người ta không cần đấu khải thử một chút, có thể trở thành niên cấp thứ nhất. Này viên duệ thật không đơn giản, bất quá một vòng này, hắn cơ hội không lớn, hai chọi một, hữu tâm tính vô tâm, chúng ta đã thắng một nửa. Nói đến đây, hắn đột nhiên đứng người lên, hét lớn, nữ thần, cố gắng lên. Băng thiên lương bị hắn giật này mình, người kích động như vậy làm gì? Đinh Trác Hàm nói, người nếu là nắm toàn bộ tài sản đều đặt ở trên người các nàng cũng sẽ kích động như vậy bằng thiên lương đầu tiên là sửng sốt một chút ngay sau đó đột nhiên đứng người lên hét lớn nữ thần cố gắng lên ngay tại đêm qua năm nhất hồi báo so đột nhiên hạ xuống một chia một năm năm thứ hai hồi báo so thì đến một so một điểm chín lúc này đã đi vào trong sân viên duệ trong lòng hết sức biệt khuất tốt xấu chính mình cũng là năm thứ hai đệ nhất nhân a à. hơn nữa còn là nhất tự đấu khải sư này chút cạnh đoán làm sao lại đối với mình như thế không có lòng tin đâu hắn hết sức không tin tả cho mình đầu một viên màu tím huy chương bất quá lúc này hắn thấy hắn hai tên đối thủ tâm tình tốt chút ít đã sớm nghe nói năm nhất có hai tên giáo hoa cấp mỹ nữ khác lúc này thấy quả nhiên danh bất hư truyền không nói những cái khác riêng là cái kia màu xanh đậm cùng màu trắng cơ hồ lê đất tóc dài cũng đủ để làm người khác chú ý hai vị học muội tốt viên duệ mỉm cười lộ ra một về tự nhận là hết sức ôn hòa mỉm cười ta sẽ dốc toàn lực ứng phó thắng được trận đấu này nhưng ta cũng sẽ tận lực tránh cho tổn thương đến các ngươi xin yên tâm đống thiên thu không có lên tiếng âm thanh lam mộng cầm không chỉ không có lên tiếng âm thanh hơn nữa nhìn hắn tựa như là xem đồ đần giống như tranh tài bắt đầu không có gì nghi thức trọng tài trực tiếp tuyên bố trận này vượt cấp khiêu chiến thi đấu bắt đầu trọng tài vừa mới nói xong viên duệ trong nháy mắt tựa như biến thành người khác vậy ánh sáng tím lóe lên hắn gần như là trong nháy mắt liền vượt ngang trăm mét đi tới lam mộng cầm cùng đống thiên thu trước mặt tốc độ quá nhanh đơn giản cùng thuấn gian di động không kém cạnh năm nhất tốc độ nhanh nhất là lưu phong hắn thấy cảnh này cũng giật nảy mình hắn tự hỏi tại phương diện tốc độ tuyệt đối không có người học trưởng này như thế nhanh chóng lam mộng cầm lui lại đống thiên thu tiến lên hai người ngay đầu tiên làm ra một cái ăn ý động tác sánh đôi mà đứng hai người biến thành một trước một sau đống thiên thu tay phải mang lên trước ngực trong chốc lát Bốn cái hồn hoàn bay lên đệ nhị hồn hoàn hào quang nở rộ, một mảnh băng vụ trong nháy mắt bắn ra. Đó không phải là bình thường băng vụ, nhìn qua có điểm giống là bình chữa lửa bắn ra băng khô. Viên duệ tốc độ cực nhanh, cho nên, hắn giống như là va về phía cái kia băng vụ giống như ở thời điểm này, hắn biểu hiện ra nam thứ hai đệ nhất nhân chỗ cường đại. Thân ảnh lấp lánh ở giữa, viên duệ thế mà mạnh mẽ rời về phía mặt bên, tránh đi cái kia băng vụ, hắn chẳng qua là cảm thấy nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều nhưng thân thể không có chút nào dừng lại lấp lánh ở giữa đã đến đống thiên thu mặt bên đống thiên thu tay trái hướng phía trên không đánh ra lại có một mảnh băng vụ bắn ra viên duệ không có mạo hiểm công kích mà là lần nữa lách qua trên không trung vẽ ra một đầu đường vòng cung tiếp theo một cái chớp mắt đã đến lam mộng cầm bên này lần này hắn không tiếp tục các loại trên người đệ nhị hồn hoàn hào quang lấp lánh chỗ ngực một đoàn ánh sáng tím trong nháy mắt đại phóng muôn vàn đạo lôi điện liền theo đoàn kia ánh sáng tím bên trong bắn ra đồng thời đánh phía đống thiên thu cùng lam mộng cầm cấp tốc di chuyển trong nháy mắt bùng nổ nghênh đón hắn lại là một gian băng phòng một gian băng phòng không có bất kỳ cái gì báo trước xuất hiện đem lam mộng cầm cùng đống thiên thu hoàn toàn bao phủ ở bên trong từng đạo lôi điện rơi vào băng phòng phía trên lập tức tại băng phòng bên ngoài mặt hình thành mảng lớn lưới điện lại không có thể vào xâm nửa phần tinh khiết nước là không dẫn điện còn có cái gì so thủy nguyên tố càng tinh khiết hơn sao này băng phòng liền là dùng thủy nguyên tố ngưng kết mà thành viên duệ sửng sốt một chút động tác trên tay lại không giảm bớt màu tím điện cầu bán ra trực tiếp bay về phía băng phòng lôi điện là có nổ tung lực là lực bộc phát mạnh nhất nguyên tố không thể điện giật đối phương vậy liền nổ tung phòng ngự của các nàng nhưng vào lúc này băng phòng trước tiên nổ tung ầm ầm một tiếng vang thật lớn vô số băng tuyết trong nháy mắt bán tung tóe nổ ra đầy trời băng hoa, đem chung quanh lôi điện toàn bộ đẩy ra. Màu tím điện cầu là bay tiến vào, cũng tại viên duệ khống chế hạ trong nháy mắt nổ tung. Có thể là tiếng nổ vang rền vang lên, màu tím điện cầu mất đi khóa chặt mục tiêu. Băng tuyết bắn tung tóe, không có dừng lại, ngược lại trong phút chốc cấp tốc khoách tán, cơ hồ là thoáng qua liền biến thành bão tuyết, thẳng đến viên cho bao trùm tới. Viên duệ lông mày cao lại, cấp tốc lui lại, dùng tốc độ của hắn, bão tuyết tự nhiên là đuổi không kịp hắn đồng thời hắn điều chỉnh tự thân tìm kiếm lần sau cơ hội tiến công thế nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện mình gặp được phiền toái bởi vì cái kia bão tuyết chẳng những không có ngừng ý tứ phản mà không ngừng khuếch tán bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn nhiệt độ không khí kéo dài giảm xuống sân bãi cực lớn nhưng bão tuyết lại có bao phủ toàn trường xu thế nhiệt độ không ngừng mà giảm xuống trong không khí nồng đậm vô cùng thủy nguyên tố đang không ngừng trở nên lạnh viên duệ trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này hắn nghĩ thầm làm sao có thể các nàng hàn là cũng đều là tứ hoàn hồn sư a à, nhưng vì cái gì các nàng hợp lại vậy mà lại mạnh mẽ như thế phải biết đây chính là đường kính đi đến ngàn mét to lớn sân bãi mong muốn bao trùm lớn như vậy một cái sân bãi lục hoàn hồn đế đều chưa hẳn làm được mặc dù các nàng chế tạo bão tuyết không mạnh nhưng để viên duệ vô phương khóa chặt các nàng không thể khóa chặt làm sao tiến công viên duệ một khi chui vào trong bão tuyết có phải hay không liền đã rơi vào các nàng thỏng lọng này chàng trước khi bắt đầu tranh tài, làm hiên vũ làm qua kỹ càng phân tích, bởi vì đánh giá ra có được cuồng điện báo võ hồn viên cho có khả năng nhất đại biểu năm thứ hai ra sân, cho nên đối nghiên cứu của hắn nhất thấu triệt. Viên duệ cường đại nhất địa phương ngay tại ở tốc độ cùng trong nháy mắt lực bộc phát, hắn cuồng điện báo cùng băng thiên lương điện thần ma khôi có chỗ khác biệt, tốc độ càng nhanh, thông qua tự thân cùng không khí ma sát, sinh ra điện năng cũng là càng mạnh, như thật khiến cho hắn vọt lên đến, tung hoành đấu trường mong muốn chế trụ hắn liền khó khăn thậm chí mong muốn khóa chặt hắn đều cơ hồ là không thể nào cho nên đối phó cường giả như vậy liền muốn dùng phạm vi không chế loại kỹ năng không cho hắn vọt lên tới cơ hội suy yếu tốc độ của hắn liền sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng rất lớn còn có liền là ngăn cản điện năng truyền bá tinh khiết thủy nguyên tố là không dẫn điện cho nên tại cái kia trong bão tuyết viên duệ điện năng chỉ có thể ở bùng nổ phạm vi bên trong sinh ra lực sát thương lại không cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại lực lượng càng quan trọng hơn là tại trong bão tuyết hắn tìm không thấy đống thiên thu cùng lam mộng cầm thân ảnh như thế nào công kích lúc trước đống thiên thu cùng lam mộng cầm chung nhau phục dụng hiếm thấy thiên tài địa bảo băng thần tịnh đế liên về sau năng lực có tăng lên nhất là hai người liên thủ thời điểm hỗ trợ lẫn nhau có giống võ hồn dung hợp kỹ năng lực coi bọn nàng tu vi hiện tại dĩ nhiên không có khả năng tại trong khoảnh khắc nhường lớn như vậy đấu trường toàn bộ bị băng tuyết bao trùm thế nhưng nếu như cho các nàng đầy đủ thời gian đống thiên thu băng chiều phối hợp lam mộng cầm bão tuyết đủ để làm đến điểm này đây là một trận năm nhất không thua nổi tranh tài cho nên lam hiên vũ ngay từ đầu chế định chiến thuật thời điểm nghĩ chính là muốn dùng ổn thỏa nhất phương thức chiến thắng trận đấu này hắn không có chút nào cuống cuồng cũng không cần kỳ binh năm nhất cùng năm thứ hai thực lực có thể tướng kém bao nhiêu hai bên đều là tứ hoàn hồn sư hồn lực khoảng cách thật không lớn huống chi lam mộng cầm còn có song sinh võ hồn ngoại trừ không có nhất tự đấu khải bên ngoài nàng liên thủ với đống thiên thu thực lực muốn tại đối phương phía trên cho nên bước đầu tiên là bố trí đấu trường nhưng này toàn bộ đấu trường biến thành các nàng sân nhà sau đó lại chậm rãi hạ gục viên duệ chính là viên duệ lúc này đối mặt này đầy trời băng tuyết tựa như là đối mặt một con nhím giống như không có chỗ xuống tay hắn biết đối phương đều là tứ hoàn hồn sư cùng mình khoảng cách cũng không lớn hắn cũng nhìn kỹ lam hiên vũ bọn hắn giao đấu năm thứ ba trận đấu kia video vấn đề của hắn ngay tại ở tại hắn nghĩ đến trận đấu này ra sân hẳn là nguyên ân huy huy cùng lam hiên vũ lam hiên vũ phụ trợ nguyên ân huy huy cho nên hắn vẫn luôn là dựa theo cái này mạch suy nghĩ tới chế định chiến thuật nhưng mà ai biết đối thủ của hắn lại có thể là trước mắt này băng tuyết nữ thần tổ hợp phương thức chiến đấu càng là cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt nhiệt độ đang giảm xuống hắn đã bắt đầu cảm giác được lạnh giá rét không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn làm sao bây giờ viên rượi có chút trần chờ đây là thật đấu trường không phải khoang thuyền mô phỏng này cảm giác đau có thể là trăm phần trăm cùng tại khoang thuyền mô phỏng bên trong khác biệt điều này cũng làm cho hắn trong lúc vô hình sẽ lưỡng lự này nếu là bị thương nặng cũng không phải tranh tài kết thúc về sau liền sẽ trực tiếp khỏi hẳn mà là thật thụ thương đằng sau hắn còn muốn khiêu chiến năm thứ ba đây tâm tình một phức tạp hành động tự nhiên là trở nên trần trờ năm thứ hai chủ nhiệm lớp trương vũ tuấn thấy cái này cuống cuồng à thấy cái kia bão tuyết thời điểm hắn liền đã ý thức được không ổn vào lúc đó Viên Duệ lựa chọn chính xác nhất hẳn là ngay đầu tiên liều lĩnh xông vào trong bão tuyết, phóng thích đấu khải, dùng chính mình công kích mạnh nhất tiến công một lần, nói không chừng là hắn có thể khắc địch chế thắng. Theo thời gian trôi qua, cái kia bão tuyết trở nên càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có bao trùm toàn bộ đấu trường xu thế. Trận đấu này Viên Duệ đã ở vào tuyệt đối thế yếu, coi như hắn hiện tại lại xông đi vào, toàn lực công kích hướng địa phương nào công kích đâu, bão tuyết càng lớn, hắn xông đi vào liền càng tìm không thấy người ta cái kia thân ảnh của hai người a. À. Trương Vũ Tuấn nhìn thoáng qua bên người một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng Tiếu Khải. Này ám chiêu là ai nghĩ ra được? Ngươi! Tiếu Khải liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Cái gì gọi là ám chiêu? Này gọi minh chiêu, liền coi như các ngươi biết, cũng là không có cách phá giải minh chiêu. Kỳ thật, không cần đến phiền toá như vậy, liều mạng lớp các ngươi cái kia cũng không lại. Không khoe khoang người có thể chết sao? Trương Vũ Tuấn tức giận nói. Tiếu Khải nói, sự thật thắng hùng biện, chiến thắng năm thứ hai chỉ là chúng ta bước đầu tiên, mới là mới bắt đầu mà thôi. Liên tại bọn hắn thời gian nói chuyện bên trong, viên duệ cuối cùng nhịn không được. Bởi vì hắn cũng ý thức được nếu quả như thật chờ bão tuyết bao trùm toàn trường, bao lại chính mình, chính mình chỉ sợ cũng thật không có cơ hội. Viên duệ khẽ cắn răng, trên thân đột nhiên sáng lên điểm điểm ánh sáng tím, hết thảy khớp nối vị trí, đều lóng lánh hào quang ngay sau đó, một bộ thiếp thần đấu khải nổi lên. Hắn này nhất tự đấu khải không có cái gì trang trí, nhìn qua liền là một bộ mỏng manh đạm áo giáp màu tím phát ra nhàn nhạt, nhạt hào quang màu tím bộ giáp này bao trùm thân thể của hắn mỗi một vị trí liền liền đầu đều ra phủ nón trụ bao trùm mặt nạ bảo vệ mặt có thể nói là bảo vệ đến răng đấu khải trên thân viên duệ trên thân đột nhiên điện quang lấp lánh khí tức cả người tùy theo trở nên không đồng dạng hắn đột nhiên hít sâu một hơi thân thể lóe lên hướng phía một bên liền xông ra ngoài hắn không có ngay đầu tiên xông vào bão tuyết bên trong mà là tại còn không có bị bão tuyết bao trùm khu vực cao tốc chạy vội hắn đề cao này cuồng điện báo tốc độ là cần khoảng cách nhất định tốc độ càng nhanh cuồng điện báo càng mạnh hắn cũng muốn tích lũy thông qua đấu khải phụ trợ đem điện năng tích xúc tới trình độ nhất định lại xông đi vào bùng nổ chỉ thấy một đạo ánh sáng tím phi tốc chạy vội bây giờ còn có gần một nửa không gian không có bị bão tuyết bao trùm cho nên còn có đầy đủ địa phương cho hắn chạy trong nháy mắt viên duệ ngay tại trong sân chạy ra một cái đầu đuôi đụng vào nhau một tím vòng tròn tại đấu khải trợ giúp dưới toàn bộ vòng tròn phát ra chói mắt điện quang mỗi một đạo điện quang đều đang không ngừng lấp lánh thậm chí khiến cho bão tuyết đều không thể lại hướng phía cái phương hướng này khuếch tán trương vũ tuấn hơi thở dài một hơi tiêu tử này còn không tính quá đần đối phương xúc tích lực lượng hắn cũng tích xúc tiếp xuống liều liền là trong nháy mắt lực bộc phát đối với cái này trương vũ tuấn cũng không quá lo lắng bởi vì viên duệ am hiểu nhất liền là bùng nổ tuy nói viên duệ chưa chắc liền có thể thắng nhưng chí ít vẫn là có rất lớn cơ hội trương vũ tuấn lần nữa nhìn về phía bên người tiếu khải thấy lại là tiếu khải nụ cười Ngươi cười cái gì? Trương Vũ Tuấn nhịn không được hỏi. Tiếu Khải nói, không thể nghịch à. Trương Vũ Tuấn sững sờ, không thể nghịch rồi. Đúng a à, viên Duệ bắt đầu toàn lực ứng phó tốc độ tăng lên, tuy sẽ đem hắn tự thân lực bộc phát tăng lên tới cực hạn. Nhưng tương tự, hắn làm tất cả những thứ này, đã không thể nghịch thông qua đấu Khải đem tự thân lực công kích tăng lên tới cực hạn. Này nhất định là hắn mạnh nhất nhất kích. Thì tính sao? Người cái kia hai cái nữ học sinh chống đỡ được. Này bão tuyết bất quá chỉ là hồ giấy mà thôi. Trương Vũ Tuấn hừ lạnh nói. Tiếu Khải đứng thẳng dưới vai, chờ lấy xem đi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn dạng này ứng biến đều tại trong dự đoán của chúng ta, mà chúng ta bên này chế định chiến thuật không phải ta, là Lam Hiên Vũ tiểu tử kia, tiểu tử kia xấu lắm. Lam Hiên Vũ, nghe được cái tên này, không biết vì cái gì, Trương Vũ Tuấn nhịp tim đột nhiên vỗ chậm một nhịp, hắn cũng cẩn thận nghiên cứu qua Lam Hiên Vũ, tiểu tử này dùng yếu nhất tu vi thành năm nhất đệ nhất nhân, nghe nói hoàn thành vĩnh cửu lớp trường, quả thực là mưu kế trồng chất mà lại tiểu tử, tử này tự thân còn có thập phần thần bí năng lực cho dù là bọn hắn những lão sư này hiện tại cũng không hoàn toàn biết rõ ràng tiểu tử, tử này có cái nào năng lực hắn không chỉ một lần nghe được anh lạc hồng nói lên đối lam hiên vũ tán thưởng thậm chí liền nội viện bên kia đều hết sức quan tâm lam hiên vũ chẳng qua là lam hiên vũ hiện tại tuổi tác quá nhỏ cho nên ít nhất mặt ngoài không nhìn thấy học viện cho hắn rất nhiều ngoài định mức tài nguyên đây là lam hiên vũ chế định chiến thuật chính hắn nhưng không có ra tay giữa sân cung điện báo viên duệ cuối cùng đem tốc độ tăng lên tới hắn có thể khống chế cực hạn điện quang hình thành một cái to lớn vòng xoáy lúc này người xem đã không cách nào thấy rõ ràng thân ảnh của hắn đột nhiên một cái âm thanh lớn vang lên cái kia tất cả điện quang đều tựa như trăm sông đổ về một biển hướng phía dưới hội tụ viên duệ thân ảnh lần nữa trở nên rõ ràng giờ này khác này hắn phảng phất là do điện quang ngưng tụ mà thành trong chớp nhóm này sinh ra lực bộc phát lệnh nhìn trên đài băng thiên lương sắc mặt đại biến nguyên bản băng thiên lương cảm thấy nếu như so lực bộc phát chính mình chưa hẳn so với đối phương kém giữa bọn hắn kém đơn giản liền là đấu khải mà thôi có thể là đối phương thông qua tốc độ tăng lên tới tích xúc điện năng là hắn lúc này tự hỏi kém xa tít tắp đây cũng quá khoa trương còn có thể dạng này tích xúc điện năng sao băng thiên lương võ hồn điện thần ma khôi hiển nhiên là không thể thông qua loại phương thức này đến để thăng tự thân năng lượng băng thiên lương cũng có chính mình tu luyện cùng phương thức chiến đấu nhưng bây giờ hắn thấy hắn vẫn là muốn so viên duệ kém một chút. viên duệ không hồ là năm thứ hai đệ nhất nhân a à. chính mình thật hẳn là thật tốt hướng hắn học tập. hết thầy đều là tại thoáng qua ở giữa phát sinh trên thân hội tụ vô số điện quang viên duệ đã xông về đối diện bão tuyết. tất cả mọi người tụ tinh hội thần nhìn xem thành bại ở đây nhất cử là viên duệ phá vỡ bão tuyết vẫn là hắn điện quang bị bão tuyết thôn phệ liền xem lần này va chạm. thế nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới một màn ngay tại này một cái chớp mắt phát sinh đầy trời điện quang vốn là ổn định hướng một điểm hội tụ sau đó hướng về bão tuyết bùng nổ nhưng lúc này những cái kia điện quang đột nhiên dừng một chút ngay sau đó tứ tán bài tán loạn bão tuyết tự nhiên nhận lấy trùng kích ngoại tầng bão tuyết bị cái kia bùng nổ điện quang trùng kích đến hướng bốn phương tám hướng tản ra bằng vụ lượn lờ thế nhưng cũng chưa từng xuất hiện mạnh mẽ điện quang đánh vào bão tuyết bên trong đại bạo phát cảnh tượng vô số điện quang nắm viên duệ lúc trước chạy lúc đi qua một khu vực như vậy lấp kín nhưng cũng chỉ là từ điện lượn lờ bên trong cách cách một trận loạn hưởng này chút điện quang cũng không có tụ tập tại cùng một chỗ cũng không có chức tập trung sau nổ tung mà là phí phạm chuyện gì xảy ra viên duệ thân ảnh tại điện quang kia nơi hạch tâm hiển hiện ra chính hắn cũng có chút mờ mịt nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền hiểu được trên mặt lập tức lộ ra vẻ bối rối tại sao có thể như vậy chính mình đem hết toàn lực mượn nhờ đấu khải mới tích xúc nhiều như vậy điện năng vừa mới cái kia một cái chớp mắt tại trận đấu này áp lực dưới hắn cảm giác mình điện năng ngưng tụ trình độ thậm chí đạt đến quá khứ chưa bao giờ đi đến qua đỉnh phong loại kia mong muốn bùng nổ cảm giác nhường trong lòng của hắn lại không nửa phần nhát gan chỉ có lòng hiếu thắng đã có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn chỉ cảm giác mình thân thể cứng đờ thế mà liền khống chế không nổi những cái kia điện quang chỉ có thể trơ mắt nhìn điện quang tàn ra mà lại chính mình thân thể không bị khống chế hướng về phía trước trượt điện quang còn tại tàn ra có thể là cái kia bão tuyết đã đập vào mặt một thoáng liền đem hướng về phía trước hoạt động viên duệ thôn phệ không chế loại hồn kỹ phạm vi không chế loại hồn kỹ trương vũ tuấn đột nhiên nhớ ra cái gì đó lúc này viên cho thân ảnh đã biến mất tan biến tại trong bão tuyết bão tuyết bên trong một chuỗi tiếng vang truyền đến thế nhưng ai cũng biết viên duệ là đang phát ra hắn công kích mạnh nhất về sau mới bị cuốn vào bão tuyết bên trong trương vũ tuấn há to miệng rất muốn nói hèn hạ hai chữ nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng hắn cũng nhớ tới đó là cái gì năng lực đó là sớm nhất xuất hiện tại lam hiên vũ cùng đống thiên thu ở giữa võ hồn dung hợp kỹ sau này đống thiên thu đơn độc sử dụng tới nhưng lúc đó nàng cũng là tại lam hiên vũ ngân văn lam ngân thảo phụ trợ phía dưới sử dụng lúc này trên sàn thi đấu cũng không có lam hiên vũ cái này cũng liền mang ý nghĩa đống thiên thu chính mình vậy mà cũng có thể sử dụng cái kia hồn kỹ thâm lam ngưng thị siêu cường không chế loại hồn kỹ băng tuyết một mực tại xúc tích lực lượng mà thâm lam ngưng thị cũng một mực chờ đợi đợi thời cơ chờ đợi liền là viên duệ bùng nổ một khắc này vô luận hắn là ban đầu liền lựa chọn bùng nổ vẫn là sau này mới lựa chọn bùng nổ chờ đợi hắn đều là thâm lam ngưng thị mạnh mẽ lực khống chế khiến cho hắn bùng nổ lực lượng không có tác dụng tất cả những thứ này đều tại lam hiên vũ tính toán bên trong bố trí đấu trường thông qua cực mạnh lực khống chế nhường tốc độ của đối phương cùng bùng nổ lực lượng vô phương phát huy tác dụng sau đó hết thảy liền đơn giản bão tuyết kéo dài 30 giây mới dần dần tiêu tán lộ ra ba đạo thân ảnh đống thiên thu cùng la mộng cầm đứng sóng vai tại các nàng trước người là còng lưng eo đã bị đông cứng thành một đoàn viên duệ đống thiên thu cầm trong tay băng mâu điểm tại viên duệ trước ngực viên duệ cúi đầu trên mặt mang theo không cam lòng biểu lộ thắng bại đã phân năm nhất vượt cấp khiêu chiến thành công trọng tài trong nháy mắt xuất hiện tại viên duệ bên người một trưởng vỗ dưới viên duệ mặt ngoài thân thể tầng băng phá toái nhưng cho dù là tại đấu khải bảo vệ dưới thân thể của hắn vẫn như cũ đang không ngừng run rẩy lam mộng cầm lôi kéo đống thiên thu tay có chút đắc ý hướng viên duệ giơ lên cái cầm sau đó liền hướng dưới đài đi đến nàng kỳ thật có chút muốn cười bởi vì nàng tinh tường thấy được viên duệ bị thâm lam ngương thị khống chế về sau trên mặt lộ ra cái kia kinh ngạc cùng vẻ tuyệt vọng bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set giờ ecab phim viết liền không giấu nhé viên duệ một thoáng liền tiêu hao vượt qua một nửa hồn lực a còn nắm đấu khải lực lượng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm nhưng căn bản không có phát huy tác dụng tranh tài liền kết thúc làm hiền vũ cái tên này quá xấu rồi đây quả thực cùng hắn tính toán giống như đúc viên duệ bị hai người bọn họ hoàn toàn chế trụ trên thực tế liền lam mộng cầm đều cảm thấy nếu như là đơn đấu viên duệ không cần đấu khải đoán chừng đều đánh không lại có thể đại lực áp chế hắn đống thiên thu tại viên duệ lên sàn cái kia một cái chớp mắt trận đấu này thắng bại liền đã định tại khán giả xem ra trận đấu này duy nhất lo lắng xuất hiện tại viên duệ tụ lực thời điểm mà tại đống thiên thu cùng lam mộng cầm trong mắt viên duệ từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ cái gì cơ hội thủ thắng khác biệt hồn sư am hiểu kỹ năng không giống nhau lẫn nhau ở giữa lẫn nhau áp chế thí dụ như hệ cường công hồn sư có thể áp chế hệ mẫn công hồn sư hệ mẫn công hồn sư có thể áp chế hệ khống chế hồn sư viên duệ năng lực nhìn qua hết sức toàn diện nhưng hắn vẫn là e ngại khống chế loại hồn kỹ bình thường không chế loại hồn kỹ có lẽ đối với hắn không hiệu quả gì bởi vì rất khó khóa chặt hắn thế nhưng thâm lam ngương thị này loại phạm vi không chế loại hồn kỹ liền không đồng dạng tốc độ của hắn lại nhanh chỉ cần đối phương có đủ mạnh dự phán năng lực cũng đủ làm cho tốc độ của hắn ưu thế tan biến hệ mẫn công hồn sư mặc dù có thể áp chế hệ khống chế hồn sư nhưng cũng phải nhìn đối mặt là tình huống như thế nào đống thiên thu đã là hệ cường công hồn sư cũng là hệ khống chế hồn sư lại thêm nàng võ hồn là băng vừa vặn có thể áp chế viên duệ huống chi trên trận còn có một cái có song sinh võ hồn lam mộng cầm lam mộng cầm đều không dùng ngọc hoàng cầm trận đấu này các nàng liền thắng nếu như vừa mới lam mộng cầm cùng đống thiên thu không niệm đồng học tình cảm toàn lực ra tay viên duệ chỉ sợ không thể sống lấy theo bão tuyết bên trong đi tới nhìn trên đài làm hiên vũ thật to thở dài một hơi mặc dù hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong có thể là hắn đầu năm mươi miếng màu tím huy chương a à. này nếu là đoán sai vậy coi như thật chính là táng ra bại sản. Hiện tại dĩ nhiên không đồng dạng, trả đầu tư khoản, hắn còn có 25 miếng màu tím huy chương à. Này có thể nói là hắn lớn nhất từ trước tới nay một món thu nhập, có những huy chương này, mua cơ giáp cũng đủ, huống chi đằng sau còn có tranh tài, nói không chừng còn có thể kiếm lại đây. Phát tài cơ hội tới. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi lộ ra nụ cười, con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Năm nhất vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng năm thứ hai. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp ngoại viện, nhưng cũng không có nhấc lên gợn sóng quá lớn. Dù sao năm nhất liền năm thứ ba đều chiến thắng qua, lần này chỉ thắng năm thứ hai, lại đáng là gì đâu. Sau đó, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền muốn khiêu chiến năm thứ ba. Lam Hiên Vũ trước tiên đi nhận lấy chính mình dự đoán đúng tiền lời. Khi hắn nhìn xem trước mặt mình này một đống lớn tím óng ánh huy chương lúc, không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng. Một mình hắn thừa nhận rồi tất cả áp lực à, cho tới bây giờ, đồng bọn của hắn nhóm cũng không biết chuyện này. Trên thực tế, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều tại trận này bên trên quang một chút, cũng có chút thu hoạch, nhưng người nào cũng không có Lam Hiên Vũ quang được nhiều. Nhìn xem trước mặt 75 miếng màu tím huy chương, Lam Hiên Vũ thật nghĩ đưa chúng nó đều quang tại trận tiếp theo tranh tài lên. Đối mặt đường Vũ Cách, hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Có thể là, cuối cùng lý trí chiến thắng tham lam, không thể tiếp tục, một phần vạn hắn đoán sai, như vậy, hết thảy đều đưa phí công nhọc sức, hắn sẽ còn đảo thiếu đặt mông nợ. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, bình phục một thoáng tâm tình của mình, thậm chí tại trên đùi của mình một thoáng, dựa vào nhói nhói mới nhường lý trí của mình triệt để trở về. Hắn thu hồi hết thảy màu tím huy chương, cũng không vội tại tham dự trận tiếp theo cạnh đoán. Hắn đi ra hậu cần trung tâm chuẩn bị đi tới thợ rèn hiệp hội, trước trả đầu tư khoản lại nói. Nhảy! Liền biết người ở chỗ này, hắn mới ra cửa, một thanh âm sâu kín vang lên, đem hắn dọa một Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc học tỷ ngươi như vậy không tốt đâu dọa đến ta coi là gặp được cướp bóc hắn hiện tại mang theo nhiều như vậy màu tím huy chương thật là có chút giống chim sợ cành cong may mắn đây là tại học viện sử lai khác bên trong đường vũ cách sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm có chút tái nhợt thậm chí liền vành mắt đều hơi có chút đỏ lên lam hiên vũ ta hỏi ngươi một sự kiện ừm ngươi nói lam hiên vũ nghi ngờ nhìn xem nàng có chút cảnh giác nói nếu như ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta moi ra ngày ra sân đội hình liền miễn mở tôn khẩu ta sẽ không nói. Bất quá ta khẳng định sẽ an bài nhằm vào ngươi chiến thuật. Đường Vũ cách lắc đầu, dĩ nhiên không phải hỏi những cái kia. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, nếu như ta lựa chọn giáng cấp, các ngươi năm nhất có muốn hay không ta? A, à, làm Hiên Vũ thậm chí dùng làm lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, tình huống như thế nào? Năm thứ ba đệ nhất nhân muốn giáng cấp, mà lại một thoáng hàng hai cấp, đến năm nhất tới, người không có phát sốt à? Làm Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng đường vũ cách hít sâu một hơi chuyện của các người ta nghe nói hoặc là đi hết hoặc là không đi thế nhưng ta có khả năng khẳng định nói cho ngươi nếu như không có ta có lẽ các ngươi có một cơ hội chiến thắng năm thứ tư nhưng muốn chiến thắng năm lớp năm năm lớp sáu các ngươi một chút xíu cơ hội đều không có làm hiền vũ nhìn xem nàng nói ngươi làm sao lại có thể xác định chúng ta không có cơ hội dù sao cũng là năm đối một sáu đôi một huy huy cũng gần như đến ngũ hoàn đình phong đường vũ cách cười cười Ngươi cho rằng học viện Sử Lai khác là địa phương nào? Ngươi biết năm, sáu niên cấp đám học trưởng bọn họ mạnh bao nhiêu sao? Thực lực tuyệt đối khoảng cách là nhân số ưu thế không thể bù đắp. Trên thực tế, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, cho dù là năm thứ hai, mong muốn chiến thắng chúng ta cũng là không thể nào. Chúng ta mong muốn chiến thắng năm thứ tư cũng cực kỳ khó khăn, lại càng không cần phải nói chiến thắng năm lớp năm, cùng năm lớp sáu đến lúc đó tình huống sẽ hoàn toàn không giống. Những niên trường kia so với ngươi tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm bởi vì bọn hắn đều là chân chính trải qua sinh tử ma luyện đồng thời bởi vậy tăng lên người liền coi như các ngươi toàn lớp cùng tiến lên đều chưa hẳn có thể chiến thắng một tên học trường làm hiền vũ lông mày cao lại người muốn chuyển lời học viện sẽ phê chuẩn sao đường vũ cách nói hẳn là sẽ dù sao ta chỉ là yêu cầu giáng cấp mà thành tích của ta tại năm thứ ba một mực là tốt nhất ta có lý do của ta cái này ngươi không cần phải để ý đến ta chỉ hỏi ngươi nếu như ta tới năm nhất ngươi tiếp nhận sao đương nhiên tiếp nhận ta ước gì năm nhất mạnh hơn đấy lam hiên vũ đối đường vũ cách ấn tượng vẫn rất tốt nàng xác thực không quá thích hợp là một tên lãnh tụ thế nhưng nàng tuyệt đối là một cái rất tốt đồng bạn mà lại thực lực của nàng rất mạnh mẽ nếu như nàng gia nhập năm nhất một năm kia cấp liền hoàn toàn khác biệt huống chi nàng còn có chế tác nhất tự đấu khải kinh nghiệm đây đối với mọi người trợ giúp cũng sẽ rất lớn thế nhưng này sợ rằng sẽ chậm trễ ngươi hai năm thời gian đi dù sao ngươi tiến nhập nội viện hẳn là không có vấn đề gì Lam Hiên Vũ nói ra. Đường Vũ cách lắc đầu, nói, ta không phải nhất thời xúc động làm lựa chọn, là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, tại một cái vui vẻ trong hoàn cảnh tu luyện cùng tại một cái không vui trong hoàn cảnh tu luyện, hiệu quả là không giống nhau ta yêu mến bọn người cái kia đoàn đội. Lam Hiên Vũ nói, vậy ngươi và Huy Huy ở giữa. Đường Vũ cách nói, ta có khả năng cam đoan với ngươi, ta sẽ không lại chủ động nhằm vào hắn, từ khi lần kia tại nhất thời điểm nguy hiểm, hắn gọi ta một tiếng tỉ tỉ, ta liền đã không hận hắn, máu mủ tình thâm, ta lại thế nào chán ghét nam nhân kia, cũng không thể đem những này đều kèm theo tại huy huy trên thân, dù sao ta là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Làm hiên vũ hít sâu một hơi, tốt, chỉ cần ngươi có thể làm được điểm này, hoan nghênh ngươi gia nhập năm nhất. Nói xong, làm hiên vũ chủ động hướng đường vũ cách vươn tay phải của mình. Đường vũ cách đưa tay cùng tay của hắn đem nắm, mặt tái nhợt bên trên nhiều một vệt đỏ ửng, vẻ mặt dễ nhìn rất nhiều, sau đó nàng vô cùng nghiêm túc nói ra cảm ơn ngươi làm hiền vũ lắc đầu cảm ơn cái gì sau này sẽ là người mình đúng nếu nói như vậy ngươi có thể hay không chờ khoảng mấy ngày lại tuyên bố muốn gia nhập chúng ta năm nhất tin tức ít nhất chờ chúng ta khiêu chiến năm thứ ba năm thứ tư lại nói đường vũ cách sửng sốt một chút nhưng thấy làm hiền vũ con người loạn chuyển bộ dáng nàng liền biết cái tên này lại bắt đầu nghĩ chủ ý xấu được đường vũ cách đi làm hiền vũ trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị hắn không tiếp tục hướng thợ rèn hiệp hội đi mà là trực tiếp trở về ký túc xá. Vĩnh Hằng Thiên không thành. Uông Thiên Vũ đứng tại một gian nhà gỗ trước, ngắm nhìn xa xa biển mây. Lam Hiên Vũ bọn hắn thắng, ra sân chính là Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm. Lam Hiên Vũ chính mình không có ra sân, nhưng chiến thuật của hắn vô cùng chính xác, nương tựa theo khống chế loại hồn kỹ cùng bão tuyết đối tốc độ cùng điện năng ảnh hưởng, nam nhất cơ hồ không có bất ngờ thu được thắng lợi. Thanh âm đến từ Uông Thiên Vũ sau lưng cách đó không xa một tên nam tử. Nếu như Lam Hiên Vũ lúc này ở nơi này, nhất định có thể nhận ra vị này là lúc trước đáp ứng cho hắn đầu tư 50 miếng màu tím huy chương thợ rèn hiệp hội hội trường. Hắn năm trước đó, lấy được 50 miếng màu tím huy chương đều đầu cho năm nhất, được 25 miếng màu tím huy chương. Cái này, tiểu học đệ thật đúng là can đảm cẩn trọng a à, lợi hại so với chúng ta lúc trước mạnh hơn nhiều. Uông Thiên Vũ nói, người quan tâm một thoáng hắn đến tiếp sau dự đoán tình huống. Đúng, lão sư, hội trưởng cung kính nói ra. Uông Thiên Vũ thản nhiên nói, ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử này là tiếp tục tham lam xuống vẫn có thể khống chế lại dục vọng của mình này điểm rất trọng yếu một người tâm tính do so thiên phú của hắn quan trọng hơn tiểu tử này vốn chính là các phương quan tâm đối tượng hy vọng hắn đừng để ta thất vọng đúng hội trường trong lòng hiểu rõ lần này khảo thí sẽ quan hệ đến lam hiên vũ tương lai có hay không có thể có được học viện nghiêng tài nguyên cùng bồi dưỡng trước mắt hắn làm hết thảy đều để nội viện hết sức tán thường nhất là lần này hắn nói lên hoặc là cùng đi hoặc là không đi ý nghĩ mặc dù tại hội trường xem ra ý nghĩ này hết sức ngây thơ lam hiên vũ thật nắm cấp cao học trường xem như bùn nặn đúng không thế nhưng lam hiên vũ có loại dũng khí này đồng thời nhường một cái niên cấp trở nên như thế có lực ngưng tụ còn là rất không tệ học viện sử lai khắc đã thật lâu chưa từng xuất hiện loại tình huống này người tuổi trẻ bây giờ thật sự là dám nghĩ dám làm a à? thay người lam mộng cầm kinh ngạc nhìn xem trước mặt lam hiên vũ người xác định sao lam hiên vũ nói ta xác định các ngươi không nên hỏi vì cái gì, về sau các ngươi sẽ rõ. Chúng ta nắm lần này, ra sân người đổi một thoáng, Huy Huy, Băng Thiên Lương, Lưu Phong ba người ra sân. Không sai, Lam Hiên Vũ tạm thời cải biến chiến thuật cùng nhân viên bố trí, dựa theo nguyên bản bố trí là hắn, Nguyên Ân Huy Huy cùng Đống Thiên Thu ba người ra sân. Chiến thuật cũng cần một lần nữa an bài, Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra, hắn lại không ngốc, Đường Vũ Cách mặc dù không nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của nàng cùng đầy yêu cầu liền có thể nhìn ra nàng đối năm thứ ba mất đi lòng tin cùng chờ mong nhất định là tại một số phương diện nhận lấy hết sức đại kích thích mà gần nhất có khả năng nhất kích thích đến chuyện của nàng cũng chỉ có một cái kia chính là vượt cấp khiêu chiến thi đấu ra sân danh ngạch cho nên cùng đường vũ cách sau khi tách ra hắn trước tiên liền đánh giá ra đại biểu năm thứ ba ra sân người tuyệt sẽ không là đường vũ cách bọn hắn đối thủ biến toàn bộ năm thứ ba thật nhường lam hiên vũ kiêng kỵ làm Hiên Vũ không có tuyệt đối nắm bắt chiến thắng, cũng chỉ có đường vũ cách mà thôi, còn những người khác đều có riêng phần mình khuyết điểm. Hồi báo so tại tranh tài một ngày trước liền đã ra tới. Năm nhất hồi báo so là một so một điểm 69, năm thứ ba hồi báo so cũng là một so một điểm 69, hai bên hồi báo so một dạng. Không sai, năm nhất hoàn toàn chính xác đã từng chiến thắng qua năm thứ ba, nhưng đó là tại đối phương không cần đấu khải tình huống dưới, đường vụ cách đã là lục hoàn hồn đến sự tình cũng không là bí mật gì rất nhiều người đều biết, cho nên năm thứ ba vẫn rất có khả năng chiến thắng năm nhất. Mặc dù như thế, đây đã là nhất gần trăm năm nay năm nhất lấy được cao nhất hồi báo so. Đây chính là vượt hai cái niên cấp khiêu chiến thi đấu. Tại tranh tài một ngày trước, mãi đến màn đêm buông xuống, Làm Hiền Vũ mới lặng lẽ đi tới hậu cần trung tâm. Bỏ phiếu, hắn mang theo khẩu trang, trên đầu đội mũ, mặc trên người học viện sử lai khắc đồng phục. Quang một bên nào, quang nhiều ít hậu cần trung tâm người phụ trách nhìn xem lam hiên vũ thần thần bí bí bộ dáng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười thế nhưng hắn rất nhanh liền không cười được nương theo lấy một hồi ào 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 thanh âm một đống lớn màu tím huy chương ra hiện ở trước mặt của hắn 75 miếng màu tím huy chương toàn bộ đầu cho năm nhất lam hiên vũ không chút do dự nói ra người phụ trách khóe miệng co giật một thoáng người mang cái gì khẩu trang a à? người cho rằng dạng này ta cũng không nhận ra ngươi sao lam hiên vũ cười làm lành nói lão sư ta này không phải là vì giấu giếm ngài, là không muốn để cho người khác trông thấy a. À. Người có thể nghĩ kỹ a, à. đây chính là 75 miếng màu tím huy chương, không phải số lượng nhỏ, nếu là đoán sai, có thể là mất cả chỉ lẫn trài. Người thật xác định muốn như thế quăng, người liền có nắm chắc như vậy, người phụ trách hảo tâm nhắc nhở. Ngài nhanh giúp ta làm đi, ta có nắm bắt, làm hiền vũ vội vàng thúc giục nói. Người phụ trách ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, lúc này mới bắt đầu cho hắn làm thủ tục, làm xong thủ tục về sau, năm nhất hồi báo so giảm theo một so một điểm sáu cử biến thành một so một điểm sáu bảy mà năm thứ ba hồi báo so tùy theo bay lên biến thành một so một điểm thất 75 miếng màu tím huy chương hồi báo so là một so một điểm sáu bảy trừ bỏ tiền vốn cũng có thể được vượt qua 50 miếng màu tím huy chương à này nếu là thật đoán đúng ngoại viện đệ nhất đại phú ông đoán trừng liền là trước mắt tiểu tử này đi lúc này khoảng cách ngày thứ hai tranh tài bắt đầu chỉ có mười mấy tiếng làm Hiên Vũ giống như làm tặc lặng lẽ trở về chính mình ký túc xá, chính hắn kỳ thật cũng là có chút khẩn trương. Lần này, nguy hiểm quá lớn, nguyên bản hắn là tuyệt không sẽ làm như vậy, đang phán đoán đường vũ cách sẽ không xuất thủ về sau, hắn mới làm ra lựa chọn như vậy, đồng thời an bài thích hợp nhất trận đấu này đội hình. Coi như thật chính là đường vũ cách ra tay, bọn hắn cũng vẫn rất có cơ hội. Băng Thiên Lương cùng Lưu Phong năng lực đều sẽ không bị đường vũ cách áp chế, mà Nguyên Ân Huy Huy là thực lực tiếp cận nhất đường vũ cách, ba đối một năm nhất cơ hội không nhỏ nguyên ân huy huy tu vi hiện tại tiếp cận ngũ hoàn đình phong bằng thiên lương cũng có 48 cấp tại trong lớp bằng thiên lương hồn lực tu vi cũng là số một số hai đương nhiên đây chỉ là xấu nhất tình huống nếu như ra sân thật không phải là đường vũ cách như vậy hắn gần như có tự tin trăm phần trăm thu hoạch được trận đấu này thắng lợi vĩnh hằng thiên không thành tất cả đều đầu uông thiên vũ trao mày thật là một cái tham lam tiểu tử hội trưởng nói hắn là buổi tối mới đi bỏ phiếu tựa hồ là muốn được ăn cả ngã về không phụ trách bỏ phiếu công việc lão sư mấy lần hướng hắn xác nhận hắn đều nói chính mình có nắm bắt kiên trì muốn toàn đầu cho năm nhất uông thiên vũ thản nhiên nói vậy liền xem một chút đi xem hắn dựa vào cái gì có nắm chắc như vậy tiếp tục quan sát ngày mai sau trận đấu nói cho ta biết kết quả vâng nói đến ta đều có chút thay hắn khẩn trương a à. tiểu tử này là không phải không biết 75 miếng màu tím huy chương đại biểu cái gì đều có thể mua một gốc 10 vạn nam tiên thảo đi hội trưởng nhịn không được nói ra uông thiên vũ quay đầu nhìn hắn một cái không khỏi cười ngươi có phải hay không có chút hâm mộ cái này tiểu học đệ hội trưởng nhún vai lại gật gật đầu cũng không có phủ nhận ta lúc đầu nhưng không có như thế giàu có cũng không dám làm như thế bất quá không thể không thừa nhận hắn là có tinh thần mạo hiểm người hắn một khi thành công liền sẽ tiến bộ đến vô cùng nhanh uông thiên vũ lắc đầu người đây liền sai mạo hiểm tuy sẽ có cao tốc đột phá khả năng có thể là loại người này một khi thất bại một lần rất có thể liền sẽ bị đánh hồi trở lại nguyên hình, không còn có tiếp tục xông về phía trước cơ hội. Người đi đường hết sức ổn, ta cũng rất xem trọng người. Lão sư yên tâm, ta con đường của mình sớm liền đã xác định, ta lại thế nào hâm mộ tiểu học đệ, cũng sẽ không thay đổi con đường của mình. Hội trường cười nói, người đến cấp 8 sao, Uông Thiên Vũ hỏi. Hẳn là không sai biệt lắm, ta cảm thấy ta trước mắt đã có trùng kích cấp 8 cơ hội. Hội trường nắm 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 đấm, trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn. Ừm, chờ ngươi đột phá đến cấp 8, liền ra nhập thần kiếm kế hoạch đi uông thiên vũ trầm giọng nói tốt tạ ơn lão sư hội trường rõ ràng có chút xúc động làm hiền vũ ngồi ngay ngắn ở phòng minh tưởng bên trong nửa ngày đều không có thể đi vào nhập minh nghĩ trạng thái hắn thật có chút khẩn trương thật vất vả tâm tình của hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại hắn bắt đầu tự kiểm điểm trong lòng tự thân vẫn là mạo hiểm a à, tuy nói rất còn nắm bắt thế nhưng sao có thể khẳng định đối thủ liền không có năng lực đặc thù đâu nếu như đối thủ có năng lực đặc thù hoặc là đột phá vậy phải làm thế nào? Nếu như đoán sai, chính mình liền muốn bồi 50 miếng màu tím huy chương. Giáo huấn như vậy quá đau đớn, làm việc không thể chỉ nghĩ đến kết quả tốt, còn muốn cân nhắc xấu kết quả mới được à? Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lam Hiên Vũ chậm rãi đứng người lên, cảm thụ được phòng minh tưởng bên trong dư thừa sinh mệnh năng lượng, giơ tay lên, dựng thẳng lên ba ngón tay, ở trong lòng âm thầm thề. Ngày mai vẫn là muốn càng vững vàng một chút a, à, cho dù là bại lộ một chút năng lực, cũng vẫn là muốn dùng ổn làm chủ. Nghĩ tới đây, hắn thông qua một cái thông tin dãy số. Phong tử, là ta, Lam Hiên Vũ đối với mình hồn đạo dụng cụ thông tin nói ra. Ưm, ừ, làm sao vậy? Một bên khác chuyển đến Lưu Phong thanh âm. Lam Hiên Vũ nói, để bảo đảm ngày mai có thể thắng lợi, ta ra sân đi, ngươi ngày mai trước đừng ra sân. Được, Lưu Phong trực tiếp đáp ứng một tiếng, không hỏi vì cái gì, vậy cứ như thế, không quấy rầy ngươi tu luyện. Dập máy thông tin, Lam Hiên Vũ cuối cùng sau khi ổn định tâm thần, ngày mai nhất định có thể thắng, muốn đem trận đấu này nắm giữ ở trong tay mình, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ngày mai chiến thuật cũng cần hơi hơi điều chỉnh một chút. Tất cả mọi người buổi sáng như người bình thường lên lớp, xong tiết học về sau, Lam Hiên Vũ gọi lên Nguyên Ân Huy Huy cùng Băng Thiên Lương, thương lượng với bọn họ một thoáng chính, mình nghiên cứu ra được chiến thuật mới nhất. Nghe nói, hắn muốn ra chàng, Nguyên Ân Huy Huy cái thứ nhất biểu thị duy trì, hắn là hy vọng nhất cùng lam hiên vũ sóng vai tranh tài người có lam hiên vũ tại hắn cảm giác mình cái gì đều không cần lo lắng chỉ cần chấp hành lam hiên vũ mệnh lệnh là được rồi băng thiên lương cũng là như thế cùng lam hiên vũ hợp tác hắn liền cho tới bây giờ đều không thua qua cho nên làm lam hiên vũ nói cho bọn hắn muốn thay thế lưu phong gia sân thời điểm lấy được đáp lại vừa ra khỏi lam hiên vũ tưởng tượng hắn lập tức liền phát hiện băng thiên lương cùng nguyên ân huy huy trở nên lòng tin mười phần thậm chí đều không làm sao cẩn thận nghe chiến thuật mới Bọn hắn đây là Lam Hiền Vũ chính mình cũng không rõ lắm đối với một đoàn đội tới nói Lãnh tụ tinh thần trọng yếu bực nào Không hề nghi ngờ Không chỉ đối với bọn hắn cái đoàn đội này tới nói Đối khắp cả năm nhất tới nói Hắn hiện tại cũng là tuyệt đối lãnh tụ tinh thần Ta nói vì cái gì đêm qua hậu cần trung tâm bên kia Biểu hiện hồi báo so biến Bọn họ có phải hay không biết người muốn ra sân A Bằng thiên lương một bộ bừng tình đại ngộ bộ dáng Lam Hiền Vũ khóe miệng co giật một thoáng hắn dĩ nhiên sẽ không nói này là bởi vì chính mình cho năm nhất đầu rất nhiều huy chương giữa trưa sau khi tan học tiếu khải nắm lam hiên vũ kêu tới mình trước mặt buổi chiều tranh tài có nắm chắc không tiếu khải hỏi không có vấn đề có nắm bắt ba đối một tháng năm thứ ba vấn đề không lớn năm thứ ba học trường có được vẫn là nhất tự đấu khải năm thứ tư học trường tối đa cũng liệt là có mấy cái nhị tự đấu khải bộ kiện hai cái này niên cấp chúng ta đều có thể cùng bọn hắn liều mạng đối mặt năm lớp 5 cùng năm lớp 6 mới thật phiền phức. Lão sư yên tâm, năm thứ ba cái này liên quan, chúng ta nhất định có thể qua. Tiếu Khải cười nói, ta còn tưởng rằng, người sẽ tự tin nói cho ta biết các người nhất định có thể thắng đến cùng đây. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy à, bất quá, chúng ta khẳng định sẽ ôm lòng tin tất thắng đi dự thi, nếu không cũng không cần so, vô luận nói như thế nào, lần này, trải qua đối với chúng ta mà nói, đều thật là tốt lịch luyện cơ hội, coi như thua, chúng ta cũng không hối hận. Tiếu Khải nói, có hai chuyện ta phải nói cho ngươi. Thứ nhất, học viện phê chuẩn các ngươi xin, nếu như các ngươi thật sự có thể một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng chiến thắng năm lớp 6, như vậy, chúng ta toàn lớp đều có thể đi tới tinh linh tinh xem lễ, chuyện cụ thể học viện sẽ xử lý. Thứ hai, lần này xem lễ so với chúng ta tưởng tượng quan trọng hơn. Độ kiếp chính là tinh linh tinh bên trên trước mắt hồn thú một phương chân chính chúa tể, đã từng thập đại hung thú đứng đầu được vinh dự hồn thú lãnh tụ một đời thú thần kim nhãn hắc long vương đế thiên nghe được tin tức thứ nhất làm hiền vũ trên mặt lộ ra nụ cười nghe được cái thứ hai tin tức thời điểm hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn đế thiên thanh âm của hắn đều có chút phát run đế thiên là dạng gì tồn tại phụ thân hắn lam tiêu là nghiên cứu cổ hồn thú tại hắn lúc còn rất nhỏ lam tiêu liền thường xuyên nói cho hắn một chút có quan hệ hồn thú chuyện xưa hồn thú giới đã từng có rất nhiều cường giả Kim nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên liền là trong đó có đủ nhất đại biểu tính cường giả. Thập đại hung thú đứng đầu cái danh hiệu này, tại nhân loại đã biết mấy vạn năm trong lịch sử, vẫn luôn là đế thiên đỉnh đầu quang sáng. Đế thiên là từ thời đại thượng cổ liền đã tồn tại mạnh mẽ hung thú, nghe nói đế thiên tu vi vượt qua 80 vạn năm. Cũng không là kim nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên thật sống 80 vạn năm, mà là hắn dòng dã đã trải qua 8 lần 10 vạn năm trở lên tu vi hồn thú mới sẽ tao ngộ thiên kiếp, đồng thời tất cả đều thuận lợi vượt qua này tại hồn thú trong thế giới là hiếm thấy thậm chí có cách nói xưng nếu như không phải hồn thú vô phương thành thần đế thiên đã sớm là thần vị này thanh danh thật sự là quá vang dội à đây chính là thú thần đế thiên à lần này độ kiếp lại có thể là vị cường giả này làm hiền vũ đều cảm thấy có chút hối hận mặc dù không biết quan sát loại này cường giả độ kiếp có chỗ tốt gì nhưng tuyệt đối là hiếm có nhân sinh trải qua à hiện tại khiến cho năm nhất khả năng không ai có thể đi xem lễ cái này hối hận rồi Tiếu Khải cười như không cười nhìn xem hắn. Làm hiền vũ tẳng háng một cái. Không có. Trên cái thế giới này không có thuốc hối hận. Hối hận có làm được cái gì. Tiếu lão sư, đây càng có thể kích phát chúng ta đấu trí. Nếu như chúng ta thắng, liền có cơ hội toàn lớp cùng đi xem lễ A. À. Tiếu Khải cười nói, cái kia phải cố gắng đi. Làm hiền vũ đột nhiên hạ giọng nói. Tiếu lão sư, ngài nói nếu là muốn mua thông năm, sáu niên cấp học trường, cần tiêu bao nhiêu huy chương. Tiếu Khải biểu lộ cứng đờ, tại trên đầu của hắn gõ một cái người nghĩ gì thế lần này các ngươi muốn vượt cấp khiêu chiến cấp cao tin tức đã chuyển ra ngoài đây không phải huy chương vấn đề mà là liên quan đến vinh dự sự tình biết không từng cái niên cấp ra sân học viên đều đại biểu cho bọn hắn chỗ niên cấp vinh dự làm hiên vũ bị đau lão sư ta sai rồi ta nhất định nỗ lực nói xong hắn vội vàng xám xịt chạy trận thứ hai vượt cấp khiêu chiến thi đấu đến lần này đến xem so tài người lộ ra so với lần trước nhiều một ít bởi vì năm thứ ba học viên đều tới. Lam Hiên Vũ bởi vì muốn dự thi, cũng không có trên khán đài, mà tại tranh tài tuyển thủ chờ trong thông đạo, hắn hai mắt híp lại, lặng lặng chờ đợi lấy. Hiên Vũ ca ca, người đang suy nghĩ gì đấy? Hắn bên tai đột nhiên truyền đến nguyên ân huy huy thanh âm không có gì, ta đang suy nghĩ chiến thuật, Lam Hiên Vũ nói ra. Này có gì có thể nghĩ, chúng ta nhất định có thể thắng, ta nhất định sẽ chiến thắng nàng, coi như nàng có đấu khải cũng giống vậy. Nguyên ân huy huy một bộ vẻ hoàn toàn tự tin nhưng vấn đề là ngươi hôm nay gặp phải chỉ sợ không phải nàng lam hiên vũ cười nói nguyên ân huy huy sững sờ đúng lúc này tuyển thủ dự thi bắt đầu ra trận lam hiên vũ đi ở phía trước nguyên ân huy huy băng thiên lương cùng sau lưng hắn ba người cùng một chỗ đi ra ngoài lớp trường cố gắng lên năm nhất vô địch nhìn trên đài đồ nhiên truyền đến kinh thiên động địa tiếng la năm nhất học viên đều nhịp kêu gào lúc này khán đài một bên khác một cái không đáng chú ý trong góc ngồi hai tên thanh niên bọn hắn đều mặc lấy màu xanh lá đồng phục bên trái thanh niên khiêu lấy chân bắt chéo mái tóc màu đỏ tung bay tướng mạo anh tuấn thậm chí có chút xinh đẹp mùi vị hiện tại tiểu học đệ thật đúng là lòng tin mười phần a ngồi tại hắn phía bên phải chính là một tên nhìn qua có chút chất phác nam thanh niên một bộ vô cùng đàng hoàng bộ dáng lòng tin nguyên từ thực lực khí thế rất trọng yếu ta gần nhất đang nghiên cứu tại không cùng khí thế bên trong có thể phát huy ra tự thân nhiều ít thực lực đàng hoàng thanh niên như có điều suy nghĩ nói ra người cảm thấy năm nhất hôm nay có thể thắng sao thanh niên tóc đỏ nói ra đàng hoàng thanh niên nói hẳn là có khả năng ta trên khán đài thấy được đường vũ cách nếu như năm thứ ba ra sân chính là đường vũ cách như vậy năm thứ ba tỷ số thắng hẳn là so sánh lớn nàng đã lục hoàn nàng cái kia ngũ hành kỳ lân võ hồn tại tu vi của nàng đến ngũ hoàn về sau mỗi gia tăng nhất hoàn đều sẽ bên trên một bậc thang rất mạnh không phải nàng năm thứ ba hẳn là khó chiến thắng năm nhất nguyên ân huy huy võ hồn hai lần đã thức tỉnh tương lai sẽ rất mạnh có thể vượt qua ngươi thanh niên tóc đỏ cười như không cười hỏi đàng hoàng thanh niên đàng hoàng nói cái kia có điểm khó đi hắn tựa như tại trình bày một sự thật hoàn toàn không có nửa điểm khoe khoang ý tứ mà thanh niên tóc đỏ cũng cho là hắn nói không sai từ đáy lòng gật gật đầu mong muốn vượt qua người cái này yêu nghiệt quá khó khăn nói đến người sao còn không đi nội viện còn ở bên ngoài viện chiếm địa phương người lấy không đáng ghét người đi ta chính là đệ nhất thanh niên tóc đỏ tức giận nói đàng hoàng thanh niên than nhẹ một tiếng, nói, coi như ta đi, lớp chúng ta cũng chí ít có hai người so với ngươi còn mạnh hơn, dù sao kém một năm là một năm. Thanh niên tóc đỏ khóe miệng co giật một thoáng, không nói thật ngươi có thể chết sao, ta đã bị ngươi đả kích đã nhiều năm như vậy. Đàng hoàng thanh niên ngu ngơ cười một tiếng, thói quen liền tốt. Thanh niên tóc đỏ đột nhiên nổi giận nói, ta thói quen ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cái này hiền hòa tâm đen ra hỏa thật không là đồ tốt. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.